ta ăn. Ăn lông trước, đến đây, há mồm ra. Mao Tiến đem lông heo đưa tới trước mặt Khương Phàm, tùy tiện mà cười cười. Khương Phàm cười nhạt, hai tay toát ra ngọn lửa màu đỏ, không phải nhấc lên, mà là chìm xuống. Hỏa diễm đỏ tươi như máu, chìm như nham tương, bao phủ ở con lợn rừng cùng chó hoang phía dưới. Màu sắc ngọn lửa này có chút kỳ quái. Hắn muốn làm gì, đốt thành tro, hay là biến thành thịt chín? Đám người trên đường phố thấp giọng khẽ nói. Ta mời ngươi ăn đồ, nếu ngươi dám hủy, chính là không tôn trọng với ta, là nhục nhã hoàng thất võ viện chúng ta. Ngươi, nghĩ rõ ràng hậu quả. Mao Tiến hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm mắt Khương Phàm, tùy thời chuẩn bị giận mắng hắn bất kính hoàng thất võ viện. Ta không quen ăn đồ sống, thay phương pháp ăn mà thôi. Khương Phàm nắm hỏa diễm trong tay, dùng hồi thiên thuật nung khô. Mặc dù luyện lô cũng vô dụng, nhưng hai con lợn rừng và chó hoang ngay này cả linh yêu cũng không tính, luyện lên vô cùng đơn giản. Chỉ sau chốc lát, lợn rừng cùng chó hoang được hỏa diễm bao phủ nhanh chóng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành hai viên huyết đan lớn chừng ngón cái. Đan dược. Không cần luyện lô, không cần dược liệu, dã thú cứ như vậy mà thành đan dược. Đây là thuật luyện đan gì? Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mà nhìn, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Nạp Lan Thanh Lạc cũng đều trừng to mắt, hắn thực sẽ luyện đan. Đan dược còn có thể luyện như thế sao? À, khuôn mặt Lục Tử Ngâm trên tử lâu có chút động, phương pháp luyện đan này chưa từng nghe thấy, có thể cứ như vậy mà đem thi thể luyện thành đan sao? Khương Phàm vê hai viên huyết đan lên, một viên đặt ở mình trong miệng, một viên đưa tới Mao Tiến trước mặt. Nếm thử không? Nụ cười trên mặt Mao Tiến dần dần biến mất, nhìn huyết đan gần ở trước mặt, có chút do dự, đây chính là điều hắn không ngờ tới trước đó. Ta đều ăn đã, ngươi không dám. Khương Phàm lại đưa đến trước mặt hắn. Mao Tiến hừ một tiếng, một phát bắt được huyết đan, bỏ vào trong miệng. Một cỗ huyết khí mênh mông lập tức trùng kích toàn thân, mạch máu phồng lên, toàn thân phát nhiệt, lại có một loại cảm giác thư sướng không nói được. Khương Phàm giống như cười mà không cười nhìn hắn. Hương vị thế nào? Đây là thuật luyện đan gì? Hai mắt Mao Tiến tỏa sáng, cảm giác này. Không tệ. Nếu là hoàng thất võ viện mở tiệc chiêu đãi mà chỉ có hai bàn đồ ăn này, có phải là quá keo kiệt rồi hay không? Ngươi còn có thể luyện đan? Đương nhiên. Mao Tiến vung tay lên. Mang thức ăn lên. Các học viên hoàng thất võ viện lập tức rời khỏi. Từ trong tử lâu gần đó lấy ra số lượng lớn thú vật hoang dã đang đợi làm thịt. Dê rừng, đao giác lộc, hồng ban nghiêu, xài lang các loại, nhiều đến mười mấy loại. Khương Phàm dần dần luyện hóa, mình ăn 5 viên, còn lại toàn bộ đưa cho Mao Tiến. Mao Tiến mặc dù là đến làm nhục Khương Phàm, nhưng những huyết đan này cảm giác quá sung sướng, một người lại một người khác ném vào trong miệng. Toàn thân nóng hổi, máu tăng tốc chảy. Cảm giác giống như là nuốt sống 10 đầu mãnh thú. Tinh lực thịnh vượng trước nay chưa có. Dễ chịu quá. Cảm tạ hoàng thất võ viện mở tiệc chiêu đãi, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi rồi. Các vị, nhường đường chút. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, biểu hiện rất rộng lượng, cũng rất khách khí. Người xem náo nhiệt trên đường dài đều lau mắt mà nhìn, vị nghĩa tử Nạp Lan gia này so với bọn hắn dự đoán còn ưu tú hơn rất nhiều. Mao Tiến lập tức kéo căng mặt, muốn ngăn cản, thế nhưng, hình như cũng không có gì lý do. Nếu như ngươi còn không có tận hứng, chờ đại hội đan tông kết thúc, ta mời khách. Ăn thịt rừng, hay là ăn tiệc, ngươi nói là được. Còn bây giờ, nhường đường chút. Khương Phàm rất ôn nhu hỏi, chỉ là sắc mặt dần dần quái dị. Mao Tiến sắc mặt âm trầm. Bực bội, sốt ruột. Không thể để cho Nạp Lan Thanh Diệu cứ đi như thế. Hắn đã cam đoan với Sở Uyên. Làm sao bây giờ? Đáng chết, làm sao bây giờ? Mao Tiến càng ngày càng bực bội, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, trong ý thức bỗng nhiên hiện lên một tia sát niệm. Giết chết hắn. Cỗ sát ý này đột nhiên xuất hiện rất mãnh liệt, mặt Mao Tiến cũng nhịn không được mà giữ tợn một chút. Khương Phàm lập tức lui lại hai bước. Thế nào, cắn ta sao? Ăn vài dã thú liền muốn biến thành dã thú. Ngươi đang mắng ta. Mao Tiến hô hấp dồn dập, lửa giận tán loạn. Hắn nhìn chằm chằm ra hỏa trước mặt, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Không dám, nơi này là thành hoàng phủ,
nơi này là địa bàn của các ngươi. Khương Phàm lại lui lại hai bước, cố ý lộ ra dáng tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch, còn nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Huyết đan mặc dù đều là huyết đan, nhưng thay đổi hỏa diễm luyện chế, bên trong ngưng tụ khí tức sát lục mãnh liệt. Hắn phục dụng thanh thần đan, có thể chống đỡ được. Nhưng tên Mao Tiến này, sắp điên rồi. Người đây là gì ngữ khí? Không phục. Ngươi đang chừng ta. Tiểu tử, luyện đan sư không nổi. Ngươi, phụ mẫu nó, còn chừng ta. Ý thức Mao Tiến hỗn loạn, táo bạo lại nổi giận, một chân đạp trên bàn. Ta xem thường nhất những luyện đan sư các ngươi đây, từng kẻ đều vênh váo. Không phải chỉ biết luyện đan sao, có gì đặc biệt hơn người, ném tới diễn võ trường, một mình lão tử có thể giết chết tất cả 10 tên. Mao Tiến sư huynh, ngươi làm sao thế? Các học viên võ viện lập tức quát tháo, có hai tên còn chạy tới bắt hắn lại. Làm gì, cút cho ta, lão tử muốn giết chết thằng danh con này, lão tử muốn đập chết bọn luyện đan sư này. Mao Tiến bỗng nhiên hất bọn hắn ra, mặt mũi đỏ lên, con mắt trừng trừng, bộ dáng đáng sợ giống như là man nghiêu châu điên. Mao Tiến sư huynh, ngươi nói nhiều rồi. Toàn bộ các học viên vây tới, nghiêm túc quát tháo. Trước đại hội đan tông lăng mạ luyện đan sư sẽ kích thích nhiều người tức giận. Huống chi, trên tử lâu còn đứng một vị. Các ngươi làm cái gì? Chán sống sao? Ai bảo các ngươi cản ta sao? Biến đi, đều cút ngay cho ta. Mao Tiến táo bạo, sát khí trong ý thức đột nhiên mãnh liệt. Hắn tức giận xông lên, linh lực toàn thân mất khống chế mà bạo động, hóa thành vô số đao khí, sắc bén cuồng liệt bạo kích trong chớp mắt. Các học viên hoàng thất võ viện vội vàng không kịp chuẩn bị đao khí cuồng bạo đối diện đánh chúng. Phốc phốc tiếng vang thành một mảnh, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía. Tám vị học viên võ viện toàn bộ bay ra ngoài. Phố dài kinh động, đây là thế nào? Thật biến thành chó dại rồi. Tiểu tử, đi chết đi. Mao Tiến gầm thét, đao văn trên trán bắn ra cường quang, khí tức sắc bén lao ra ngoài. Mao Tiến sư huynh. Người điên rồi. Tám vị học viên võ viện nhìn xuống đau nhức kịch liệt, liên tiếp kích hoạt linh văn, nhào tới phía Mao Tiến. Gió mạnh cuồng quay, hàn băng bôn tập, lôi chiều oanh minh, các loại năng lượng đánh về phía Mao Tiến. Khương Phàm vuốt khẽ đầu ngón tay, ngưng tụ ra một viên hỏa tinh, nhìn chằm chằm Mao Tiến. Mở cho ta. Mao Tiến phát điên, năng lượng phóng thích toàn diện, đao khí lăng liệt giống như cuồng phong cuồn cuộn, cường thế đẩy lui tất cả năng lượng. Đám người trên đường dài hốt hoảng chạy trốn. Hoàn toàn đại loạn. Danh con. Mao Tiến điên cuồng giống to, phóng tới Khương Phàm. Siêu. Khương Phàm cong ngón tay búng ra, ngưng tụ hỏa tinh bắn vèo ra ngoài, vừa vặn vọt vào trong mồm đang mở lớn của hắn. Bạo. Khương Phàm nhẹ giọng một câu, hỏa tinh nháy mắt bị dẫn bạo, bắn nổ năng lượng hòa với hỏa diễm kinh khủng, nổ tung trong miệng Mao Tiến. M thanh bạo hưởng. Đầu. Phát nổ. Mao Tiến sư huynh, đừng lại. Các học viên võ viện đang muốn xông lại lần nữa thì sắc mặt đại biến, liên tiếp phanh lại. Mao Tiến đã trở thành thi thể không đầu phóng tới mấy bước, nhào vào trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Các ngươi, ngăn lại là được rồi. Tại sao phải giết hắn? Khương Phàm cố ý nói một câu, lắc đầu, đi về phía Nạp Lan Thanh Lạc. Rời khỏi đây thôi. Một màn bất thình lình để cả phố dài lâm vào an tĩnh, cũng làm cho tám vị học viên võ viện ngây ngẩn cả người. Chúng ta, giết Mao Tiến. Xong. Chúng ta đã giết sư huynh của mình. Chuyện này tại Hoàng thất võ viện, là tối kỵ. Bọn thị vệ như Lữ Lương Nhân đều hiện ra sắc mặt quái dị, từ góc độ của bọn hắn liền thấy rõ Nạp Lan Thanh Diệu đánh ra hỏa tinh. Giữa lúc đàm tiếu, vậy mà đã giải quyết kẻ địch như thế. Tiêu sái. Tự nhiên lại vừa ngậm sát cơ. Vị tứ công tử này, không đơn giản. Đừng ngừng lại. Nạp Lan Thanh Lạc phân phó thị vệ, muốn cùng Khương Phàm leo lên xe. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, âm thanh chấn động phố dài. Tất cả đứng lại cho ta. Sở Uyên thả người nhảy xuống tử lâu, rơi vào trên đường dài. Sở Uyên. Coi chừng, hắn là Thánh Linh Văn, đại tân sinh kỳ thiên điện võ viện, đệ nhất thiên tài. Nạp Lan Thanh Lạc lập tức nhận ra tên nam tử thô cuồng này. Khương Phàm lặng lẽ ngăn chặn linh văn của mình, quay người đối mặt với nam tử. Có việc gì? Ngươi giết chết Mao Tiến.
Sở Uyên vừa rồi đứng trên tầng cao nhất trên tử lâu, thấy rõ trong tay Khương Phàm đánh ra đạo huyết quang kia, sau đó, đầu Mao Tiến nổ tung. Không, là ngươi giết chết Mao Tiến. Nếu không phải ngươi giật dây, hắn có thể chết sao? Khương Phàm biết phía sau đám gia hỏa kia còn có người khác, nếu không Hoàng Thất Võ Viện thế nào lại hành động không thích hợp với Tử Vi Thương Hội, cũng không ngăn cản ở bên đường, công nhiên nhục nhã. Đan ngươi luyện là cái gì? Sở Uyên hiểu rất rõ Mao Tiến, có thiên phú có năng lực, còn rất biết làm hắn vui lòng, hắn cũng cố ý đem đưa vào Kỳ Thiên Điện, tuyệt đối không có khả năng bởi vì mấy câu lại đột nhiên trở nên táo bạo mất khống chế. Vấn đề, xuất hiện ở trên viên đan dược kia. Sao ta phải nói, mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng ta thân là luyện đan sư, không được thô lỗ. Khương Phàm mỉm cười. Không thể trả lời. Hắc hắc. Rất nhiều người trên đường đều nở nụ cười, nhưng nhìn thấy Sở Uyên quét ánh mắt tới thì đều tranh thủ thời gian ngậm miệng. Ăn thua gì đến chuyện của ta? Ha ha, ha ha. Sở Uyên cười. Lại có người mắng hắn ở trước mặt mọi người. Từ lúc thức tỉnh Thánh Linh Văn đến nay, 8 năm, chưa bao giờ ai dám khiêu khích hắn. Thân phận Kỳ Thiên Điện, thiên phú Thánh Linh Văn, hắn là đại tân sinh chói mắt nhất lang gia hoàng triều. Ta thích cái dáng vẻ không coi ai ra gì của ngươi đây. Nạp Lan gia tộc rất lợi hại phải không? Biết ba chữ Kỳ Thiên Điện đại biểu cho cái gì không? Sở Uyên cười cười, mặt hắn từ từ âm trầm xuống giống như đao tước búa bổ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi, đang chặn đường. Khương Phàm đi về phía trước hai bước, nhìn thẳng Sở Uyên. Nạp Lan Thanh Lạc khẩn trương, ngay cả bọn thị vệ Nạp Lan gia đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Kỳ Thiên Điện trực thuộc ở Hoàng Thất, địa vị tôn quý, áp đảo tất cả tông môn võ viện Hoàng Triều. Kỳ Thiên Điện, cũng là ưng khuyển mạnh nhất được Hoàng Thất bồi dưỡng để bảo vệ Hoàng quyền, chế tài tất cả thế gia Hoàng Triều. Kỳ Thiên Điện, có quyền sinh sát tuyệt đối. Vị Sở Uyên này có được tư chất Thánh Linh Văn, được võ viện toàn lực bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là nhân vật quan trọng nhất trong Kỳ Thiên Điện. Ngươi chỉ là một tên nghĩa tử mà thôi, thật đề cao bản thân mình rồi. Cái gì là nghĩa tử? Không phụ thân không mẫu thân chính là con hoang, quỳ gối trước mặt người khác vẫy đuôi. Loại như ngươi đây cũng xứng cùng ta phách lối. Đáy mắt Sở Uyên lóe ý lạnh, hỗn đản này cũng dám liên tiếp khiêu khích hắn. Con hoang. Khương Phàm cười cười, nhàn nhạt một câu. Xúc sinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe không đủ, xúc sinh. Nạp Lan gia chọn luyện đan sư đi, không tuân theo Kỳ Thiên Điện. Sở Uyên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một tay nắm Khương Phàm lên. Phạm vi mặt đất phương viên mấy trăm mét cũng vì đó rung động. Như là địa chấn, lay động tử lâu. Giờ khắc này phóng thích, không chỉ có gây rung chuyển đại địa, càng mang đến cho tất cả mọi người cảm giác áp bách linh văn mãnh liệt. Đây chính là uy thế thánh văn. Sở Uyên phóng tới, khí thế mãnh liệt đập vào mặt, quả đấm to lớn khuấy động uy lực như phá núi. Khương Phàm không lùi không tránh, khoanh hai tay cứng rắn ngăn ở trước mặt. Quyền sáo màu tím xen lẫn cùng hài cốt da thịt, trở nên dị thường cứng cỏi. M thanh trầm đục vang lên, hai tay Khương Phàm chống đỡ rắn chắc, thân thể bay khỏi mặt đất nhưng cũng không có chút hỗn loạn nào, sau đó lại vững vững vàng vàng rơi vào mười mấy mét bên ngoài. Dừng tay! Bọn thị vệ Nạp Lan ra lập tức hướng về phía trước, vây quanh bao bọc Khương Phàm cùng Nạp Lan Thanh Lạc. A! Sở Uyên khuôn mặt có chút động, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một quyền này của mình mặc dù rất đột nhiên, không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để oanh sát bất luận võ giả linh nguyên cảnh nhị trọng thiên nào, huống chi là một luyện đan sư như thế. Hỗn đản này làm thế nào chống đỡ được? Làm sao lại lui về mà không hao tổn một sợi tóc được? Đây chính là thiên tài Kỳ Thiên Điện, không có gì hơn cái này. Quyền sáo trên hai tay Khương Phàm biến mất, bình tĩnh ứng phó. Ha ha, tiểu hỗn đản, xem ngươi có thể tiếp ta vài quyền hay không. Không gian xung quanh Sở Uyên bạo động, như cương khí, lại giống như gió mạnh quét sạch phố dài, trên mặt đất lan tràn vết nứt. Phóng thích thánh văn, uy áp đến phương viên vài trăm mét. Có chừng có mực đi. Đám người trên phố dài liên tiếp tản ra, tránh ra một đoạn đường, thẳng tới nơi này. Một nữ tử Mỹ lệ cưỡi bạch tượng từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau là số lượng lớn luyện đan sư thân mang áo báo trắng, càng có rất nhiều hộ giả áo lam khí tức cực kỳ cường thịnh. Bạch bào ở đan quốc chính là biểu tượng của luyện đan sư.
Áo lam, tượng trưng cho bọn thủ vệ cường đại của Đan quốc. Thường Lăng, nữ nhi của quốc quân. Đám người hai bên phố dài nhao nhao cúi đầu xuống, hướng vị luyện đan sư tôn quý này biểu đạt kính ý của mình. Đan quốc là quốc gia chung với Lang gia quốc. Địa vị nữ nhi quốc quân so với hoàng tử không thấp bao nhiêu. Huống chi vị Thường Lăng này không phải luyện đan sư bình thường mà là đương kim luyện đan sư cấp tông sư trẻ tuổi nhất Đan quốc. Thường Lăng, trên tử lâu, dáng tươi cười theo thói quen trên mặt Lục Tử Ngâm dần dần thu lại. Hắn mặc dù là kỳ tài luyện đan của đan điện, là tia sáng lóa mắt, nhưng lại không thể không thừa nhận thiên phú luyện đan của Thường Lăng đã vượt xa hắn. Nàng chính là Thường Lăng. Đinh Linh Lung cũng lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ tử truyền kỳ này. Trước đó đưa tin, hắn không phải tới đại hội đan tông sao, chỉ là một luyện đan sư bình thường, cùng đan quốc các ngươi không có quan hệ. Thường Lăng, ngươi không quản được nơi này. Sở Uyên lại ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Phàm đang được thị vệ bảo vệ. Lúc rời khỏi Kỳ Thiên Điện, đem đầu óc vứt đi rồi sao? Ngươi muốn làm sao trừng trị hắn? Phế đi, hay là giết? Ngươi coi hơn 10 vị thị vệ Nạp Lan gia này là bài trí sao? Chớ tự lấy nhục. Thường Lăng cưỡi bạch tượng đi tới, mắt lạnh nhìn Sở Uyên phía dưới. Nàng vô cùng mỹ lệ để cho người ta kinh ngạc. Dung nhan hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, da thịt trắng nõn như tuyết như ngọc, con mắt tinh khiết giống như đầm sâu, giống như là tác phẩm nghệ thuật mà tạo vật chủ tỉ mỉ rèn luyện. Bạch tượng, bạch bào càng sấn ra một phần vẻ đẹp thánh linh. Mỹ nhân như ngọc, làm cho người người mê say. Cho dù giờ phút này biểu hiện ra cường thế nhưng cũng bởi vì phần mỹ lệ cùng thánh khiết kia mà không có người nào để ý. Khương Phàm cũng hơi ngây người, rất khó tưởng tượng một nữ tử có thể xinh đẹp đến trình độ này. Sở Uyên bỗng nhiên cười. Thái độ của ngươi là muốn bảo đảm Nạp Lan thanh diệu. Vậy ta chúc mừng Nạp Lan gia cùng Đan quốc trước vĩnh kết đồng hảo. Đừng bày ra sự thông minh của mình, mất mặt xấu hổ. Thường Lăng hừ lạnh, ngôn ngữ càng vô tình. Thành lập Kỳ Thiên Điện chủ yếu chính là đối kháng Đan quốc. Trong những năm này, hai bên phát sinh xung đột không ít. Thường Lăng đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Thường Lăng, nơi này cũng không phải Đan quốc. Ánh mắt Sở Uyên tức giận lập tức quăng về phía Thường Lăng. Nơi này cũng không phải Kỳ Thiên Điện. Thường Lăng không để ý đến mà khiêu khích của hắn, nhìn Nạp Lan thanh lạc nói. Mời đến hội trường đại hội Đan Tông đưa tin, các ngươi là người cuối cùng. Người thủ vệ áo lam của Đan quốc đều nhìn về Sở Uyên, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung đều đi xuống từ tử lâu khuyên nhủ Sở Uyên. Ở chỗ này xung đột với Thường Lăng cũng không phải là điều sáng suốt. Đừng xem nữa, lên xe, người phát dục sao, lại nhìn mỹ nữ như thế. Nạp Lan thanh lạc đụng đụng Khương Phàm đang theo dõi Thường Lăng đến ngẩn người, về tới xe đuổi qua. Ta phát dục. Khương Phàm im lặng lắc đầu. Thật, Nạp Lan thanh lạc quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi và ta gặp nhau đã vài ngày, làm sao không có nhìn ta như thế? Chúng ta bây giờ là quan hệ tỷ đệ. Khương Phàm lên xe, ra hiệu mở đường. Sở Uyên nhìn đội xe rời đi, dưới sự tức giận liền nói. Ta muốn trước khi đại hội Đan Tông bắt đầu thì nhìn thấy tên Nạp Lan thanh diệu này nhận những lời sỉ nhục của toàn bộ thành hoàng phủ. Toàn thành phỉ nhổ. Cái này là muốn làm sao? Các học viên hoàng thất võ viện đều nhíu mày. Hắn mạo phạm người được tôn trọng nhất liền sẽ bị toàn thành phỉ nhổ. Ai được tôn trọng nhất? Lục Tử Ngâm nhìn đội xe đi xa, trên mặt theo thói quen mang lên ý cười. Các học viên hoàng thất võ viện trao đổi ánh mắt, hiểu rõ gật đầu. Chờ tin tức tốt của chúng ta, nơi này là thành hoàng phủ, là địa bàn hoàng thất võ viện chúng ta, không có chuyện gì chúng ta không làm được. Làm thật tốt cho ta, làm xong, ta có thưởng. Sở Uyên chưa từng nhận qua khiêu khích, càng không gặp phải nhục nhã. Đã có người cho hắn lần đầu tiên, hắn đương nhiên phải trả lại thật tốt. Tính danh, Nạp Lan thanh diệu, linh văn, yêu hỏa linh văn, phẩm cấp, lục phẩm. Luyện chế qua đan dược cao nhất là có đẳng cấp gì? Trong đại đường đại hội Đan Tông, người ghi chép hỏi kỹ càng tình huống của Khương Phàm. Đan dược đẳng cấp gì? Khương Phàm hỏi linh hồn đan hoàng trong ý thức. Con người trên thế gian này cơ hồ đem đan dược cùng đẳng cấp với linh văn, cũng xem từng cấp mà đánh giá. Nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược, cho đến lục phẩm đan dược, qua lục phẩm liền gọi là thánh phẩm đan dược.
Tuy nhiên luyện chế đan dược so với thức tỉnh phẩm cấp linh văn khó khăn hơn, muốn luyện chế ra thánh phẩm đan dược, so với sinh ra một thánh phẩm linh văn cũng khó khăn hơn gấp trăm lần. Ta đoán chừng toàn bộ Lang Gia Quốc đều chưa hẳn có thể có người luyện ra. Linh hồn đan hoàng giới thiệu sơ lược một hồi. Người viết là đan dược tam phẩm đi, cửu linh dưỡng nguyên đan, thanh thần đan, đều thuộc về cấp bậc này. Tam phẩm. Khương Phàm lập tức nói ra. Thành công được mấy khỏa? 10 khỏa. Lão nhân ghi chép đang muốn đặt bút, nghe vậy thì nhíu mày, nhìn Khương Phàm. 10 khỏa. Có vấn đề gì sao? Nơi này không cho phép báo cáo sai thành tích, nếu như truyền đi, rất mất mặt. Lão nhân nhắc nhở Khương Phàm, 13 tương đương 14 tuổi có thể luyện ra tam phẩm đan dược coi như rất ưu tú. Toàn bộ Tây Cương này, tất cả thiếu niên luyện đan sư chọn phái đi, ưu tú nhất chỉ là luyện ra 3 viên. Tiểu gia hỏa này vậy mà há miệng chính là 10 khỏa. Thổi quá mức. Cho hắn ngũ phẩm linh văn, một viên tam phẩm đan dược. Thường Lăng từ hậu điện đi tới, phân phó nói. Xin tôn trọng tính thần thánh của Đại hội Đan Tông. Nạp Lan Thanh Lạc đối đầu Thường Lăng. Cũng xin tôn trọng luyện đan sư Nạp Lan ra chúng ta chọn phái đi. Nạp Lan Thanh Lạc, ta đang giúp cô. 3 ngày sau là Đại hội Đan Tông. Vòng tổng tuyển cử đầu tiên chính là ngay trước mặt toàn thành luyện chế một viên tam phẩm đan dược. Nơi này ghi chép một viên, hắn coi như thất bại, còn có thể lại thử một lần. Nếu như ghi chép 3 viên trở lên, lại chỉ có thể có một cơ hội. Thường Lăng chỉ nhàn nhạt nói một câu, quay người về lại hậu điện. Các ngươi liên hệ thế nào? Nàng hình như rất không chào đón ta. Khương Phàm thấp giọng hỏi Nạp Lan Thanh Lạc. Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Nạp Lan Thanh Lạc không tiếp xúc qua với Thường Lăng, đây cũng là lần đầu tiên gặp. Mấy phẩm linh văn, mấy lần đan dược. Lão nhân ghi chép hỏi. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Lục phẩm, 10 lần. Có khí phách. Lão nhân lắc đầu cười một tiếng, sau khi ghi lại thông tin của Khương Phàm bỏ vào trăm vị luyện đan sư đầu tiên. 3 ngày sau, ngươi là người đầu tiên đến. Đi vào đi, sau khi lưu danh phải tới trang viên phía sau nghỉ ngơi chờ đợi. 3 ngày sau, hơn 100 vị luyện đan sư đồng thời rời khỏi trang viên, đến Đại hội Đan Tông. Ngươi yên tâm, nơi này hoàn toàn do Đan Quốc khống chế, vô cùng an toàn. Nạp Lan Thanh Lạc nhắc nhở Khương Phàm hai câu, mang người rời khỏi. Đây là quy củ, nàng muốn tuân thủ. Mời. Một vị nam tử đi tới, mang theo Khương Phàm đi đến hậu điện. Hậu điện là một mảnh trang viên đẹp mắt kéo dài liên tiếp, thạch đình Thúy Hồ, núi Giả, Tiểu Lâm. Từng con đường đá xuyên qua trong đó. Rất nhiều thiếu niên nam nữ nho nhã đi ở trong đó, nhàn nhã, bắt chuyện với nhau, chắp tay hành lễ với nhau. Đây đều là các luyện đan sư ưu tú từ các châu Tây Cương chọn phái đi ra. Mỗi châu mấy chục triệu người, 3 năm mới tuyển 10 tên, từng người ngàn dặm mới tìm được một. Người Nạp Lan ra chọn phái tới kìa. Mạnh mẽ bỏ vào danh ngạch, phá hư tính thần thánh của Đại hội Đan Tông. Hành vi đáng xấu hổ. Một kẻ đáng xấu hổ. Hắn là nghĩa tử của Nạp Lan gia chủ. Chưa nghe nói qua. Trong này bí mật, người còn không hiểu sao. Đại hội Đan Tông năm nay có thể dùng người để đánh cờ. Nạp Lan gia phải dùng gia hỏa này thăm dò thái độ của Đan Quốc. Từng đôi mắt toàn bộ hướng đến Khương Phàm, trong ánh mắt đều mang theo mấy phần xem thường. Khương Phàm cười nhạt. Không sai, tố chất luyện đan sư rất cao. Cái này nếu đổi thành đám võ giả. Nói không chừng sẽ vây đến đây nhục nhã khiêu khích. Mời tới bên này. Thị vệ đưa Khương Phàm đến một tiểu viện. Khương Phàm đóng cửa phòng, phối hợp với linh văn áp chế sát lục chi hỏa, chậm rãi dung hợp. Hắn đã thành công trà trộn vào, sau đó liền chờ Đại hội Đan Tông hiện ra linh văn, để Đan Quốc và Kỳ Thiên Điện tranh đoạt. Tình huống cụ thể phải tùy cơ ứng biến. Trong viện của Khương Phàm rất nhanh đã bù đầy người, đều chỉ vào bên trong nghị luận ầm ĩ. Nhưng hình như tố chất Khương Phàm rất cao. Không có người nào đến gây sự, cũng không có ai lớn tiếng ồn ào. Không bao lâu, đám người này liền một lần nữa tản ra. Đêm khuya, thời điểm Khương Phàm đang yên lặng điều chỉnh cơ thể chợt có người tới gõ cửa. Nạp Lan công tử, có người mời. Ai? Chủ nhân trang viên này, Thường Lăng. Có chuyện gì? Liên quan tới chuyện ngày hôm nay, còn có chuyện Đại hội Đan Tông 3 ngày sau. Nàng hy vọng có thể cùng nói chuyện trực tiếp với ngươi một chút. Khương Phàm đi ra cửa phòng,
bên ngoài là một thiếu nữ nhu thuận, dưới ánh trăng sáng tỏ mang theo vài phần mỹ cảm ngây thơ. Khương Phàm chợt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thường Lăng chủ động tới tìm hắn. Đây quả thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa vặn có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thái độ của nàng một chút để hiểu rõ tình thế Đan Quốc bây giờ. Khương Phàm không hy vọng xa vời rằng Đan Quốc sẽ giống như Nạp Lan gia, chỉ cần có thể cho chút trợ giúp, như vậy là đủ rồi. Bước chân thị nữ đi rất nhanh, mang theo Khương Phàm xuyên qua trang viên, đi tới chỗ sâu nhất. Bên ngoài một con suối nước nóng lịch sự tao nhã u tĩnh có rất nhiều nữ thị vệ đóng giữ. Thị nữ mang theo Khương Phàm đi trên con đường nhỏ trước mặt, thấp giọng nói. Tiểu thư không hy vọng để luyện đan sư khác thấy được nàng tự mình tiếp kiến ngươi, còn xin thả nhẹ bước chân, chú ý xung quanh. Thường Lăng ở đâu? Ngay trong tòa suối nước nóng này, chúng ta đến phía sau, nơi đó có một cái cửa lớn. Thị nữ đi mau mấy bước, vây quanh phía sau trang viên. Nhìn thấy cánh cửa nhỏ phía trước không? Thị nữ chỉ phía trước. Cửa, nơi nào có cửa? Khương Phàm nhìn qua, đột nhiên cảnh giác. Đúng vào lúc này, thị nữ lộ ra một dáng tươi cười tà ác, từ trong nhẫn không gian vung ra phía sau một quyển sách bằng da, chụp vào Khương Phàm. Khương Phàm lập tức thoát ra ngoài, nhưng quyển da thú đột nhiên tăng vọt, bỗng nhiên quấn lấy hắn. Quyển da thú nổi lên tia sáng dâng lên yêu khí mãnh liệt, hóa thành một đầu băng điểu màu lam phóng lên tận trời. Bọn thị vệ ở suối nước nóng trước mặt cảnh giác, nhìn lại bầu trời đêm. Tốc độ lam điểu cực nhanh, kéo lấy hàn khí đầy trời nhanh chóng lao xuống, một đầu đánh tới suối nước nóng phía dưới. Có người đánh lén. Bọn thị vệ quá sợ hãi. Nơi này chính là dinh thự đại hội Đan Tông, càng là nơi ở của nhi nữ quốc quân Đan Quốc. Ai dám làm càn tại nơi đây? Một vị nữ tử trung niên quả quyết ra tay, đánh ra một đạo kiếm khí kinh người, xé rách bầu trời đêm, bổ về phía lam điểu. Nhưng, tốc độ lam điểu cực nhanh, kiếm khí đánh về phía bầu trời đêm lại không có thể đụng tới lam điểu. Trong suối nước nóng, Thường Lăng đang tắm đột nhiên bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu, lam điểu liền đánh tới suối nước nóng rộng lớn. Khương Phàm đang cực lực giãy giụa, điên cuồng kích hoạt liệt diễm, nhưng sau khi va chạm mãnh liệt, lam điểu một lần nữa biến thành quyển gia thú, cũng phóng xuất ra hàn khí kinh người. Ai? Thường Lăng quá sợ hãi, nước suối bị khí lãng xung kích nhấc lên từng gợn sóng, đều đem nàng nhấc lên nửa người, tóc dài bay lên phía sau. Luồng không khí lạnh của quyển gia thú quá mạnh, trong lúc thoáng qua đã đóng băng cả suối nước nóng, đem Thường Lăng cố định lại ở đó. Khương Phàm vừa rồi thoát khốn cũng bị tầng băng đông cứng, gương mặt hắn dữ tợn, duy trì tư thế giãy giụa, nhìn chằm chằm phía trước. Một khắc kịch biến này đột nhiên trở nên an tĩnh. Thường Lăng trừng mắt. Khương Phàm cũng mở to mắt. Hai người chỉ là cách nhau vài mét, đều bị đóng băng. Khương Phàm ngược lại không quan trọng, mấu chốt là Thường Lăng. Bởi vì khi rời khỏi mặt nước, từ kiều nhan mỹ lệ kia đến cái eo nhỏ uyển chuyển, lại xuống chút nữa. Tất cả rõ ràng hiện ra ở ngay trước mặt Khương Phàm. Chỗ thì trắng noãn như tuyết, chỗ thì màu sắc ôn nhuận như ngọc, còn có độ cong chập trùng lên xuống, tất cả đều mãnh liệt đánh vào thị giác Khương Phàm. Một màn này, quả thực là mỹ diệu đến làm cho người ta phun máu mũi. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác chỗ nào đó của mình đang nóng lên. Chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu như thế. Thường Lăng kinh sợ thét to, một cỗ thánh hỏa mãnh liệt phóng ra. Đánh thẳng vào suối nước nóng đang đóng băng. Khương Phàm bỗng nhiên hoàn hồn, cũng ngay lập tức phóng thích liệt diễm, sụp ra tầng băng. Nạp Lan Thanh Diệu, ngươi, tên súc sinh này, ta phải giết ngươi. Thường Lăng tức giận đến không kềm chế được, theo bản năng muốn lao ra thẳng phía Khương Phàm, kết quả thân thể vừa xông tới, mới nhớ tới phía dưới cũng không có đồ, lại phát ra một tiếng thét đâm rách màng nhĩ, một đầu đâm vào trong suối nước nóng. Khương Phàm không lo được thưởng thức cái cảnh đẹp kinh tâm động phách kia, hắn vội vã xông ra khỏi suối nước nóng, thả người chạy khỏi sân nhỏ. Thị vệ phía ngoài liên tiếp xông tới. Thường Lăng ở bên trong vừa tức giận lại sụp đổ phát ra từng chữ sắc nhọn. Bắt lấy Nạp Lan Thanh Diệu cho ta. Phải sống, sống. Nạp Lan Thanh Diệu. Bọn thị vệ lập tức phân ra mấy người trông coi suối nước nóng, toàn bộ những người khác liền xông ra ngoài. Ha ha, quá kích thích. Quá kích thích. Sau khi, thị nữ, ném Khương Phàm ra liền nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
một bên chạy một bên hưng phấn đến dậm chân. Khi nơi xa truyền đến tiếng Thường Lăng thét lên, nàng kém chút đã nhảy dựng lên reo hò. Để cho ngươi giả thuần, ta xem ngươi thanh cao thế nào, ha ha, kích thích, kích thích. Thị nữ tiến vào rừng cây phía trước, quay đầu liền muốn thưởng thức cảnh hỗn loạn ở suối nước nóng bên đó, thế nhưng vừa xoay người, trong chốc lát một bóng người như sói hoang phóng tới trong màn đêm. Ta nhớ ra rồi, hôm nay võ viện gây sự, ngươi chính là một tên phía sau Mao Tiến. Khương Phàm ở đối diện vọt tới, mênh mông liệt diễm mãnh liệt xông ra, hóa thành tam trọng sóng lớn tinh hồng như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn lao thẳng tới thị nữ. Ngươi sao lại ra làm gì? Sắc mặt thiếu nữ đại biến, lập tức đánh ra một cái ngọc bàn oanh minh, ánh sáng tăng vọt biến thành cửa đá nặng nề ầm vang rơi xuống đất. Nhưng, liệt diễm như thủy triều bạo kích, đánh bay cửa đá. Thiếu nữ nắm lấy cơ hội kích hoạt linh văn, phung ra một roi lôi điện chói mắt, đánh đến liệt diễm phía trước. Nhưng, Khương Phàm đã phá tan liệt diễm, một phát bắt được roi lôi điện, vọt mạnh về phía trước. Không thể nào! Thiếu nữ lại lần nữa biến sắc. Hắn dùng tay không bắt roi lôi điện. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn như hỏa liên nở rộ, khí lãng và liệt diễm đánh nổ bay thiếu nữ. Khương Phàm đưa một tay bóp lấy cổ thiếu nữ, năm ngón tay sắc nhọn như câu đâm rách da thịt, mang theo nàng thoát khỏi rừng cây. Bọn thị vệ chú ý tới động tĩnh nên đã lập tức hội tụ tại nơi này. Khương Phàm thừa dịp trang viên bọn thủ vệ còn không có kịp phản ứng, thả người lộn ra ngoài. Văn ấn phía sau lưng phát sáng, triển khai hỏa dực, phóng lên tận trời. Ngươi, ngươi! Thiếu nữ hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn sao có thể bay? Đây là võ pháp gì? Khương Phàm mang theo nàng bằng tốc độ nhanh nhất xông vào tầng mây, hai tay bóp lấy cổ, đầu ngón tay chụp đến xương cổ. Những người khác ở đâu? Thiếu nữ ớn lạnh toàn thân, đau khổ không chịu nổi, cảm giác xương cốt phần gáy bị bóp lấy để nàng gần như sụp đổ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đếm tới ba, ta sẽ luyện ngươi thành đan. Một, hai, ba. Khương Phàm đếm rất nhanh, không cho nàng cơ hội suy nghĩ, đang muốn toát ra hỏa diễm. Phía trước, ngã tư thứ ba hướng đông. Thiếu nữ sụp đổ thét to lên. Khương Phàm rút hai tay ra, mang theo mảng lớn máu tươi, sau đó vung mạnh quyền đánh vào trên đầu của nàng. Thiếu nữ không kịp thét lên thì đã hôn mê. Khương Phàm quăng thiếu nữ vào thanh đồng tiểu tháp, sau đó lao xuống. Trong ngõ hẻm trang viên phía đông, bảy tên học viên Hoàng thất võ viện đang tập hợp tại một chỗ chờ tin tức. Kích thích một chút, ha ha, thật không ngờ Vương Lương ngươi có thể nghĩ được ý kiến như thế. Đây chính là Thường Lăng Nha, là một người xinh đẹp như tiên tử, thật tiện nghi cho tiểu tử Nạp Lan Thanh Lạc kia. Không biết Thường Lăng Ngâm trong bồn tắm có mặc y phục không, nếu là không mặc. Ha ha. Ta cũng muốn nhìn một chút, chết cũng đáng giá. Chỗ đó rốt cuộc thế nào rồi, ta không thể chờ đợi nữa. Nạp Lan Thanh Diệu không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh phế, sau đó sẽ bị các luyện đan sư trong đó điên cuồng sỉ nhục lăng mạ hắn. Chúng ta lại thêm mắm thêm muối đem tin tức tản ra, ha ha, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Bọn hắn kích động vỗ tay, nhiệm vụ này hoàn thành quá đẹp. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Khi bọn người Sở Uyên nghe được tin tức đặc sắc này, càng có thể tưởng tượng đến sáng sớm hôm sau, thành hoàng phủ oanh động như thế nào. Nhưng, bảy người đang cười bỗng dưng im bặt, khuôn mặt có chút động, toàn bộ nhìn về phía không trung. Trong chớp mắt, một bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm giữa bọn hắn, hỏa diễm màu máu nương theo đó lao xuống đánh nổ tung tất cả. Bảy vị học viên võ viện vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chốc lát đã bị tung bay. Đập ầm ầm ở hai bên trên tường đá. Khí lãng mãnh liệt, nhiệt độ hỏa diễm cao đến mức dọa người. Y phục bị đốt cháy, da thịt cháy đen. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt Khương Phàm bạo tạc, lao thẳng tới phía trước một người. Người kia vừa rồi đứng vững, vô ý thức muốn kích hoạt linh văn, Khương Phàm sượt qua người, nâng trọng quyền thẳng đến mặt hắn. M thanh trầm đục, người kia cảm giác đầu giống như muốn nổ tung. Ngửa mặt đảo lộn ba vòng nằm dạp trên mặt đất. Người nào? Một tên nam tử hùng tráng tức giận gào thét, nhấc lên từng mảng đất như thủy triều dâng lên bảo vệ ở xung quanh. Linh văn hắn rất cường đại, lại là nham thuẫn. Cảnh giới là linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Cho dù vội vàng phản kích thì cũng đã tạo thành bảo vệ vững chắc. Khương Phàm ở đối diện đột ngột tiến lên,
bá đao thức chấn động huyết khí toàn thân. Trong tích tắc, đao khí cuồn cuộn, chấn động không gian. Khương Phàm bước lên phía trước, liên tiếp đánh ra ba đao. Đao đầu tiên, trùng kích mạch máu động mạch chủ, làn da cũng đỏ lên. Đao thứ hai, trùng kích tất cả mạch máu toàn thân, cơ thể nóng hổi. Đao thứ ba, huyết dịch sôi trào, sóng nhiệt dâng lên toàn thân. Mỗi một đao càng lúc càng mạnh, đao khí cuồn cuộn như lũ quét. Rầm rầm rầm. Ba tiếng bạo hưởng, cơ hồ hợp thành một tiếng. Tường đất theo đó mà sụp đổ, cuồng đao đánh vào tử ngực nam tử. Toàn thân nam tử vừa rồi treo đầy nham thạch, một đao đối diện đánh vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc, nham thạch vỡ nát, máu tươi như bão táp mà trào ra, nam tử kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm không lo được nghỉ ngơi, chấn động hỏa dược bay lên trời cao, bay về phía sau tường đá. Liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành thương đánh một kích về phía trước. Một nam tử đang gắt gao dán sát vào tường đá, đau khổ đưa vào trong miệng viên đan dược chữa thương, kết quả tường đá sau lưng bị chấn động, trường thương huyết sắc từ phía sau đâm xuyên qua khoang bụng. Khương Phàm thu trường thương lại phóng lên tận trời, ở giữa không trung đánh ra cự tượng quyền cường đại. Ngọn lửa màu vàng óng cuồn cuộn, cự tượng đạp lửa mà thành, lần này không còn là màu vàng uy nghiêm cường thịnh, mà là bộ dáng tinh hồng như máu, dưới ánh trăng, nó vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Bốn người kia vừa ổn định đang muốn tìm kiếm mục tiêu, liên tiếp chú ý tới tình huống giữa không trung. Vừa ngẩng đầu lên, huyết tượng sôi nổi đập vào mắt, nhìn thấy mà giật mình. Cự tượng đạp lửa phóng tới, từ trên trời giáng xuống. Tránh ra! Bốn người hô to, lao ra ngoài phố nhỏ. Ầm ầm! Cự tượng va chạm, liệt diễm cuồn cuộn, khí lãng kinh người vén lui tường đá hai bên. Đá vụn bắn tung trời, liệt diễm và bụi đất bay mịt mù. Khương Phàm từ trên cao lao xuống, lấy đi ba người trọng thương, nhanh chóng biến mất. Bốn học viên Hoàng Thất Võ Viện phía ngoài kích phát linh văn sẵn sàng trận địa, bọn hắn nhìn chằm chằm giữa điểm liệt diễm và bụi đất đang phai mờ kia. Người đâu? Bọn người Vương Lương đâu? Là ai? Ai to gan như vậy, dám đánh lén học viên Hoàng Thất Võ Viện chúng ta? Bọn hắn vừa cảnh giác, lại càng tức giận. Một học viên đi đến phía trước, nhìn hỏa diễm tinh hồng. Màu sắc ngọn lửa này, quen không? Nạp Lan ra bên trong dinh thự cá nhân tại thành Hoàng Phủ. Nạp Lan Thanh Lạc thay xong y phục, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, gian phòng đột nhiên bị phá tan, nàng giật mình gào lên. Là ta! Khương Phàm hô to. Sao ngươi lại trở lại? Nạp Lan Thanh Lạc tranh thủ thời gian che kín y phục. Bị gài. Khương Phàm ăn vào một viên thanh thần đan, ổn định vận dụng võ pháp mà kích thích lên cảm xúc giết chóc. Ở đâu, ai? Trong viện đại hội Đan Tông, chính là đám tiểu tạp chủng Hoàng Thất Võ Viện kia. Bọn hắn dám vào đại hội Đan Tông. Nạp Lan Thanh Lạc khó có thể tin, nơi đó chính là nơi Đan Quốc tự mình bố trí. Chính là bọn hắn. Khương Phàm ném bốn tên học viên ba nam một nữ nửa chết nửa sống trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài. Nạp Lan Thanh Lạc giật mình. Bọn hắn làm sao hãm hại được ngươi? Khương Phàm làm cho bọn hắn tỉnh lại. Chớ quấy rầy, đừng ồn ào, nghe ta nói, nếu không ta sẽ giết chết một kẻ trước, ép các ngươi một chút. Bốn người đang muốn thét lên liền lập tức ngậm miệng lại, tức giận nhìn chằm chằm Khương Phàm trước mặt. Là ai cho các ngươi lá gan dám đến đại hội Đan Tông quấy rối? Khương Phàm dùng sức mở tay phải ra, quyền sáo từ trong da thịt chảy ra, ngưng tụ thành móng vuốt màu tím bén nhọn, đặt ở ngực một người trong đó. Đầu ngón tay rất dễ dàng đâm rách y phục, đâm rách cả da thịt, sau đó bắt đầu dần tiến sâu vào vị trí trái tim. Người kia toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hồng hộc thở hổn hển. Nếu ngươi thông minh liền tranh thủ thời gian mở miệng, nếu không, ngươi mạnh miệng, chết rồi, bọn hắn sợ hãi thì vẫn sẽ đem toàn bộ sự thật phun ra. Ngươi chết, quá oan. Tốc độ Khương Phàm ép móng vuốt rất chậm, cũng mang đến cho người kia cảm giác kinh dị thấu xương, đầu ngón tay dần dần xẹt qua xương ngực, đưa về phía trái tim đang phanh phanh nhảy lên. Sở Uyên, là Sở Uyên, nhanh rút ra, nhanh. Nam tử hoảng sợ hô to. Hắn không muốn chết, càng không muốn bị móc tim mà chết. Khương Phàm ngừng móng vuốt, nhìn về ba người khác. Ba người dùng sức gật đầu, ai cũng không muốn ngực bị người, vuốt ve, như thế. Đem ta ném trong suối nước nóng, là chủ ý của ai? Ba người lập tức đưa ánh mắt nhìn về nam tử bị Khương Phàm khống chế. Là ngươi,
Khương Phàm lại duỗi ngón tay phải đi đến. Là ta, ta chỉ là nghe theo lệnh Sở Uyên. Hắn yêu cầu muốn trước khi đại hội Đan Tông diễn ra để cho ngươi bị toàn thành lăng mạ. Ta chỉ có thể dùng biện pháp này, đừng giết ta a. Vương Lương hoảng sợ thét lên. Cái gì suối nước nóng? Nạp Lan Thanh Lạc lập tức sinh ra một loại dự cảm rất không tốt. Các hộ giả Đan Quốc rất nhanh đã bao vây dinh thự Nạp Lan ra. Nạp Lan Thanh Diệu đâu? Thường Lăng mang bạch bào trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, khí chất siêu trần thoát tục, cực kỳ giống tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Cho dù là trong lòng tức giận, vẫn duy trì phần khí tức suốt trần kia. Chỉ là đôi mắt trong suốt kia rõ ràng đã không còn bình tĩnh như vậy nữa. Nạp Lan Thanh Diệu, gặp qua Thường Lăng Tông Sư. Khương Phàm từ sau lưng Nạp Lan Thanh Lạc đi tới, có chút chắp tay. Chỉ là, cái câu ân cần thăm hỏi này không thể bình thường hơn được nhưng khi rơi vào trong tai Thường Lăng lại cực kỳ chói tai, thậm chí có mấy phần ý trêu chọc. Gặp qua. Người đương nhiên thấy qua. Thân thể mềm mại của Thường Lăng bên trong bạch bào run nhẹ nhẹ, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy lửa giận đang muốn thoát ra. Người không liên quan, lui ra ngoài. Thường Lăng ép buộc mình không nghĩ tới một màn trong suối nước nóng kia. Thị vệ hai nhà toàn bộ rời phòng, chỉ để lại Khương Phàm, Nạp Lan Thanh Lạc cùng Thường Lăng. Thứ nhất, chuyện tối nay, nếu như ngươi dám truyền đi nửa câu, ta sẽ lấy uy lực Đan Quốc, để cho Nạp Lan ra các ngươi phải trả giá đắt. Thứ hai, để lại một con mắt, đêm nay liền biến ra khỏi thành Hoàng Phủ, vĩnh viễn không được lại bước ra khỏi thành Bát Bảo nửa bước. Thường Lăng thật muốn trực tiếp giết cái tên hỗn đản hủy hoại danh dự của mình này, nhưng vẫn giữ vững lại được mấy phần lý trí. Nếu thật làm lớn chuyện, chịu nhục chính là mình. Thứ nhất, ta mới 13 tuổi, còn không đến mức háo sắc đến chạy đến trong suối nước nóng nhìn trộm cô ngâm trong bồn tắm. Thứ hai, ta không phải kẻ ngu, không đến mức vì muốn nhìn một chút, ngay cả mạng cũng không cần. Thứ ba, ta là nhìn thứ không nên nhìn, nhưng ta bị hãm hại. Khương Phàm lập tức biện hộ cho mình. Chỉ là mở miệng ngậm miệng đều giống như đang nhắc nhở Thường Lăng một màn trong suối nước nóng kia, kém chút đem lý trí còn sót lại của Thường Lăng kích phá hết. Nạp Lan Thanh Lạc rốt cuộc đã hiểu xảy ra chuyện gì, con mắt cũng đều mở thật to. Ông trời! Khương Phàm nhìn thấy thân thể Thường Lăng. Vị nữ tử thánh khiết này đều để mọi người thương tiếc mà gọi là tiên tử, lại bị người. Thấy hết! Lấy tâm tính thánh khiết của Thường Lăng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, so với chặt nàng vài đao đều khó mà chấp nhận được. Khương Phàm đem bốn người Vương Lương trong Thanh Đồng Tiểu Tháp ném ra ngoài. Nói cái gì? Ánh mắt của bốn người toàn bộ đều rơi đến trên thân Thường Lăng, đôi mắt tức giận kia để bọn hắn không rét mà run. Năm ngón tay Khương Phàm biến thành móng vuốt bén nhọn, từ phía sau nắm lấy cổ Vương Lương. Ta chỉ hỏi một lần, ai chỉ điểm? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vương Lương cắn răng, lúc này, thật không thể nói. Răng rắc. Khương Phàm bẻ gãy mất cái cổ Vương Lương, sau đó rơi xuống trên thân người thứ hai. Nói. Ta. Răng rắc. Khương Phàm lại đánh gãy mất cái cổ người thứ hai, móng vuốt bén nhọn trực tiếp cắm vào ngực người thứ ba, cầm lấy trái tim hắn. Là Sở Uyên. Người kia vừa đau khổ vừa sợ hãi, khàn giọng thét lên. Nói rõ ràng, Sở Uyên an bài, để Nạp Lan Thanh Diệu bị toàn thành lăng mạ. Lục Tử Ngâm nhắc nhở, nhục nhã Thường Lăng mới có thể chọc giận toàn thành. Vương Lương nghĩ kế, lừa gạt Nạp Lan Thanh Diệu đến suối nước nóng, ném hắn vào đó. Người kia cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mà hô lên. Khương Phàm rút móng vuốt ra, một chân đạp đến dưới chân Thường Lăng. Đây chính là sự thật. Ánh mắt Thường Lăng giá lạnh nhìn hai người dưới đất. Chúng ta vô tội, đều là Sở Uyên chỉ điểm. Hai người tuyệt vọng, cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Phàm nói, ta chỉ bắt bốn tên, còn bốn tên đã chạy, ta có thể giữ bí mật, cái gì cũng không nói, nhưng bốn tên khác lúc nào cũng có thể sẽ đem tin tức tràn ra. Thường Lăng vừa nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng vẫn không cầm được tức giận và nhục nhã. Dù sao, tiểu tử này cái gì cũng đã đều thấy hết. Thân thể của nàng, trong sạch của nàng. Nàng, băng thanh ngọc khiết, tuyên thệ cả đời không gả, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện xảy ra như vậy. Nhìn một chút, hai mắt Thường Lăng dần dần mông lung, khóe mắt thấm ra nước mắt.
Khương Phàm biết mình hẳn là đã làm tổn thương nữ hài này, nhưng hắn quả thật không phải cố ý. Hắn không chịu được ánh mắt Thường Lăng, muốn cầu cứu Nạp Lan Thanh Lạc, lại phát hiện Nạp Lan Thanh Lạc cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nạp Lan Thanh Diệu, ở lại nơi này, 3 ngày sau, trực tiếp đến Đại hội Đan Tông. Thường Lăng cuối cùng vẫn lý trí khống chế tức giận trong lòng, nàng lập tức rời khỏi phòng. Khương Phàm thở phào một hơi. Ngươi đã thấy. Nạp Lan Thanh Lạc thấp giọng hỏi. Không có gì khác biệt, vấn đề là lớn nhỏ. Khương Phàm lắc đầu, việc huyên náo đêm nay quá lúng túng. Ngươi còn nhìn qua thứ khác. Nạp Lan Thanh Lạc có chút chừng mắt một cái, lớn nhỏ. Tiểu tử ngươi vẫn còn cố bình thản. Ta đắc tội nàng, có tính là đắc tội toàn bộ Đan Quốc không? Khương Phàm không để ý nàng thể hiện khoa trương, hắn nhức đầu là thái độ của Đan Quốc. Trạch viện chuyên môn trong Kỳ Thiên Điện. 4 học viên Hoàng Thất Võ Viện một đường phóng trở về, phá tan cửa phòng Sở Uyên. Chúng ta làm được rồi. Sở Uyên vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị câu nói đầu tiên của 4 người kéo lại hứng thú. Chúng ta nghĩ ra được một chủ ý. Thường Lăng vô cùng thích sạch sẽ, mỗi đêm đều sẽ tắm suối nước nóng. Chúng ta lừa gạt Nạp Lan Thanh Diệu đến nơi đó, sau đó ném hắn vào. 4 người bình phục lại tâm tình, nhanh chóng nói ra tình huống. Sau đó, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn của Sở Uyên dần dần hiện ra một vòng tươi cười. Suối nước nóng, ném vào rồi. Thật thua thiệt suy nghĩ của mấy tên này ra. Trang viên Đan Tông nổi loạn. 4 người cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ là cười có chút xấu hổ. Ha ha! Sở Uyên khoan khoái cười to. Thường Lăng vậy mà cũng có hôm nay. Để cho ngươi mỗi ngày giả trang thánh khiết, để cho ngươi mỗi ngày thanh cao tự ngạo. Tin tức tràn ra chưa? Sở Uyên rất hài lòng chuyện lần này bọn hắn làm. 4 người trao đổi ánh mắt. Còn chưa? Còn đứng ngây đó làm gì? Đi giải tin tức, huyên náo để toàn thành đều biết. Để Thường Lăng chịu nhục, để Nạp Lan ra hổ thẹn. Bất quá phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đem chuyện kéo tới trên thân chính các ngươi, càng đừng kéo tới trên người của ta. Thời điểm truyền tin tức, liền nói Nạp Lan Thanh Diệu háo sắc. Sở Uyên nói, rốt cuộc cũng chú ý tới thái độ quái lạ trên mặt bọn họ. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, hình như Nạp Lan Thanh Diệu đã chạy, Thường Lăng phong tỏa trang viên Đan Tông, đi đến dinh thự Nạp Lan ra. Mà, chúng ta gặp tập kích, 4 người bị bắt đi. 4 người họ không còn dám nhìn thẳng ánh mắt Sở Uyên. Biểu hiện trên mặt Sở Uyên dần dần âm trầm xuống, một cỗ uy thế bức người tràn ngập gian phòng. Các ngươi, lặp lại lần nữa. Vào lúc này, bên ngoài hỗn loạn lung tung, rất nhiều tiếng quát lớn nương theo năng lượng oanh minh, chấn động dinh thự. Thường Lăng cưỡi bạch tượng, dưới ủng hộ của các hộ giả Đan Quốc, nàng trực tiếp một đường vọt vào ngoài viện Sở Uyên. Sở Uyên quét mắt nhìn 4 người một chút sau đó đi ra ngoài. Thường Lăng tông sư, đêm hôm khuya ngủ không được, tìm ta tán gẫu sao? Ha ha, không rảnh. Ánh mắt Thường Lăng lạnh lùng rơi trên người Sở Uyên. Bên ngoài nếu như xuất hiện bất kỳ tin đồn nào, Đan Quốc sẽ tạo áp lực với Kỳ Thiên Điện trước tiên. Cái này sẽ không cần mạng của ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Sở Uyên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thường Lăng không cùng hắn nói nhảm nửa câu, chỉ vào 4 học viên Hoàng Thất Võ Viện phía sau hắn. Bọn hắn, giao cho ta. Chúng ta là học viên nội viện Hoàng Thất Võ Viện, không nhận quản chế của Đan Quốc ngươi. Ngươi nói giao cho ngươi liền giao cho ngươi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? 4 vị học viên kích động quá to. Thường Lăng lạnh lùng nhìn Sở Uyên, chờ hắn đáp lại, cũng chậm rãi dương lên cánh tay mảnh khảnh, tùy thời hạ lệnh các hộ giả Đan Quốc bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Lục Tử Ngâm cùng Đinh Linh Lung đều đi tới, số lượng lớn cường giả Kỳ Thiên Điện cũng từ các nơi tụ tới. Ta, không biết ngươi đang nói cái gì? Sở Uyên lắc đầu. Quay người trở về gian phòng của mình. Mặc dù thái độ quật cường, nhưng cũng tương đương là từ bỏ 4 tên học viên Hoàng Thất Võ Viện. Bắt lấy. Thường Lăng thét lên một tiếng ra lệnh, các hộ giả Đan Quốc như hổ sói nhào tới. Thả ta ra. Chúng ta muốn về võ viện, chúng ta muốn tìm sư tôn. Buông ra, buông ra. 4 người điên cuồng giãy giụa, lại bị dùng sức đè đầu xuống, kéo về đội ngũ. Ta ở trong trang viên Đan Tông, các ngươi, ai không phục, tới tìm ta, nhưng lần tiếp theo,
không có giải quyết tốt như vậy đâu. Thường Lăng lạnh lùng quét mắt nhìn bọn người Lục Tử Ngâm, mang theo các hộ giả Đan Quốc rời khỏi dinh thự. Tuy chuyện phát sinh đêm khuya hôm nay mặc dù huyên náo lại khẩn trương, nhưng khi hai bên khống chế xuống cũng không gây nên oanh động nào. Thậm chí cũng không có mấy người biết. Dù có biết cũng đều làm bộ không biết. Ngay cả Hoàng Thất Võ Viện, sau khi nhận được tin tức cũng đều không lại đi mạo phạm Thường Lăng. Mấy tên học viện kia, từ bỏ. Ba ngày sau, Đại hội Đan Tông cử hành đúng hạn. Hội trường thiết lập tại trung tâm thành Hoàng Phủ. Một bệ đá 300 mét rộng lơ lửng ở giữa không trung, phía trên có 10 cái đỉnh lô, hỏa nguyên lực nồng đậm bao phủ bệ đá, những dây lụa treo trên đấy giống như ánh lửa. Khán đài 16 tầng bao quanh bệ đá có thể chưa tới 100.000 người trở lên. Sắc trời vừa sáng, hội trường đại hội đã ngồi đầy người. Tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt, mọi người đang mong đợi Tây Cương đại tuyển 3 năm một lần, chứng kiến thiên tài đỉnh cấp luyện đan được sinh ra. Đại diện các đại tông môn cùng thế gia đến từ khắp nơi ở Tây Cương đã sớm ra trận. Các thế lực quan trọng của Hoàng Thất Võ Viện và Kỳ Thiên Điện cũng đều chiếm cứ vị trí chủ yếu. Thời điểm Thường Lăng cưỡi Bạch Ngọc Tượng đi đến hội trường, không khí náo nhiệt đạt đến cao nhất. Thường Lăng, đó chính là con gái của quốc quân Đan Quốc. Luyện đan sư thiên phú nhất Đan Quốc gần trăm năm nay, quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên tử, năm nay 16 tuổi, cũng đã là luyện đan sư cấp tông sư. Đáng tiếc, lúc 10 tuổi đã ở ngay trên đại điển Đan Quốc tuyên thệ hiệu chung với Đan Quốc, cả đời không gả. Nếu nàng không như vậy, toàn bộ nam tử lang gia quốc đều sẽ vì nàng mà điên cuồng. Thiên chi kiêu nữ con gái cưng của trời cũng chỉ như vậy thôi. Những người ở gần phía trước tranh nhau quan sát, muốn xem rõ ràng, người phía sau gấp đến kém chút vò tới phía trước. Nếu như không phải các hộ giả áo lam Đan Quốc cưỡi mãnh cầm xoay quanh ở trên không thì tình hình cơ hồ liền sẽ mất khống chế. 100 luyện đan sư tương lai từ các nơi Tây Cương, từ 8 con đường riêng biệt đi đến hội trường, leo lên bệ đá giữa không trung. Biển người reo hò, hô to tên đan sư thiếu niên mình nhìn chúng hoặc đã bỏ tiền đặt cược. Đại hội Đan Tông, Tây Cương đại tuyển, không cần kiểm tra đo lường lực ý niệm, không cần kiểm tra đo lường phẩm cấp linh văn. Không cần thẩm tra rườm rà bất kỳ cái gì. Khảo hạch là năng lực luyện đan của luyện đan sư. Vòng đầu tiên, luyện chế đan dược tam phẩm, trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Thời gian, 3 giờ. Mỗi vòng 10 vị. Sau khi một vị lão giả cao giọng tuyên bố liền lấy ra quyển sách bằng da đẹp đẽ. Danh sách vòng đầu tiên, Nạp Lan Thanh Diệu, Trang Lương, Đoàn Hòa Phong, Ngụy Thắng Hoành. Những người được tuyển ở vòng đầu tiên đều là luyện đan sư ghi chép được 3 lần thành công trở lên, cũng là tinh anh các châu chọn phái ra. Bọn hắn là những người có hy vọng tiến vào Đan Quốc nhất. Bị đặt ở vòng Tây Cương đại tuyển đầu tiên để ủng hộ bầu không khí. Đương nhiên, Khương Phàm lại là khác. Xin mời, xin mời, xin mời. 9 vị thiếu niên luyện đan sư liên tiếp đi tới. Bọn hắn hăng hái, khí độ phi phàm. Sau khi hướng về đám người trên khán đài mỉm cười gật đầu thì khiêm tốn nhường nhau đi đến luyện lô, chỉ là không ai để ý tới Khương Phàm. Bọn hắn lần lượt ngồi ở bên cạnh 9 tòa luyện lô, duy chỉ không có ngồi ở tòa chính giữa kia. Vị trí này rất đặc biệt, thường thường là mỗi vòng tự nhận người ưu tú nhất được lựa chọn hàng đầu. Nếu như ở nơi đó thuận lợi luyện thành đan dược, cũng là sẽ thêm điểm. Nếu như thất bại, thì lập tức đào thải. Ha ha, vị thiên tài này. Đó là ngươi. Vị Nạp Lan huynh đệ này, chú ý một chút, đừng quấy rối. Chính ngươi luyện không ra không quan trọng, chúng ta cũng không muốn bị ảnh hưởng. Bọn hắn cười nhạt một tiếng, vùi đầu chỉnh lý dược liệu. Khương Phàm cũng không từ chối, nhanh chân đi về phía tòa ở giữa kia. Ha ha, hắn thật đúng là không khách khí. Người thương hội, da mặt đều rất dày. Xung quanh trên khán đài vang lên trận trận cười vang. Còn có người công nhiên hô to. Từ bỏ đi, đừng khiến mình mất mặt. Trước lò luyện trưng bày vật liệu cần để luyện chế trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Hương trúc thảo, thanh liên quả, xà diễm hoa, trường thọ căn, thanh thạch trung nhũ, địa tâm thối thể nhũ, chờ một chút. Tổng cộng 18 loại. Ngươi mặc dù có thể luyện ra đan dược tam phẩm, nhưng bên trong phần lớn là có công lao của cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan là đan dược tam phẩm. Là một loại tương đối phức tạp, trình tự làm việc rườm rà, đối với việc khống chế hỏa diễm yêu cầu cực cao. Bất luận sai lầm nhỏ xíu nào cũng đều có thể thất bại.
Ngươi tập trung tinh thần, nghiêm ngặt dựa theo lời ta nói mà làm. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm cẩn thận quan sát đỉnh lô, lại lần lượt lật tới lật lui các loại dược thảo, sau đó ngồi xếp bằng chuẩn bị. Bước đầu tiên, nhóm lửa, khống nhiệt độ. Linh hồn đan hoàng dẫn dắt Khương Phàm. Khương Phàm kích hoạt đại diệu thiên kinh, dẫn dắt hỏa nguyên lực nồng đậm trên tế đàn tiến vào thân thể, do linh văn khống chế, hóa thành hỏa diễm, rót vào đỉnh lô. Trong đỉnh lô dâng lên lửa cháy hừng hực. Khương Phàm nhắm mắt lại, khống chế hỏa diễm, hình thành ổn định tuần hoàn. Bắt đầu tiên là hương trúc thảo, dùng trước 10 cây, phối hợp 20 khỏa thanh liên quả. Linh hồn đan hoàng nghiêm túc chỉ đạo Khương Phàm. Khương Phàm khống chế hỏa diễm, đưa dược thảo vào. 9 vị thiên tài luyện đan sư lần lượt bắt đầu luyện đan. Văn ấn liệt diễm trên trán bọn hắn lóe ra ánh sáng hoa lệ, dẫn dắt hỏa nguyên lực đầy trời. Mặc dù đều là hỏa diễm linh văn, nhưng bất luận là kiểu dáng, là lớn nhỏ hay là sắc thái đều rất khác nhau rõ ràng. Bên trong những ngọn lửa này, hỏa diễm tinh hồng như máu của Khương Phàm là thu hút sự chú ý của người khác nhất. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn. Hắn là linh văn gì? Điều tra chưa? Một vị trưởng lão đan quốc thấp giọng hỏi Thường Lăng. Thường Lăng lại không quan tâm, nhìn cũng chưa từng nhìn. Trong trường hợp quan trọng này, nàng không muốn để cho mình xảy ra sơ suất gì. Nhưng, là lạ. Mau nhìn. 10 vạn người trên khán đài liên miên oanh động, mọi ánh mắt đô chiều hướng về phía Khương Phàm. Bởi vì hỏa nguyên lực xung quanh tế đàn vô cùng nồng đậm, luyện đan sư dẫn dắt hấp thu đều có thể nhìn ra tình huống rõ ràng. Mỗi người xung quanh đều giống như từng đoàn vòng xoáy, lớn nhỏ cơ bản giống nhau. Duy chỉ có một mình Khương Phàm nơi đó, quá to lớn, ít nhất là gấp 3 lần người khác. Không chỉ là màu đỏ như máu, mà còn bắt đầu ảnh hưởng đến 9 mảnh vòng xoáy xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão đan quốc cũng hơi nhíu mày. Khương Phàm đắm chìm tại bên trong luyện đan, không để ý đến tình huống bên ngoài. Sau khi Kim Viêm Thánh Văn dung hợp sát lục chi hỏa, uy lực phóng đại, thời khắc này càng ngày càng dẫn dắt mạnh mẽ, vòng xoáy tiếp tục bành trướng, rất mau đã va chạm cùng 9 vòng xoáy khác. Một vòng xoáy nhanh chóng vặn vẹo, kịch liệt chấn động. Không tốt! Vị thiếu niên luyện đan sư này lập tức phát giác được điều bất thường. Kết quả, xong! Vòng xoáy mất khống chế, liệt diễm không thể kịp thời tiếp tế. Nhiệt độ trong lò luyện lập tức thay đổi. A, không! Vị thiếu niên luyện đan sư này đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, dược liệu trong lò luyện còn chưa hòa tan đã bị hủy sạch. Ngay sau đó, vòng xoáy màu máu tiếp tục cuồn cuộn, đem 9 vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Hỏa diễm trong toàn bộ 8 tòa lò luyện đều mất khống chế, dược liệu hóa thành cho tàn. 8 vị thiếu niên luyện đan sư kích động, khó có thể tin. Đây là... Bọn hắn còn chưa kịp tức giận liền bị vòng xoáy màu máu bao phủ tế đàn làm cho kinh hãi. Linh văn của bọn hắn đều giống như cảm nhận được từng tia rung động. Hắn là mấy phẩm linh văn. Gương mặt các trưởng lão đan quốc lần lượt có phản ứng, một tiểu tử 10 mấy tuổi, lục phẩm linh văn không có khả năng hình thành loại uy thế này. Trừ phi, Thường Lăng cũng rốt cuộc cũng nhìn lại. Bởi vì Khương Phàm đang chuyên chú, thánh văn phóng thích toàn diện. Cùng với linh văn của nàng tạo thành cộng minh. Khương Phàm tuần hoàn theo chỉ dẫn của linh hồn đan hoàng, đem toàn bộ dược thảo sau cùng ném vào, lặp đi lặp lại luyện thành chất lỏng, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tế đàn an tĩnh, khán đài xung quanh cũng an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên tên nghĩa tử bị bọn hắn chế giễu này. Sau một tiếng, Khương Phàm mở hai mắt ra, huyết quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện xong rồi. 9 vị thiếu niên luyện đan sư đều khó mà tin được. Tam phẩm đan dược, 1 giờ đã hoàn thành. Khương Phàm đứng dậy từ trong đỉnh lô lấy ra viên đan dược nhẹ nhàng trôi nổi kia. Đây là trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Nói đùa cái gì vậy, đan dược hẳn là màu ngà sữa. Người đây là luyện cái gì? Đây là tàn thứ phẩm. 9 vị luyện đan sư lập tức phát hiện vấn đề, cảm xúc kích động hô to. Lại nói. Thời gian ngắn như vậy khẳng định không có khả năng. Một vị trưởng lão đi tới, cầm qua đan dược nhìn kỹ một chút, hỏi Khương Phàm. Ngươi xác định luyện chính là trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Xác định. Ta chưa thấy qua loại nào như ngươi luyện đây.
đó là người khác luyện, đây là ta luyện, có quan hệ với linh văn của ta. Linh văn của ngươi là gì? Ngươi nếm thử liền biết. Trưởng lão do dự một lát, dựa theo quy củ là phải thử thành phẩm, thế nhưng viên đan dược kia làm sao lại nhìn có chút tà khí. Chỉ cần dược liệu của các ngươi bình thường, viên đan dược kia của ta liền độc không chết người. Khương Phàm nhìn trưởng lão. Trưởng lão há mồm nuốt đan dược vào, một cỗ khí thức nồng đậm lại bá đạo trùng kích toàn thân, hai cốt ấm áp, huyết nhục mát mẻ, hai cảm giác đặc thù sau khi phục dụng chung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan là rõ rệt nhất. Không tệ, là chung nhũ tủy phạt cốt đan bình thường. Phải nói là thật có chút gì đó không giống bình thường. Viên đan dược kia hình như càng tinh khiết hơn. Thế nào? Bọn người Thường Lăng nhìn trưởng lão. Trưởng lão mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu nói. Là hiệu quả của chung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Phẩm chất thì sao? Rất không tệ. Thường Lăng cũng mang theo đi tới trưởng lão đan quốc, ánh mắt phức tạp nhìn Nạp Lan Thanh Diệu. Bọn hắn thật sự cho rằng, đây chỉ là một đứa con rơi tìm tới làm đá dò đường. Không nghĩ tới. Chờ một chút, viên đan dược kia có vấn đề. Vị trưởng lão kia bỗng nhiên biến sắc, cảm giác ấm áp hòa thanh mát vẫn còn khuếch tán trong thân thể, chẳng những không yếu bớt mà còn đang tiếp tục tăng cường. Nhất là cái cảm giác ấm áp kia đang nhanh chóng tăng lên. Cảm giác mát mẻ thì lại biến mất như thủy triều. Toàn thân trưởng lão nóng hổi, trong ý thức liên tiếp hiện lên mấy đạo bạo ngược cùng sát ý. Hắn dùng sức lắc đầu, lảo đảo lui sau khi hai bước. Ngươi làm sao vậy? Các trưởng lão khác vội vàng đến đỡ hắn hắn. Hô hấp của trưởng lão dần dần gấp rút, đáy mắt đều nổi lên huyết quang, một ý thức kinh hãi đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Giết hắn! Xé nát hắn! Trưởng lão dùng sức lắc đầu, vận chuyển linh lực, bình phục tâm cảnh. 10 vạn người xung quanh đài cao đều duy trì an tĩnh, khẩn trương với một màn trên đài. Ngươi đến cùng linh văn gì? Trưởng lão mang theo vài phần rung động quát hỏi. Rõ rõ ràng ràng vang vọng toàn trường. Đan quốc hẳn là hiểu rõ các loại hỏa diễm trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy, đây là cái gì? Khương Phàm nâng tay phải lên, một ngọn lửa màu đỏ ngòm luồn lên tới. Không chỉ có tinh hồng như máu, còn cho người một loại cảm giác giống như nham tương đặc dính. Thường Lăng nhìn chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng gấm trên trán Khương Phàm. Giờ khắc này, linh văn của nàng lại lần nữa có cảm ứng. Giống như muốn tự động thức tỉnh, muốn phóng thích hỏa diễm, rất hiếu thắng. Các vị trưởng lão trên đài đều rõ ràng cảm nhận được linh văn rung động, kiềm chế, kiêng kỵ. Sở Uyên, Đinh Linh Lung trên khán đài liên tiếp đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng tập trung vào linh văn đang nở rộ trên trán Khương Phàm. Linh văn, sát lục chi hỏa, phẩm cấp, thất phẩm. Khương Phàm nắm tay phải lại, một kích trùng thiên, hỏa diễm màu máu mãnh liệt nở rộ. Dẫn dắt hỏa nguyên lực trôi dạt đầy trời vì đó mà cuồn cuộn, tạo thành một màn rung động. Thất phẩm. Sát lục chi hỏa. Toàn trường 100.000 người xem lại khó bình tĩnh, thần sắc trên mặt hiện ra chấn kinh lại phức tạp. Tây Cương, tái hiện thánh linh văn. Là, sát lục chi hỏa. 5 vị trưởng lão võ điện kỳ thiên điện toàn thể đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Thánh phẩm sát lục chi hỏa. Tây Cương vậy mà lại có thể xuất hiện thiên tài như thế. Dạng hỏa diễm này đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh ra, luyện đan gì chứ, luyện đan sư gì chứ. Phụ mẫu nó, quá lãng phí. Là thánh văn. Sở Uyên cùng Đinh Linh Lung trao đổi ánh mắt, bọn họ đều là thánh linh văn đại tân sinh của kỳ thiên điện, có thể rõ ràng cảm nhận được linh văn lay động mãnh liệt trên tế đàn kia nhất. Thánh hỏa. Lục Tử Ngâm mặc dù không phải thánh văn nhưng lại là linh văn hỏa diễm, càng có thể rõ ràng cảm nhận được ảnh hưởng đến từ đài cao kia. Ngươi! Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn thiếu niên trước mặt. Nạp Lan gia vậy mà lại tìm được một thánh linh văn. Nạp Lan gia lại muốn đưa thánh văn đến Đan Quốc. Đây là lo lắng chuyện của Khương gia sẽ tái diễn sao? Cái này không phải là tìm kiếm hợp tác, mà là cầu một con đường sống. Bầu không khí của đại hội đan tông triệt để sôi trào. Đám người không hiểu rõ lo lắng hỏi thăm 4 chỗ. Những người hiểu rõ nước bọt bay loạn, kích động giảng giải cho người ta. Thánh linh văn hiếm thấy lại tôn quý, xuất hiện một vị đều có thể oanh động một phương. Huống chi còn là thánh linh văn vừa đặc thù lại cực đoan như thế. Linh văn của ta quấy nhiễu bọn hắn luyện đan,
ta thay bọn hắn cầu một cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Khương Phàm thay 9 vị luyện đan sư kia xin một cơ hội. 9 vị luyện đan sư lập tức nhấc lên tinh thần, khẩn trương lại mong đợi nhìn Thường Lăng. Bọn hắn thất bại quá oan, nếu như cứ bị đào thải như vậy, thật sự là không cam tâm. Thường Lăng nhìn Khương Phàm thật sâu, sau khi cùng mấy vị trưởng lão khác trao đổi ánh mắt liền gật đầu nói. Có thể. Viên đan dược kia của ta, xem như thành công. Tính. Mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm đều nóng lên. Thánh Linh Văn. Nhất định phải giữ lại. Mặc dù sát lục chi hỏa bình thường rất khó luyện đan, nhưng vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể luyện chế một ít đan dược đặc thù. Mà, đan quốc không chỉ là cần luyện đan sư, còn cần hộ giả cường đại hơn. Vị Nạp Lan Thanh Diệu này nếu như có thể bồi dưỡng lên, hoàn toàn có thể trở thành thống lĩnh bảo vệ bọn hắn, đóng giữ đan quốc. Ngày kia ta lại đến tham gia vòng thứ hai. Khương Phàm quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, nếu bắt đầu tham gia đại hội đan tông, vẫn phải vào ở trang viên của chúng ta. Một vị trưởng lão lập tức mời, đây chính là bảo bối, tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay đám người Kỳ Thiên Điện kia. Thường Lăng mặc dù rất khó chấp nhận, thế nhưng nàng lại không thể coi thường Thánh Linh Văn, mà sát lục chi hỏa Linh Văn lại có thể làm võ giả, càng có thể tu luyện đan dược, tiền đồ vô cùng rộng mở. Đan quốc bây giờ quá cần thiên tài như vậy. Ngươi vào trang viên đan tông ở đi. Thường Lăng rất lý trí buông xuống cảm xúc cá nhân, chủ động mời hắn. Ở bên ngoài vẫn là dễ chịu hơn, ngày kia ta lại đến. Khương Phàm trực tiếp rời khỏi. Cự tuyệt. Ta cũng sẽ không tiếp tục trách tội chuyện đêm đó, người vẫn còn phát cáu. Thường Lăng bực tức một trận, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt. Khương Phàm rời khỏi đại hội đan tông, cùng Nạp Lan Thanh Lạc về lại tư dinh. Bọn thị vệ Nạp Lan gia cũng đều rất hưng phấn, tuyệt đối không nghĩ tới vị nghĩa tử này lại là Thánh Linh Văn, trách không được gia chủ muốn giấu đi. Mà, Nạp Lan Thanh Diệu khẳng định chính là nghĩa tử, không sai. Ai đụng phải thiên tài như vậy, đều muốn có được làm con trai nuôi. Bọn hắn vừa trở lại sân nhỏ, Sở Uyên mang theo Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung từ đằng xa chạy tới. Ha ha, chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết, có duyên phận. Sở Uyên cười to, nhiệt tình, cởi mở. Giống như trước đó chưa từng xảy ra bất luận mâu thuẫn gì vậy. Còn không có chính thức làm quen, ta gọi Sở Uyên, đây là Đinh Linh Lung, Lục Tử Ngâm. Ba vị tới là, Khương Phàm làm bộ rất mờ mịt nhìn bọn hắn. Không có ý gì khác, muốn mời Nạp Lan huynh đệ dự tiệc, chính thức nói lời xin lỗi. Trước đây chỉ là hiểu lầm nhỏ, không đáng mang thù. Sở Uyên trăm lần không nguyện ý đến, càng không nguyện ý mang theo nụ cười tới. Nhưng các trưởng lão Kỳ Thiên Điện nhất định phải để bọn hắn tự mình đến, tìm kiếm thái độ của Nạp Lan Thanh Diệu. Thanh Diệu hôm nay mệt rồi, còn muốn chuẩn bị đại hội đan tông ngày kia. Áy náy của các ngươi, chúng ta đã nhận được, mở tiệc chiêu đãi liền miễn đi. Nạp Lan Thanh Lạc thay Khương Phàm ngăn trở. Nạp Lan huynh đệ là Thánh Linh Văn, ứng phó trận Tây Cương đại tuyển này quá dễ dàng, không cần chuẩn bị. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không lại mời ăn thịt sống, lần này là tiệc. Xin mời. Sở Uyên lần nữa đưa tay mời, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Xin mời. Sảng khoái, ha ha. Sở Uyên một phát bắt được cánh tay Khương Phàm, nhiệt tình mang theo hắn rời khỏi. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn đuổi theo, lại bị Đinh Linh Lung mỉm cười ngăn lại. Chúng ta hôm nay chỉ mời Nạp Lan Thanh Diệu, hôm nào lại mời các ngươi tới cùng vậy? Tiểu thư, ngăn lại không? Bọn thị vệ nóng nảy chờ đợi Nạp Lan Thanh Lạc ra lệnh. Cái này rõ ràng là muốn tới lôi kéo. Làm không tốt sẽ còn để Nạp Lan Thanh Diệu rời khỏi Nạp Lan gia, gia nhập Kỳ Thiên Điện. Tùy theo hắn thôi. Nạp Lan Thanh Lạc làm bộ rất tức giận đóng cửa phòng. Bọn hắn tới đây chính là hấp dẫn lực chú ý, huyên náo oanh động càng lớn càng tốt, thời gian kéo càng lâu càng tốt. Nghe nói Nạp Lan Thanh Lạc thiến vi thừa hồng của Thiên Hoa Hội. Ha ha, nhị tỷ này của ngươi ra tay cũng mạnh quá rồi. Vừa rồi ta nghe nói. Đan quốc bên kia đã cự tuyệt chị cho hắn. Vì gia bất đắc dĩ, chuyển tới Hoàng Thành, đang ở bốn chỗ tìm kiếm cứu chữa. Trong Hoàng Thành đều truyền khắp nơi. Bọn người Sở Uyên ngồi xuống, có ý tứ nhắc lên chủ đề làm mở màn, hòa hoãn cảm giác lạnh nhạt lẫn nhau.
ta lúc ấy vừa về thương hội, vừa vặn gặp được, đúng là bị phế đi rồi. Trên mặt Khương Phàm có ý cười, cũng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Phế một tên Vi Thừa Hồng không sao cả, nhưng Vi Thừa Hồng có một ca ca cùng cha khác mẹ, tên là Vi Thừa Long. Hắn xếp hạng thứ hai trong 9 tên hài tử của Vi Thiên Quân, là một kẻ hung hãn. Người phải đề phòng người này. Lục Tử Ngâm cười nhẹ nhàng, mặt trắng da nhuận, môi đỏ một chút, giống như là một nữ tử xinh đẹp. Người gia nhập Nạp Lan gia bao lâu rồi? Đinh Linh Lung ăn mặc mạnh bạo, tư thái chập trùng, cơ thể trắng noãn giống như ngà voi, con mắt trong veo như nước, mị hoặc đến cực điểm. Nàng từ trước tới giờ không keo kiệt hiện ra thân thể động lòng người của mình. Hết lần này tới lần khác lại lớn lên vũ mị xinh đẹp, phát dục tương đối tốt. Mặc cho ai nhìn thấy lần đầu tiên đều sẽ tim đập thình thịch, giống như là một lực lượng nóng hổi trực kích thích nội tâm. Khi nàng lộ ra nụ cười quyến rũ với Khương Phàm đều cảm giác toàn thân nóng lên một chút. Đến bây giờ là vừa 3 năm. Khương Phàm âm thầm lắc đầu, dáng dấp nữ tử này quá yêu. Đơn giản là kẻ hại nước hại dân. Đinh Linh Lung lưu chuyển ánh mắt, bàn tay trắng tuyết tinh tế nâng cái cằm. Nạp Lan gia ở đâu tìm được ngươi? Khương Phàm lắc đầu cười nói. Cái này, giữ bí mật. Đinh Linh Lung đầy hiếu kỳ. Đầu lưỡi hồng nhuận phơn phớt sờ nhẹ hàm răng, hết sức mê người. Lấy tư chất của ngươi, tại sao lại lựa chọn gia tộc Nạp Lan? Là bọn hắn phát hiện ta, không phải ta lựa chọn bọn hắn. Khương Phàm có một cảm giác kỳ quái, nóng lên. Là do thôn vệ sát lục chi hỏa, hay là bị hình ảnh Thường Lăng đêm đó kích thích? Ngươi hiểu ý nghĩa của sát lục chi hỏa sao? Vì chiến đấu mà sinh, vì giết chóc mà sống. Linh văn người tốt như vậy, tư chất tốt như vậy không nên mai một trong một cái thương hội. Đinh Linh Lung lại đụng đụng về phía trước, hai tay rất tự nhiên chen lấn ở giữa, cố ý trêu đùa Khương Phàm. Khương Phàm âm thầm ngăn chặn hỏa khí. Nghĩa phụ cũng nói như vậy, cho nên ta mới đến đại hội Đan Tông. Lục Tử Ngâm hỏi tới câu. Ngươi là đơn thuần muốn gia nhập Đan Quốc, hay là mang theo mục đích khác? Khương Phàm trầm mặc một lát, nói. Ta đã hiểu ý của các ngươi, Nạp Lan gia nuôi ta 3 năm, ta muốn báo ân. Tuổi còn nhỏ, lại biết được đội ơn, khó thấy. Lục Tử Ngâm cười khẽ, đã hiểu ý tứ lời này. Gia hỏa này không phải thật sự muốn gia nhập Đan Quốc, mà là vì Nạp Lan gia. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như bọn hắn cố gắng tranh thủ một chút, hắn hẳn có khả năng gia nhập Kỳ Thiên Điện. Sở Uyên cũng nghe ra, nhưng không tiếp tục chủ đề này mà cởi mở cười to. Tới, hôm nay không bàn bạc những chuyện này, chỉ là nói lời xin lỗi, cùng nhau làm quen. Chờ sau khi Khương Phàm rời khỏi, dáng tươi cười chất đống trên mặt 3 người từ từ tản ra, đều mang tâm tư riêng của mỗi người. Sát lục chi hỏa xác thực cường đại, nếu như có thể được Kỳ Thiên Điện bồi dưỡng, tất nhiên sẽ thành tựu phi phàm. Cứ như vậy, Kỳ Thiên Điện sẽ có được tam đại thánh linh văn, đủ để tăng lên uy tín với hoàng thất, chấn nhiếp tứ đại cương vực. Đối với Hoàng Thất, đối với Kỳ Thiên Điện, đều là tin vui to bằng trời. Nhưng, đối với bọn hắn mà nói là, lại không phải là tin tức tốt gì, nhất là Sở Uyên. Kỳ Thiên Điện trước đây, hắn là một độc tôn, nhận chuyên sủng, bất luận là con em thế gia Hoàng Thành, hay là Hoàng tử công chúa Hoàng Thất đều tấp nập cùng kết giao. Mặc dù một thời gian trước cưỡng ép nhận Đinh Linh Lung, Bắc Cương, từ chỗ hắn phân đi không ít chú ý. Nhưng Đinh Linh Lung dù sao cũng là nữ tử. Sở Uyên thậm chí xem nàng như thành nữ tử của mình mà chờ đợi. Cho nên, không có ảnh hưởng gì. Nếu như lại nhiều thêm một tên Nạp Lan thanh diệu lóa mắt lại mạnh mẽ, địa vị của hắn liền sẽ bị khiêu chiến, thậm chí còn có thể cùng mình đoạt Đinh Linh Lung. Đinh Linh Lung cũng cảm thấy uy hiếp. Nàng từ bỏ Cửu Tiêu Cung, gia nhập Kỳ Thiên Điện, chủ yếu cân nhắc là hy vọng tiếp cận Hoàng Thất, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, gả vào Hoàng Thất. Lấy tên Thánh Văn Hoàng Phi. Uy chấn Hoàng Triều. Sát lục chi hỏa vừa xuất hiện, Kỳ Thiên Điện nhiều đến 3 vị thánh văn, Cửu Tiêu Cung vô cùng có khả năng cưỡng ép yêu cầu nàng trở lại Bắc Cương. Mộng đẹp của nàng liền sẽ bị phá. Lục Tử Ngâm càng không hy vọng lại đến một tên thánh linh văn khác. Trước đây, Sở Uyên là người mạnh nhất trong võ điện, hắn mặc dù không phải là thánh linh văn nhưng lại là thiên phú mạnh nhất đan điện. 2 người một mực độc bá một điện, nếu như Nạp Lan Thanh Diệu sẽ đi qua. Kỳ Thiên Điện chẳng khác nào có được tam đại thánh văn, hắn còn có địa vị gì?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Tử Ngâm liền khó coi. Lúc nào Thánh Linh Văn còn có thể đứng xếp hàng xuất hiện? Trước đây một đời xuất hiện 3-4 tên đã có thể để Hoàng Triều kiêu ngạo thẳng tắp cái eo, bây giờ thì mấy tên rồi? Lục Hoàng Tử, Sở Uyên, Thường Lăng, Đinh Linh Lung. Tính cả Nạp Lan Thanh Diệu, 5 tên. Các ngươi thấy thế nào? Đầu ngón tay của Sở Uyên nhẹ nhàng linh hoạt bàn. Nếu như có thể thu, đương nhiên phải thu. Nhưng, ta thấy người này không dễ khống chế. Lục Tử Ngâm có ý riêng nói. Ta cũng cảm giác người này, không đơn giản. Đinh Linh Lung cũng mịt mờ biểu đạt cái nhìn, nói bóng gió, không thể để cho hắn tiến vào Kỳ Thiên Điện. Các ngươi đều đã nói như vậy, ta đi bẩm báo các trưởng lão. Nạp Lan Thanh Diệu mâu thuẫn với Kỳ Thiên Điện, đối với Hoàng Thất không có hảo cảm, hắn kiên trì muốn thay Nạp Lan ra liên minh với Đan Quốc. Sở Uyên đứng lên nói. Về phần các trưởng lão tiếp tục mời chào hay là diệt trừ hắn, không phải là chúng ta có thể quyết định. Lục Tử Ngâm nhàn nhạt một câu. Vi Thừa Long của Thiên Hoa Hội hình như đang ở trên đường. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy Khương Phàm trở về, nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn muốn mời chào ngươi. Quá nhiệt tình, quá giả. Khương Phàm lắc đầu, cảm giác có chút kỳ quái. Bọn người Sở Uyên nếu đều mang hắn đi ra ngoài dự tiệc, mục đích riêng phần mình đều biết rõ lòng dạ. Nhưng mình cũng chủ động đưa ra ý tứ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới lời mời chào nào. Kỳ Thiên Điện khẳng định muốn có ngươi, nhưng bọn hắn, chưa hẳn hy vọng ngươi đi đến đó. Nạp Lan Thanh Lạc nghe hắn nói kiểu này liền hiểu. Bọn người Sở Uyên công nhiên mời chào, thái độ lại nhiệt tình, rất có thể chỉ là làm bộ làm dáng cho trưởng lão Kỳ Thiên Điện. Khương Phàm yên lặng đi vài bước trong phòng. Sắp xếp người, đem tin tức đưa ra Tây Cương truyền đến Hoàng Thành. Ngươi muốn làm gì? Để Kỳ Thiên Điện, Hoàng Thất đều biết ta tồn tại. Mục đích chân chính chuyến này của Khương Phàm chính là Đại Hoàng Tử. Ngươi không sợ phiền phức nên cố tình làm lớn chuyện sao? Ngươi thật muốn vào Kỳ Thiên Điện. Nạp Lan Thanh Lạc mơ hồ cảm giác Khương Phàm có chút mục đích khác. Trong lòng ta đã nắm chắc, sẽ bước ra rời khỏi ngay thời khắc mấu chốt. Khương Phàm chắc chắn chờ đến khi Đại Hoàng Tử chạy tới, vương gia cũng không sai biệt lắm, ngài cũng nên tới rồi. Thành Bát bảo. Trời tối người yên. Lương Nghĩa đi theo đội xe bí mật về tới Nạp Lan gia. Ta cùng Dạ Thiên Lan làm ước định, dùng thời gian 5 năm, giúp Thiên Sư Tông trở lại Tam Tôn. 5 năm sau, chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Sư Tông, sáng lập tông môn của mình, cũng tiến vào 18 tông, cùng Thiên Sư Tông hợp tác với nhau. Nhưng, ước định này nhìn có chút khó khăn, cục diện La Phù so với những gì ta mong muốn còn phức tạp hơn. Nếu như vào lúc này Nạp Lan gia có thể tiến vào La Phù, đối với hai bên chúng ta đều quá quan trọng, chúng ta khẳng định đều là vô cùng hoan nghênh. Đương nhiên, chúng ta cũng khẳng định sẽ dùng hết khả năng là cung cấp các phương diện duy trì cho Nạp Lan gia. Tương lai La Phù sẽ bị Nạp Lan gia, Khương gia, Thiên Sư Tông tạo thành chân vạc, cùng tiến cùng lui. Khương Hồng Võ vô cùng thành khẩn cho thấy thái độ. Có lời nói này của Khương huynh, trong lòng ta nắm chắc. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 200 năm. Hai nhà chúng ta còn có thể lại lần nữa dắt tay nhau. Nạp Lan Sóc đối với lần hợp tác này không có lo lắng, dù sao hắn cần hai nhà duy trì, hai nhà lại càng cần sự gia nhập của bọn hắn hơn. Lấy tình thế trước mắt, ba nhà cùng nói là đôi bên cùng có lợi, càng giống là gom đoàn sưởi ấm nhau. Quan hệ cũng nhất định sẽ vô cùng vững chắc. Khó khăn duy nhất chính là bọn hắn có thể an toàn rút lui khỏi Tây Cương hay không, lại có thể rút khỏi bao nhiêu. Dù sao thương hội không giống với gia tộc, nghiệp vụ phức tạp, người của đông đảo, càng quan trọng hơn là nhiều người nhiều miệng. Không biết Nạp Lan gia chủ chuẩn bị như thế nào? Khương Hồng Võ cần hiểu rõ tình huống của Nạp Lan gia. Còn một tháng nữa chính là hội bán đấu giá mỗi năm một lần của Tử Vi thương hội. Ta đã sớm phát ra bông báo, muốn tất cả thương hội ngay bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị đem vật phẩm quý giá chỗ bọn hắn phân làm hai phe chuyển đến nơi này. Ta cho bọn hắn bông báo là muốn tổ chức hội đấu giá thịnh đại nhất một lần gần trăm năm nay để thể hiện rõ ràng thực lực của thương hội. Ta còn muốn cầu tất cả người phụ trách thương hội chủ yếu tới theo nhóm bảo vật đầu tiên. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tỏ thái độ cùng bọn hắn, nguyện ý theo rời khỏi thì bí mật chuẩn bị. Không nguyện ý theo rời khỏi thì sẽ bắt giam lại, sau khi nhóm bảo bối đầu tiên đến, ta sẽ an bài Lương Nghĩa đưa vào La Phù. Nạp Lan Sóc đều đã suy tính rất kỹ càng.
khó khăn nhất chính là làm sao đem toàn bộ bảo bối di chuyển ra ngoài, cùng làm sao ổn định tất cả người phụ trách thương hội. Nhưng suy đi nghĩ lại, cảm giác cái này đều không thực tế, cho nên nếu muốn ổn, trước tiên phải bảo đảm nhóm bảo bối đầu tiên, thuận lợi di chuyển rời khỏi. Còn vấn đề khó khăn phía sau, phải nguyện ý phối hợp với người phụ trách, để bọn hắn trở về di chuyển nhóm thứ hai. Không nguyện ý phối hợp, cưỡng ép giam, lại an bài những người khác đi di chuyển nhóm thứ hai. Trong gia tộc thì sao? Khương Hồng Võ quan tâm hơn chính là tình huống gia tộc Nạp Lan. Không ổn định nơi này, vô cùng có khả năng xuất hiện đại loạn. Từ nô bộc đến thị vệ, từ cung phụng đến tộc nhân, gia tộc từ trên xuống dưới hơn 5.000 nhân khẩu, muốn hoàn toàn che giấu, không khả thi. Mà, phía sau Thiên Hoa Hội nếu quả thật có bóng dáng hoàng thất, rất có thể đã thẩm thấu đến tới bên trong gia tộc ta. Nạp Lan sóc lắc đầu, đây là khó khăn nhất. Bọn người Khương Hồng Võ trên đường tới cũng đã thương lượng qua, cũng nhức đầu về vấn đề này. Gia tộc này quá lớn, bất luận là thủ đoạn cường ngạnh, hay là thủ đoạn lôi kéo đều có tai hại. Yến Tranh hỏi, tiên tổ Nạp Lan gia có thể nhìn thấu lòng người, hậu đại các ngươi không có người kế thừa nửa điểm năng lực này sao? Nạp Lan sóc cười khổ. Tiên tổ chúng ta có thể nhìn thấu lòng người, càng có thể khống chế lòng người, nhưng chuyện này cần có thánh phẩm linh văn mới có thể làm được. Chúng ta ngoại trừ trăm năm trước từng xuất hiện qua một vị thánh văn, cao nhất đều là lục phẩm. Trong mật thất hậu viện gia tộc, một thị nữ thừa dịp đưa cơm, đi tới giam giữ gian phòng Nạp Lan Thanh Xuyên. Bên ngoài tất cả đều là thân vệ của Nạp Lan sóc, đem nơi này giám sát cực kỳ chặt chẽ. Thị nữ thừa dịp cơ hội loay hoay đồ ăn, lặng lẽ nói nhỏ. Công tử, một nhóm người lạ tới gia tộc ta. Người lạ gì? Nạp Lan Thanh Xuyên nhíu mày nhìn nàng. Bọn hắn theo thương đội tới, nhìn rất bình thường, nhưng ta tận mắt thấy. Gia chủ lại tự mình nghênh đón tại cửa. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ nhiệt tình như vậy. Đám người kia khí tức rất quái lạ, nói như thế nào đây, giống như có cỗ sát khí. Gia chủ mời bọn hắn đến mật thất, đến bây giờ còn không có đi ra. Thị nữ nhỏ giọng nói nhỏ. Người Đan Quốc đến. Không thể nào, coi như Đan Quốc muốn hợp tác, cũng sẽ nghĩ sâu tính kỹ, sẽ không tùy tiện quyết định, càng sẽ không trực tiếp tới nơi này. Nạp Lan Thanh Xuyên lắc đầu, mặc kệ những chuyện kia. Thiên Hoa Hội có ý tứ gì, làm sao còn không đưa ta ra? Bọn hắn đang một mực nghĩ biện pháp, nhưng lần này trông coi rất nghiêm mật. Hôm nay bọn hắn đề nghị để cho ngươi giả trang thành ta, rời khỏi nơi này, bọn hắn sẽ ở bên ngoài chờ lấy. Thị nữ đưa lưng về phía thị vệ ở cửa ra vào, đưa cho Nạp Lan Thanh Xuyên một cái mặt nạ đặc thù. Chỉ có biện pháp này. Nạp Lan Thanh Xuyên nhíu mày. Đóng giả thành nữ tử. Không chỉ có thị vệ bên ngoài viện ngài nhiều gấp hai, thủ vệ trong toàn gia tộc cũng tăng lên rất nhiều. Thiên Hoa Hội thực sự vào không được. Thị nữ lắc đầu. Lúc này, thị vệ ngoài cửa nhắc nhở thị nữ. Ngươi có thể đi. Công tử, xin mời dùng từ từ. Thị nữ hạ thấp mình rời khỏi. Chờ một chút, ta đều đã nhẫn nhịn đã mấy ngày, nàng ở lại giúp ta. Nạp Lan Thanh Xuyên đứng dậy, ôm lấy thị nữ. Đại công tử, thị vệ đang muốn tiến đến. Biến ra ngoài, đóng cửa lại, ai dám nhìn lén, ta móc mắt của hắn. Nạp Lan Thanh Xuyên ôm thị nữ ném tới trên giường. Bọn thị vệ vội vàng cúi đầu, lùi đến bên ngoài. Bọn thị vệ cảm thấy xấu hổ, đều đã lùi đến bên ngoài viện. Ước chừng nửa giờ, thị nữ khom người rời khỏi cửa phòng, vội vã rời khỏi. Y phục lộn xộn, tóc dài rối tung, đi trên đường đều có chút quái lạ. Bọn thị vệ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lộ ra nụ cười quái dị. Thân hình Nạp Lan Thanh Xuyên không cao, lại hơi gầy, sau khi thành công hất lên y phục thị nữ liền rời khỏi viện. Hắn đang chuẩn bị đi ra cùng Thiên Hoa Hội bên ngoài, nhưng đang đi tới thì chuyển hướng tới mật thất. Kỳ quái, rốt cuộc là ai tới? Phụ thân lúc này tiếp đãi người xa lạ, khẳng định là có kế hoạch gì. Cho đu rời đi, hắn cũng phải hiểu rõ tình huống, thuận tiện đưa độc dược đến cho sau bếp. Ngoài mật thất, các cung phụng, tâm phúc của Nạp Lan sóc tự mình chấn giữ. Huyết ngục cũng phân tán ở chỗ này, chỉ là, thân là người gia tộc khác, bọn hắn không có quá lộ liễu, đều rất điệu thấp tập hợp một chỗ. Nạp Lan Thanh Xuyên đứng ở đằng xa, càng xem càng kỳ quái. Đúng là bầy quái nhân, mà sát khí quá mãnh liệt, cách rất xa đều có thể cảm nhận được.
đến cùng là ai tới? Lúc này, cửa mật thất rộng mở. Chúng ta tới thành hoàng phủ nhìn trước, một mình Khương Phàm ở đó, chúng ta không yên lòng. Khương Hồng Võ mang theo mặt nạ, che lại áo choàng, cùng Nạp Lan Sóc tạm biệt. Cũng thay ta chiếu cố cho Nạp Lan Thanh Lạc. Nạp Lan Sóc chắp tay tiễn biệt, hắn bây giờ cần nhất chính là lực hấp dẫn chú ý chỗ đó. Nơi đó hấp dẫn chú ý càng nhiều, áp lực nơi này càng nhỏ. Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Xuyên gần như không dám tin tưởng con mắt mình, che miệng lại kém chút kêu ra. Cái kia, phụ mẫu nó, đó không phải là Khương Hồng Võ sao? Sau sự kiện tại thành Khôi Binh, Hoàng Thất phát lệnh đuổi bắt tại hướng Tây Cương, chân dung Khương Hồng Võ bay đầy trời. Hắn lúc ấy còn dẫn người truy tra qua. Chính là Khương Hồng Võ, không sai được. Nạp Lan Thanh Xuyên càng nghĩ càng cảm giác sợ, phụ thân liên hệ Khương Hồng Võ làm gì? Chẳng lẽ, muốn chạy trốn khỏi Tây Cương? Điên rồi! Nạp Lan Thanh Xuyên toàn thân ớn lạnh, sau khi lui về phía sau mấy bước quay người chạy nhanh. Nơi này có Khương Hồng Võ. Vậy cái tên gọi là nghĩa tử đột nhiên xuất hiện kia là ai? Chẳng lẽ là... Nạp Lan Thanh Xuyên nghĩ đến một người, vừa sợ vừa giận. Lão già, người điên cứ điên, đừng lôi kéo gia tộc chôn cùng. Nạp Lan Thanh Xuyên gầm nhẹ trong lòng, tuyệt đối không thể để phụ thân làm loại chuyện ngu xuẩn này sẽ tống táng gia tộc Nạp Lan. Thế nhưng, vừa di chuyển qua chỗ ngoặt, phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Xuyên giật nảy mình. Nạp Lan Thanh Cảnh đang ngồi trên xe lăn, trong ngực ôm một con mèo con màu tím, ôn nhu vuốt ve. Đại ca, người muốn đi đâu? Ngươi làm sao lại ở này? Cút ngay. Nạp Lan Thanh Xuyên kéo váy, lạnh lùng quát tháo. Đại ca, trở về đi, thành thành thật thật mà đợi. Nạp Lan Thanh Cảnh không có ngẩng đầu, chỉ yên lặng nhẹ vỗ về mèo con màu tím. Đến phiên ngươi tới khuyên ta rồi. Cút ngay, còn nữa, nếu ngươi dám nói tin này cho bất cứ kẻ nào, sau khi ta trở về sẽ giết tên phế vật ngươi. Nạp Lan Thanh Xuyên hung tợn cảnh cáo. Nạp Lan Thanh Cảnh thở phào một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Rất tốt, nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy. Nạp Lan Thanh Xuyên hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi, nhưng vừa cất bước tới phía trước, mèo con trên người Nạp Lan Thanh Cảnh đột nhiên đứng dậy. Một cỗ sát khí cuồn cuộn dâng lên, mèo con màu tím tăng vọt mười mấy lần, giống như một con ác thú kinh khủng, nhào về phía Nạp Lan Thanh Xuyên. Đây là thứ gì? Nạp Lan Thanh Xuyên còn chưa kịp sợ hãi kêu lên, mèo con đã dữ tợn mở miệng ra to như chậu máu, đem hắn nuốt xuống. Răng nanh khép kín, huyết thủy bắn tung tóe. Bên trong tổ từ Nạp Lan ra. Nạp Lan Thanh Cảnh đẩy xe lăn ra ngồi liệt trên mặt đất. Trưởng tử phản bội gia tộc. Đệ đệ tàn sát huynh trưởng. Nạp Lan Thanh Cảnh thì thào nói nhỏ, hai mắt đẫm lệ, đôi mắt mông lung. Tiên tổ A, chúng ta, đây là một tổ xúc sinh sao? Thân hình Nạp Lan Thanh Cảnh gầy gò run nhẹ nhẹ, cúi đầu thật sâu với bài vị tổ từ bên trong. Xin tiên tổ lấy đi của ta 10 năm tuổi thọ, vì tội nghiệt gia tộc, chuộc tội, xin tiên tổ vì ta mở phong ấn, khởi động lại thánh văn. Vì gia tộc, độ kiếp nạn này. Tây Cương đại tuyển ngày đầu tiên, tổng cộng có 26 vị luyện đan sư thuận lợi thông qua. Trong đó 61 người được hai lần cơ hội. Ngày thứ hai, 61 người lần nữa lên đài, luyện chế lại chung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. 30 người thuận lợi thành công, còn lại đào thải. Ngày thứ ba, 56 vị thiếu niên luyện đan sư quay về tế đàn, sau khi trời sáng Khương Phàm cũng đến nơi đây. Trước mặt mỗi người đều là 30 loại dược thảo. Số lượng đều có khác biệt. Hôm nay khảo hạch với các ngươi chính là tự do phát huy. Ngươi có thể luyện chế đan dược tam phẩm, cũng có thể luyện chế đan dược nhị phẩm. Chúng ta sẽ căn cứ phẩm chất đan dược và số lượng cuối cùng, bình chọn ra 30 vị trí. 30 vị trí này sẽ đại biểu Tây Cương đến đan quốc tham gia khảo hạch cuối cùng. Thường Lăng tự mình tuyên bố quy tắc vòng thứ hai. Loại khảo nghiệm tự do phát huy này có thể hiểu rõ luyện đan sư đối với các loại đan dược có nắm bắt. Hiểu biết và có thể luyện chế số lượng đan dược như thế nào nhất. Mà số lượng chủng loại dược thảo để trước mặt mỗi người đều hoàn toàn khác biệt. Bình thường, ai khống chế đan thuật càng nhiều, ai có thể thuần thục luyện chế đan dược hơn thì càng có thể thuận lợi thắng được. Khương Phàm đi đến phía trước, nhìn dược liệu rực rỡ muôn màu, hai mắt đen thui. Đan hoàng, luyện cái gì? Khương Phàm chỉ có thể xin giúp đỡ linh hồn đan hoàng.
Trong ý thức Khương Phàm truyền ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Người đây là gian lận, đồng ý với ta, có thời gian rảnh thì nghiên cứu đan hoàng cổ kinh nhiều một chút. Linh hồn đan hoàng cảm giác tiểu tử này là đem luyện đan làm nghề phụ, không chỉ có không tôn trọng, còn không có tâm. Nhất định nhất định. Khương Phàm nhìn một đống linh thảo, có chút đau đầu, những thứ này ngay cả tên đều gọi không ra, còn luyện đan cái gì? Những dược liệu này có thể luyện 9 loại nhị phẩm đan dược, đây là lợi dụng toàn diện nhất. Cũng có thể luyện chế một viên đan dược tam phẩm, cộng thêm 3 viên đan dược nhị phẩm. Còn có thể luyện 2 viên đan dược tam phẩm, còn lại, cũng có thể có được mấy khỏa nhất phẩm. Linh hồn đan hoàng tinh thông đan thuật thiên hạ, rất nhanh đã trả lời cho Khương Phàm biết. Ta luyện đan dược tam phẩm đi. Khương Phàm ngồi vào trước đỉnh lô, dựa theo linh hồn đan hoàng chỉ dẫn luyện chế đan dược. Chỉ có 9 vị luyện đan sư bị gọi tên đều đi đến đài cao, nhưng không có ai vội vã luyện đan. Tất cả đều đang đợi tên thánh văn này kết thúc, bọn hắn cũng không muốn lại bị ảnh hưởng. Bây giờ liền bắt đầu rồi. 9 vị thiếu niên luyện đan sư hai mặt nhìn nhau. Một đống dược thảo lớn như vậy, không nghiên cứu một chút sao? Không sắp xếp gì sao? Đây là hạ bút thành văn. Vị huynh đệ kia đối với đan dược đã tinh thông đến trình độ như vậy sao? Hay là, đan quốc cho hắn đi cửa sau, sớm nói chủng loại dược liệu rồi. Không chỉ bọn hắn hoài nghi, thiếu niên luyện đan sư khác, cùng 10 vạn người trên khán đài đều hiện lên suy nghĩ tương tự trong đầu. Gian lận thế này cũng quá rõ ràng đi. Lục Tử ngâm nhìn mà lắc đầu, tiểu tử này tối thiểu cũng phải biết giả bộ chứ. Thường Lăng luôn mồm hô hào đại hội đan tông chí cao vô thượng, kết quả tự mình phá hư quy củ. Đinh Linh lung liếc mắt nhìn Thường Lăng ở xa xa. Đây nhất định là sớm lộ thông tin dược liệu cho Nạp Lan Thanh Diệu có cơ hội chuẩn bị. Một vị trưởng lão Kỳ Thiên Điện trầm giọng nói. Nạp Lan Thanh Diệu quyết tâm phải vào đan quốc sao? Thái độ rất kiên quyết. Chúng ta nhiệt tình mời, cũng đã khuyên bảo, các loại lợi và hại đều bày ra. Nạp Lan Thanh Diệu cũng rất mâu thuẫn, ngôn ngữ càng là hỏng bét. Có mấy lời thật sự là. Sở Uyên ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Lại tranh thủ đi. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Khương Phàm, càng xem càng ưa thích, cũng càng xem càng tức giận. Sát lục chi hỏa dùng để luyện đan. Cái này, phụ mẫu nó, đầu bị tưới nước sao? Bên trong Nạp Lan gia đều là đồ đần sao? Các vị trưởng lão, Thường Lăng công nhiên gian lận, khẳng định là muốn đem Nạp Lan Thanh Diệu mang về đan quốc. Tên Nạp Lan Thanh Diệu này có thể luyện đan, có thể tu võ, tiềm lực quá lớn. Lấy lực lượng đan quốc. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian 10 năm, Nạp Lan Thanh Diệu liền có thể lấy sát lục chi hỏa, bước vào sinh tử cảnh. Rất có thể sẽ còn bình ổn vượt qua, thẳng tới niết bàn cảnh. Sở Uyên lắc đầu, nói bóng gió, không thể giữ lại. Tiếp tục tranh thủ. Dù sao phía sau Nạp Lan Thanh Diệu cũng là Nạp Lan gia, quốc quân đan quốc khẳng định sẽ lo lắng vấn đề này. Trước khi quốc quân đan quốc đưa ra quyết định cuối cùng, Thường Lăng sẽ không chủ động cam đoan với Nạp Lan Thanh Diệu cái gì cả. Các ngươi nhân cơ hội này, tiếp tục mời chào, để hắn hiểu được, ai mới là chủ nhân hoàng triều này, đi theo ai mới có thể có tương lai tốt hơn. Các trưởng lão không muốn từ bỏ. Nếu như Kỳ Thiên Điện có thể tập kết Tam Đại Thánh Văn, không chỉ có cái bàn giao với Hoàng Thất, càng có thể làm cho Kỳ Thiên Điện thực sự trở thành thánh địa võ đạo đầu tiên của hoàng triều. Thường Lăng không để ý đến nghị luận xung quanh. Khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm Khương Phàm. Có gian lận hay không, bọn hắn rõ ràng nhất. Gia hỏa này cũng chỉ liếc mấy cái liền trực tiếp bắt đầu luyện đan rồi. Mà, nhìn những loại dược thảo cho vào luyện lô kia, đây rõ ràng là muốn luyện chế đan dược tam phẩm, xâm nguyên đan. Đan dược tam phẩm, hạ bút thành văn. Đại hội đan tông đưa ra trường hợp khẩn trương như vậy. Hắn, lại có thiên phú như thế sao? Thường Lăng là luyện đan sư. Từ nhỏ diễn tập đan thuật, nàng rõ ràng nhất luyện đan buồn tẻ và khó khăn như thế nào, lại bởi vì thân ở đan quốc, mỗi ngày nhìn thấy võ giả các nơi đến nhà cầu đan. Từ sâu trong nội tâm cũng cảm giác luyện đan sư là càng cao quý hơn người tỷ võ. Cho nên, dù võ giả mạnh hơn ở trước mặt nàng đều tự động hạ thấp một cấp. Đây cũng là nguyên nhân nàng đối với tên Sở Uyên, kẻ được gọi là thiên kiêu được người người tôn trọng nể sợ kia cũng chẳng thèm ngó tới. Nàng quan tâm. Vĩnh viễn là luyện đan sư, nàng xem trọng, cũng vĩnh viễn là thiên phú đan thuật. Tên Nạp Lan Thanh Diệu này cho nàng rung động rất lớn.
hoàng triều này lại có người có thể có người có thiên phú đan thuật sánh vai với nàng sao? Ánh mắt Thường Lăng dần dần trở nên sáng hơn, tâm tư cũng kích động. Nếu như có thể dẫn Nạp Lan Thanh Diệu vào đan quốc, tất nhiên có thể cùng với nàng chấn hưng đan quốc. Thế nhưng, phía sau Nạp Lan Thanh Diệu hết lần này tới lần khác liên lụy đến Nạp Lan gia. Thường Lăng đã hai ngày trước phái người về đan quốc báo cáo tình huống, chỉ mong quốc quân có thể tiếp nhận đề nghị của nàng. Khương Phàm dưới vô số ánh mắt chăm chú hoàn thành viên đan dược đầu tiên. Viên đan dược đầu tiên, Sâm Nguyên đan tam phẩm, thành công. Trưởng lão đan quốc tự mình nếm thử đan dược qua, tranh thủ thời gian phục dụng một đan dược định thần tĩnh khí, sau đó tuyên bố trước mặt mọi người. Ngay sau đó, viên đan dược tam phẩm thứ hai thành hình. Toàn trường oanh động. Mặc dù cũng hoài nghi Nạp Lan Thanh Diệu gian lận, thế nhưng trong trường hợp quan trọng như vậy, liên tiếp thành công hai viên đan dược tam phẩm vẫn có thể thấy rõ ràng lực khống chế siêu cường của hắn. Cái này cũng khiến cho các thiếu niên luyện đan sư khác áp lực không nhỏ. Tại vòng tuyển bạt thứ hai này có rất ít người nếm thử đan dược tam phẩm, dù sao một khi sai lầm, tổn thất quá lớn. Nạp Lan Thanh Diệu, thông qua khảo hạch, chuẩn nhập, đan quốc đại tuyển. Thường Lăng trước mặt mọi người tuyên bố kết quả. Tiểu quái vật này. Nạp Lan Thanh Lạc rất rung động. Thánh phẩm thú linh văn đã rất khủng bố, hết lần này tới lần khác còn có thể luyện đan. Trách không được có thể trêu đến thánh địa ra mặt mời chào. Tiểu gia hỏa này, thành tựu tương lai là vô cùng to lớn. Hôm nay ngươi vào trang viên đại hội đan tông ở. Thường Lăng đi đến trước mặt Khương Phàm, trực tiếp ra lệnh. Trước khi trời tối, ta đi qua. Dưới sự reo hò của 10 vạn người tại toàn trường, Khương Phàm rời khỏi hội trường. Nạp Lan Thanh Lạc cùng bọn thị vệ bồi ở bên cạnh Khương Phàm, đều có cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, giống như toàn trường đang reo hò cho bọn hắn. Cho đến lúc này, 9 vị thiếu niên luyện đan sư trên đài mới bắt đầu luyện chế đan dược. Nạp Lan Thanh Lạc, ha ha, nương tử của ta. Rốt cuộc chúng ta cũng gặp mặt, tới, nhanh để cho ta ôm một cái. Bọn hắn vừa rồi rời khỏi hội trường, một tên nam tử liền lao đến Nạp Lan Thanh Lạc. Dừng lại! Thị vệ Nạp Lan ra cao giọng quát lớn. Làm gì, ta ôm nữ tử của ta có quan hệ với các ngươi sao? Đều cút ngay cho ta! Ánh mắt tên nam tử bỗng nhiên lạnh lẽo, rất nhiều thị vệ sau lưng đều kích hoạt linh văn, giằng co với bọn người Lữ Lương Nhân. Phi Thừa Long! Nạp Lan Thanh Lạc lạnh mặt xuống, tên hỗn đản này tại sao lại tới đây? Khương Phàm quan sát tỉ mỉ mắt nam tử này, rất giống Vi Thừa Hồng, tuy nhiên khí thế mạnh hơn, đáy mắt lấp lóe tinh mang, mang theo cỗ tà tính. Đây chính là ca ca cùng cha khác mẹ của tên Vi Thừa Hồng mà Lục Tử Ngâm nhắc đến sao? Nạp Lan gia đã đính hôn cùng Vi gia chúng ta, nếu như đệ ta không thể đi, ngươi liền phải gả cho ta. Chúng ta bây giờ có quan hệ hôn ước, tới, nhanh cho ta ôm một cái. Vi Thừa Long lại tiến về phía Nạp Lan Thanh Lạc. Lui ra. Thị vệ Nạp Lan ra vây quanh Nạp Lan Thanh Lạc. Bọn cẩu nô tài các ngươi, chờ nàng đến ta Vi gia, các ngươi làm của hồi môn tùy hành, cũng đã thành chó của Vi gia ta. Ta, chính là chủ tử tương lai của các ngươi. Ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức lui ra, nếu không đến lúc đó đừng trách ta đem các ngươi đánh thành chó chết. Vi Thừa Long mang theo khí thế hung ác, hôm nay cũng xác thực đã mang theo lửa giận tới đây. Tiểu nương tử chưa qua cửa lẳng lơ không biết tốt xấu này lại thiến đệ của hắn. Chuyện bê bối huyên náo này để Vi gia bọn hắn nhận hết nhục nhã. Vi Thừa Long, ta và Vi gia các ngươi không có bất kỳ hôn ước gì, chớ tự tìm phiền toái cho mình. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận, mấy tên khốn kiếp này quá đáng khinh người, xem nàng như cái gì, xem Nạp Lan gia các nàng là cái gì. Huynh trưởng ngươi đã đem ngươi gả cho Vi gia, ngươi chính là người của Vi gia. Lập tức cút ra đây cho ta, quỳ gối trước mặt ta gọi phu quân. Nếu không, chờ ngươi gả đi, ta sẽ hành hạ ngươi cả ngày lẫn đêm sống không bằng chết. Vi Thừa Long không còn, trêu chọc, nàng nữa, hắn đã lộ ra hung tướng. Hôm nay, chính là đến nhục nhã tiện nhân này. Hắn muốn để tiểu tiện nhân tự cao cao quý này trở thành trò cười cho toàn thành. Nơi này là thành hoàng phủ, ngươi là người được tuyển chọn làm thừa kế của Thiên Hoa Hội. Đừng đem mình làm cho giống như là một con chó dại. Nạp Lan Thanh Lạc quát tháo. Ta là chó dại. Vi Thừa Long giữ tợn cười một tiếng. Vậy ngươi chính là một con chó cái. Vi Thừa Long, ngươi hỗn đản.
Gọi ta phu quân, nhanh lên, ta muốn nghe. Không biết xấu hổ. Lão tử còn có càng không biết xấu hổ hơn nữa kia. Vi Thừa Long xé rách lấy thị vệ Nạp Lan ra, liền muốn xông vào chỗ Nạp Lan Thanh Lạc. Hắn muốn đoạt sống. Dù sao thị vệ Nạp Lan ra cũng không dám đả thương đến hắn. Nếu không, hắn càng có cớ bắt bọn họ. Lui ra. Chớ gây phiền toái cho mình. Vi công tử, đừng cho mặt lại không biết xấu hổ. Bọn thị vệ Nạp Lan ra xác thực không dám đả thương vị nhị công tử Vi gia này, chỉ có thể kiên trì xô đẩy. Vi Thừa Long không quan tâm. Thị vệ Vi gia cũng rất nhanh đã động tay động chân, sâu xé lẫn nhau, mở đường cho bọn hắn công tử. Tình huống lại một lần nữa mất khống chế. Bên trong đại hội Đan Tông rất nhiều người đều nghe được ồn ào, bọn hắn đi tới hiếu kỳ vây xem. Đang làm gì vậy? Đánh nhau rồi. Ai dám tiến lên một bước, giết. Khương Phàm nhìn không được, quát lớn một tiếng. Bọn thị vệ những thương hội này đều như thế yếu đuối à? Xô đẩy cái rắm, gào to cái rắm. Đánh nhau. Người hai bên thương hội đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm. Không hiểu, hay là không biết. Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn hắn, đột nhiên khởi xướng công kích, liệt diễm bạo dưới chân phải động, năng lượng như muốn nổ tung trong nháy mắt đẩy hắn đi ra. Không thể dùng hỏa dực. Liền bắt trước hình luyện, lấy liệt diễm đánh nổ tung, thôi động tốc độ. Không đợi thị vệ hai phe kịp phản ứng, Khương Phàm đã đụng phải thị vệ Vi gia trước mặt. Một quyền bạo tạc, liệt diễm cuồn cuộn, đánh vào ngực một tên tráng hán. Răng rắc. Tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị, xương ngực nổ tung, kêu la thảm thiết bay ra ngoài, liên tiếp phá tan ba tên năm tên thị vệ khác. Giết cho ta. Khương Phàm giống lên một tiếng, âm thanh rung động toàn trường. Bọn thị vệ Nạp Lan ra liên tiếp bừng tỉnh, hoàn toàn kích phát linh văn, năng lượng sôi trào, lợi kiếm, lôi chiều, cát bụi, cuồng phong các loại năng lượng dợp trời hướng phía Vi gia ép tới. Đánh cho ta. Vi Thừa Long kinh sợ. Nhưng cũng thét lên ra lệnh. Là các ngươi động thủ trước, đánh. Bọn thị vệ Vi gia không thể chờ đợi liền kích thích linh văn, phóng thích ra võ pháp, nhào tới phía Nạp Lan ra nơi này. Vi Thừa Long trong đám người khóa chặt Nạp Lan Thanh Lạc. Loạn. Vừa hay có thể bắt người. Dừng tay. Hỗn loạn vừa bộc phát, đột nhiên trong hội trường từ phía sau truyền đến một tiếng thét lên ra lệnh. Nơi này là nơi nào? Ai dám gây sự? Thường Lăng cưỡi bạch ngọc tượng đi ra hội trường, phía sau đi theo rất nhiều hộ giả Đan Quốc, ánh mắt đều cảnh cáo hai bên. Các thị vệ Vi gia và Nạp Lan gia lần lượt tản ra linh văn mà lui lại, thủ đến bên cạnh Vi Thừa Long cùng Nạp Lan Thanh Lạc. Ta tới mang nữ tử của ta về nhà. Vi Thừa Long còn không đến mức ở trước mặt Thường Lăng hổ nháo, nhưng ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn chòng chọc Nạp Lan Thanh Lạc. Ai là nữ tử của ngươi? Thường Lăng lạnh lùng nhìn hắn. Vi Thừa Long hừ một tiếng, đưa tay một chỉ. Nạp Lan Thanh Lạc. Vi Thừa Long, đừng không biết liêm sỉ, ta là người của Nạp Lan gia, chưa bao giờ gả cho Vi gia. Ca ca ngươi đã đồng ý, ngươi chính là người của Vi gia. Hôn sự của ta, phụ thân ta làm chủ, còn chưa tới phiên Nạp Lan Thanh Xuyên hắn. Ta mặc kệ trong nhà các ngươi thương lượng làm sao, Nạp Lan Thanh Xuyên đã cùng chúng ta làm cam đoan, nhận xính lễ của chúng ta, ngươi chính là của chúng ta. Vi Thừa Long khẳng định mình có hôn ước. Hắn hôm nay chính là đến gây sự, thuận tiện bắt Nạp Lan Thanh Lạc đi. Ta nghe không nổi nữa. Ngươi thật không biết xấu hổ, hay là đầu không mang theo ra ngoài. Khương Phàm đưa tay chặn lại. Ngươi tùy tiện gào to hai tiếng, nàng sẽ là của ngươi sao? Ta còn cảm giác ngươi hình như chính là con chó hoang ta ăn trước mấy ngày thì phải. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Biến sang một bên chơi bùn đi. Vi Thừa Long sắc mặt âm trầm tiếp cận Khương Phàm. Người của Kỳ Thiên Điện cũng từ bên trong đi tới, nhưng quan sát ở lại phía xa, đều không có tới gần. Sở Uyên cùng Lục Tử Ngâm trao đổi ánh mắt, lộ ra bộ dáng tươi cười. Tới quá đúng lúc. Náo đi, thỏa thích náo đi. Đệ đệ ngươi đã bị thiến, nếu như ngươi không muốn cũng bị phế đi, liền ngoan ngoãn tránh ra, đừng để Vi gia tuyệt hậu. Khương Phàm ngăn ở trước mặt Nạp Lan Thanh Lạc. Rằng co với Vi Thừa Long. Giờ khắc này, Nạp Lan Thanh Lạc bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái không nói được. Bởi vì đại ca chỉ vì cái trước mắt, chuyên chú cho thương hội, chưa từng xem nàng như muội muội. Tam đệ lại là phế nhân, không hay ra ngoài,
những năm gần đây, vẫn luôn là chính nàng ứng phó khiêu khích cùng chất vấn ở bên ngoài. Nhưng bây giờ, lại có người thay nàng ngăn tại phía trước. Cảm giác này. Chờ một chút, ngươi chính là tên Nạp Lan Thanh Diệu kia. Cái gì sát lục chi hỏa? Vi Thừa Long trên dưới dò xét Khương Phàm, lạnh lùng cười. Là một sát lục chi hỏa, không tu luyện võ pháp, vậy mà lại luyện đan. Ta thấy ngươi mới là kẻ không mang đầu ra ngoài. Ta luyện đan, càng tu võ, ngươi có dám thử một chút hay không? Khương Phàm kích thích Vi Thừa Long. Làm sao thử? Ngay ở chỗ này so tài, ta thua, tỷ tỷ của ta thuộc về ngươi, tùy ngươi dùng như thế nào. Ngươi! Nạp Lan Thanh Lạc vừa muốn cảm động lại bị một câu của hắn tưới đến toàn thân rét run. Khương Phàm nhìn chằm chằm Vi Thừa Long. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi cũng thuộc về ta, dùng như thế nào, tùy ta. Ngươi có tiếp hay không? Vi Thừa Long quan sát tỉ mỉ tên Nạp Lan Thanh Diệu này. Ngươi cảnh giới gì? Linh Nguyên cảnh, nhị trọng thiên. Đan dược tích tụ ra tới. Vi Thừa Long hừ lạnh. Còn trẻ như vậy, vừa luyện đan lại vừa tu võ, cảnh giới không thể nào biến đổi nhanh như vậy, trừ phi là Nạp Lan ra quanh năm nhét đan dược vào miệng hắn. Ta thấy cảnh giới của ngươi là tam trọng thiên, so hay không so? Khương Phàm có thể cảm giác được khí tức của Vi Thừa Long vượt qua hắn, tuy nhiên đẳng cấp linh văn cũng không cao. Làm sao so pháp? Vi Thừa Long là người trong nhà rất rõ ràng chuyện nhà mình, hắn đúng là ăn đan dược chất đống. Nơi này là bên ngoài đại hội đan tông, lại có Thường Lăng tông sư trông coi, không thích hợp huyên náo quá thô lỗ. Như vậy đi, người đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Ai đánh ngã ai trước tiên liền thắng. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm lung lay. Ha ha! Vi Thừa Long cười to, nhìn về hướng Kỳ Thiên Điện nơi đó. Sở Uyên khẽ gật đầu, ý là cứ tới. Ngươi tam trọng thiên, hắn nhị trọng thiên, ngươi sẽ thắng. Vi Thừa Long được Sở Uyên ra hiệu. Như ngươi mong muốn. Lục Tử Ngâm cùng Đinh Linh Lung đều quan sát đến Khương Phàm, muốn nhìn tạo nghệ võ pháp của tên sát lục chi hỏa này một chút. Ngươi có nắm chắc? Nạp Lan Thanh Lạc bắt lấy cánh tay Khương Phàm, mặc dù đối với thực lực Khương Phàm có chút lòng tin, nhưng vẫn là rất khẩn trương. Cái này dù sao cũng là quan hệ tới vận mạng của mình. Yên tâm đi. Ta không yên lòng, đàn ông các ngươi không có ai tốt. Nạp Lan Thanh Lạc rất giận và buồn bực, đều xem nàng như hàng hóa. Khương Phàm đi đến trên đường dài. Hai bên chủ động phân ra một đường trống. Tất cả mọi người làm chứng, ta nếu là thắng, Nạp Lan Thanh Lạc chính là của ta. Vi Thừa Long hướng hai bên hô to, nơi này có Kỳ Thiên Điện, có Đan Quốc, chỉ cần thắng. Ai cũng không ngăn được hắn mang Nạp Lan Thanh Lạc đi. Hắn muốn vào. Hôm nay liền để tiện nhân kia sống không bằng chết. Đám người hai bên càng tụ càng nhiều, lặng lẽ nghị luận. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi tới trước. Khương Phàm hoạt động bả vai, hướng Vi Thừa Long đưa ra lời mời. Vi Thừa Long sầm mặt lại. Cảnh giới ngươi thấp, ta để cho ngươi tới trước. Tốt, ta tới trước. Khương Phàm dùng sức nắm chặt nắm đấm, lộ ra một tia cười lạnh. Vi Thừa Long nói ra liền hối hận. Tuy nhiên, bộ y phục trên người hắn đây là bộ áo giáp mềm, nguyễn giáp, vô cùng chân quý, ngực cũng treo thêm bảo khí, chống cự nắm đấm của một tên luyện đan sư nhu nhược là dễ như trở bàn tay. Quyền đầu tiên, toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm hội tụ đến cánh tay phải, hắn hét lớn một tiếng, vọt tới phía Vi Thừa Long. Vi Thừa Long đứng vững vàng, hai tay giao nhau ở trước ngực, không có kích hoạt linh văn, mà là lấy linh lực kích thích ống tay áo. Mặt ngoài ống tay áo lập tức hiện ra đường vân dày đặc, giống như là mai rùa. Hắn có hộ giáp. Nạp Lan Thanh Lạc kêu lên sợ hãi, thế thì còn đánh như thế nào? Khương Phàm lao tới đối diện, nắm đấm đánh thẳng về phía hai tay Vi Thừa Long. Đến đây, đồ ngu xuẩn. Vi Thừa Long giống to, ống tay áo phần phật, đường vân phát sáng phát ra khí tức nặng nề. Khương Phàm oanh kích trọng quyền, liệt diễm huyết sắc quấn quanh nắm đấm. Trong một cái chớp mắt này, hắn kích hoạt huyết khí toàn thân, trùng kích nơi quyền đầu phải, quyền sáo thức tỉnh, giao hòa cùng huyết nhục. Bành! Nắm đấm đập ầm ầm trên cánh tay Vi Thừa Long. Mặc dù bị khí tức hùng hồn chống đỡ nhưng vẫn đè ép cánh tay đánh vào ngực Vi Thừa Long. Vi Thừa Long tuyệt đối không nghĩ đến cái nắm đấm nho nhỏ này vậy mà có lực bộc phát cường đại như vậy, thân hình thoát một cái liền bất ổn, ngửa mặt lộn ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, lăn ba vòng liên tiếp.
đổ. Khương Phàm nhàn nhạt một câu, toàn trường yên tĩnh. Tốt. Nạp Lan Thanh Lạc kích động đến đỏ cả mặt lên, dứt khoát như vậy sao? Quá đẹp rồi. Không tính, đây không tính. Vi Thừa Long đột nhiên luồn lên đến, chỉ vào Khương Phàm gầm thét. Không tính ngã xuống đất, ngươi coi ta mù sao? Ngươi coi tất cả mọi người ở nơi này mù sao? Khương Phàm hừ lạnh. Vi Thừa Long ngụy biện nói. Ta nói ngã xuống đất, là ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Khương Phàm nhíu mày. Ngươi đây là đang chơi xấu. Vi Thừa Long vung lấy hai tay, oán hận nói. Vậy ý của ngươi là, một quyền này không tính. Đương nhiên không tính. Tốt, da mặt ngươi dày, ngươi nói không tính thì coi như không tính. Vậy ta liền lại bắt đầu lại từ đầu. Tới phiên ta. Vi Thừa Long cắn răng, xem ta đánh chết ngươi như thế nào. Khương Phàm nói. Ngươi cũng nói, một quyền này không tính. Không tính, không tính. Vậy tới lần nữa. Đám người xung quanh lập tức ồn ào. Khóe mắt Vi Thừa Long kéo ra. Vậy liền tới lần nữa. Khương Phàm lung lay bả vai, lùi đến phía sau 10 mét. Tới đi, ngã xuống đất không dậy nổi mới tính. Vi Thừa Long lần này nắm chắc, trầm ổn trung bình tấn, căm tức nhìn Khương Phàm nơi xa. Linh lực tại toàn thân chảy xuôi, rót vào y phục. Y phục toàn thân đều nổi lên sáng rực, lưu chuyển lên đường vân thần bí, tràn ngập ra khí tức nặng nề như đại sơn. Đến rồi. Khương Phàm huy động lực lượng, liệt diễm nổ tung ở dưới chân. Tốc độ tăng bạo, xuất hiện ở trước mặt Phi Thừa Long. Con mắt Phi Thừa Long kém chút liền không theo kịp tốc độ của Khương Phàm, trong lòng run lên nhưng vẫn là ngay lập tức kéo căng thân thể, đưa hai tay về đằng trước, chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng, một quyền này của Khương Phàm cũng không phải là hướng về phía cánh tay của hắn, mà là sượt qua người hắn, trọng quyền đánh vào bụng của hắn. Liệt diễm nổ tung trên nắm đấm, huyết khí trùng kích, quyền sáo phát huy. Một quyền này, lực lượng vượt qua 50.000 cân. Vi Thừa Long la lên, thân thể bỗng nhiên bị ủi mạnh, cách mặt đất bay rớt ra ngoài, lại rơi xuống nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa có đứng lên. Ngươi đổ, ngươi không bò dậy nổi, ngươi thua. Khương Phàm mắt lạnh nhìn Vi Thừa Long trên đất. Tất cả mọi người trên đường trừng to mắt, một màn thể hiện này quá đặc sắc. Công tử, thị vệ Vi gia tranh thủ thời gian muốn xông tới. Dừng lại. Đang luận võ, ai bảo các ngươi nhúng tay. Lữ Lương Nhân quát tháo, bọn thị vệ sau lưng cũng đồng loạt tiến về phía trước một bước. Vi Thừa Long gắt gao ôm lấy bụng, hai mắt trừng trừng, khí huyết không khoái, miệng há lại dương một hồi lâu mới phát ra âm thanh. Ta còn có thể đứng lên được. Lại phải chơi xấu. Ta có thể. Vi Thừa Long run rẩy chống thân thể lên, nhưng trong bụng lại như rời sông lấp biển, đau đớn, khó chịu không nói ra được. Hắn thực sự có chút không chịu nổi. Hắn đây vẫn không tính là chơi xấu. Hai lần. Khương Phàm hô to với xung quanh. Chơi xấu, chơi xấu. Cái thứ không biết xấu hổ. Người của Nạp Lan gia lập tức kêu gào. Gào cái gì, công tử chúng ta liền lập tức đứng lên. Người của Vi gia giận dữ mắng mỏ. Đám người ở hai bên đường phố đều hai mặt nhìn nhau, đây là luận võ đứng đắn sao. Cảm giác là lạ. Một quyền này, cũng không tính. Khương Phàm ngồi xổm ở trước mặt Vi Thừa Long. Ngươi ăn viên thuốc, chúng ta lần nữa tới. Vi Thừa Long lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, há miệng nuốt vào, lúc này mới thở phào, đã ngừng lại đau đớn cuồn cuộn trong bụng. Lại đến, một lần cuối cùng. Ngươi chỉ cần không đứng dậy được, coi như ta thắng. Khương Phàm lui đến 10 mét bên ngoài. Đồ hỗn trướng. Vi Thừa Long lau đi nước bọt nơi khóe miệng, hít sâu một ngụm khí lạnh, triển khai tư thế căm tức nhìn Khương Phàm. Chỉ cần không phải ngã xuống đất không dậy nổi, không coi là thắng. Đến, lại đến. Khương Phàm lung lay bả vai, tiếp cận Vi Thừa Long. Đừng có lại ăn vạ, một quyền này, phân thắng thua. Không ai chơi xấu, là ngươi không nói rõ ràng. Vi Thừa Long kích hoạt linh văn lên, linh lực trùng kích y phục. Đường vân mặt ngoài y phục giống như đang sống lại, lưu động tại các nơi, phóng xuất ra cuồn cuộn khí tức, đem hắn bảo vệ vô cùng triệt để. Đến đây, Vi Thừa Long gào lớn một tiếng, đồng thời Khương Phàm nơi đó cũng lao tới. Ầm ầm, liệt diễm phun trào toàn thân lao thẳng đến phía Vi Thừa Long.
Ngay tại lúc Phi Thừa Long chuẩn bị ngạnh kháng, trong chốc lát, liệt diễm dưới chân Khương Phàm nổ tung, đẩy hắn bay lên trời cao. Khương Phàm bay lên nhanh chóng xoay chuyển, rơi xuống bên cạnh Vi Thừa Long. Ngươi, cái này không được. Vi Thừa Long vừa muốn la lên. Nắm đấm Khương Phàm bạo tạc đánh thẳng đến đầu Vi Thừa Long. M thanh trầm đục. Khương Phàm đánh trọng quyền vào bên trên y phục đang tỏa ra tia sáng. Y phục lập tức nổ lên, Khương Phàm cưỡng ép chống cự lại trùng kích. Nhưng, nơi này dù sao cũng là vị trí đầu, không có y phục ngăn đón, chỉ có thể dùng cường quang hộ thể chống cự. Khương Phàm kích thích nắm đấm phát huy quyền sáo, chấn vỡ tia sáng, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên đầu Vi Thừa Long. Vi Thừa Long chỉ cảm thấy đầu ông ông một tiếng, một cỗ ý thức trùng kích đau đớn giống như muốn nổ tung, trời đất quay cuồng, một vùng tăm tối. Toàn trường lần nữa yên tĩnh. Dưới ánh mắt quái dị của tất cả mọi người, Vi Thừa Long xoay một vòng ở tại chỗ, sau đó đập xuống đất. Choáng! Đây xem như ngã xuống đất không dậy nổi chưa? Ta thắng, ngươi, thuộc về ta. Khương Phàm đưa một tay bóp lấy cổ Vi Thừa Long, nhấc lên. Buông xuống! Buông công tử chúng ta xuống! Bọn thị vệ Vi ra nhao nhao gầm thét, phụ mẫu nó, đây là chuyện gì? Đã nói một quyền đổi một quyền mà. Làm sao lại biến thành hỗn đản này dùng ba quyền đánh ngất công tử của bọn hắn? Đây là công bằng quyết đấu gì, càng xem càng giống như đang trêu đùa. Nhiều người như vậy làm chứng, đừng có đùa. Hắn, là của ta. Khương Phàm kéo lấy Vi Thừa Long đi ra, bọn thị vệ Nạp Lan ra lập tức vây quanh tới, cảnh giác người Vi ra. Ta chỉ làm chuyện có nắm chắc, thu thập loại rác rưởi này, ta rất am hiểu. Xử lý như thế nào, cứ theo cô nói. Khương Phàm đem Vi Thừa Long đưa đến bên cạnh Nạp Lan Thanh Lạc. Trong lòng Nạp Lan Thanh Lạc đã hết giận một chút. Thả đi, nhục nhã hắn cũng coi như xong, dù sao hắn cũng là nhi tử Vi Thiên Quân. Thả hắn, chờ hắn tới giết ta, rồi hại cô. Giữ lại không được. Ngươi không xuống tay được, để ta. Khương Phàm đột nhiên túm lấy đao của một vị thị vệ bên cạnh, bổ vào trên vai Vi Thừa Long. Phốc phốc, huyết thủy vẩy ra. Một cánh tay rơi xuống đất. Vi Thừa Long run rẩy mấy lần, vì đau mà tỉnh lại. Đám người trên đường dài thì hít một ngụm khí lạnh. Làm thật sao? Không thả mà chặt thật. Tên hỗn đản ngươi. Người của Vi ra gầm thét, mắt đỏ lên liền muốn xông lại. Đều cút trở về cho ta, ai dám lại đi tới phía trước, ta ở ngay trước mặt các ngươi bổ hắn. Nhớ kỹ, hắn là của ta muốn giết liền giết, muốn phế liền phế. Nếu như ta là các ngươi, sẽ lập tức nghĩ biện pháp làm sao cầu xin ta tha thứ, làm sao chuộc người. Mà không phải ở chỗ này sủa inh ỏi. Chúng ta đi thôi. Khương Phàm bắt lấy chân Vi Thừa Long, kéo người rời khỏi. Bọn người Lữ Lương Nhân âm thầm hít một hơi, đủ hung ác. Đám người oanh động. Không hổ là sát lục chi hỏa, trong lòng lộ ra rõ huyết tính. May mắn là thân mặc bạch bào của luyện đan sư. Nếu không đây chính là một con dã thú. Mặc dù Vi Thừa Long xác thực huyên náo quá mức, nhưng Nạp Lan Thanh Diệu nhục nhã hắn một trận thì được rồi, sao nhất định phải gặp Vi Thiên Quân? Dù sao nếu thật muốn làm lớn chuyện, Thiên Hoa Hội phản kích sẽ để cho Tử Vi Thương Hội chịu không nổi. Sắc trời dần tối, Khương Phàm dựa theo ước định, đến trang viên Đại Hội Đan Tông. Dinh thự Nạp Lan ra hoàn toàn phong tỏa lại, ai cũng không thấy được bên trong. Vi Thừa Long đâu? Thường Lăng nhìn thiếu niên trước mặt, cũng không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp trên cổ. Bên trong, đang la mắng ầm ĩ. Ngươi muốn xử lý hắn thế nào? Xử lý sạch. Lông mày xinh đẹp của Thường Lăng có chút tụ lại, có chút mâu thuẫn với loại khí tức sát phạt này, nhất là thiếu niên trước mặt này chỉ mới mười mấy tuổi. Thế nhưng, đây là sát lục chi hỏa, trong lòng chảy xuôi huyết dịch giết chóc. Ngươi và hắn bàn bạc nhân từ được sao? Không thực tế. Ngươi đã hiểu rõ bí mật của sát lục chi hỏa sao? Thường Lăng cân nhắc hỏi. Vấn đề nào? Sát lục chi hỏa và sinh tử cảnh. Thường Lăng rất muốn đem tên Nạp Lan Thanh Diệu này mang về Đan Quốc, mặc dù hai chữ giết chóc khác với ý nghĩ của Đan Quốc, nhưng Đan Quốc bây giờ cần có một kẻ như thế này. Chỉ là không biết quốc quân nghĩ như thế nào. Khương Phàm trực tiếp nói ra ý mình. Các cô sẽ không cho phép ta tiến vào Đan Quốc. Thường Lăng bỗng nhiên không hiểu ý của gia hỏa này. Chúng ta không cho phép,
ngươi liền không có ý định tiến vào. Lần này ta đến chỉ muốn thử thái độ đan quốc một chút, hiểu rõ tình huống của các cô như thế nào. Sau khi đại hội đan tông kết thúc, ta nghĩ ta sẽ về lại Tử Vi thương hội. Khương Phàm nói đều tình hình thực tế. Thường Lăng nhìn thoáng qua Khương Phàm. Ngươi đang thử thăm dò thái độ của đan quốc, hay là của hoàng thất? Tình cảnh Nạp Lan gia, cô rất rõ ràng. Khương Phàm nói thẳng. Chúng ta đều muốn thử một chút, nếu như đan quốc thu ngươi thì sao? Ta đến đan quốc. Nếu như Kỳ Thiên Điện thu ngươi, ta cũng đi. Hai bên cạnh tranh. Mặc dù không thực tế, nhưng nếu quả thật có một màn này, ta sẽ đến Kỳ Thiên Điện. Lý do. Nạp Lan gia nếu là hợp tác cùng đan quốc, hoàng thất còn không tức giận. Khương Phàm cười nhạt. Thường Lăng bỗng nhiên cảm giác tiểu gia hỏa 13 tuổi vẫn rất thông minh. Ta rất hiếu kỳ, Nạp Lan sóc lại có tính nhẫn nại như vậy, giấu ngươi 3 năm. Ta mới 13, nếu như không phải tình thế bắt buộc, còn có thể giấu càng lâu. Thánh Linh Văn chính là một con dao hai lưỡi, có thể thương người ngoài, cũng có thể làm bị thương chính mình. Ví dụ như, Khương gia. Khương Phàm nhún nhún vai, cố ý nhắc đến Khương gia. Thường Lăng nhớ tới Khương gia, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Khương gia trấn thủ Bắc Cương 200 năm, không thẹn hoàng triều. Ta khâm phục nhất chính là huyết tính mà bọn hắn kéo dài 200 năm qua. Mỗi một thời đại đều dũng mãnh cường thế, mỗi một thời đại đều có thể trấn được trăm vạn thiết quân Bắc Cương. Bọn hắn tựa như là hùng sư, hùng cứ phương Bắc, chống cự đại hoang. Nhưng, bọn hắn quá cường thế đến mức một mực khống chế Bắc Cương, giống như độc lập với hoàng triều. Hoàng thất tự nhiên kiêng kỵ, mãnh thú đại hoang 200 năm từ khi không còn xông phá qua phòng tuyến đầu tiên, cũng làm cho hoàng thất cho rằng đại hoang đã không còn là đại hoang năm đó. Bắc Cương không còn cần một hùng sư như thế nữa, cho nên 20 năm trước bọn hắn đã muốn biến Khương gia thành một con chó. Thường Lăng lắc đầu, bây giờ ai cũng không rõ ràng Khương gia rời khỏi đối với Bắc Cương là phúc hay là họa. Khương Phàm nghe được từ trong giọng Thường Lăng nói ra mấy phần tiếc nuối, trong lòng không khỏi có hảo cảm hơn. Ta muốn trịnh trọng nói xin lỗi với cô. Thường Lăng kỳ quái nhìn hắn. Xin lỗi cái gì? Khương Phàm hơi do dự, cố lấy dũng khí. Chuyện ngày đó là ta mạo phạm, bất quá, cách tầng băng, ta nhìn cũng không phải quá rõ ràng. Tâm tình bình tĩnh của Thường Lăng lần nữa nhấc lên gợn sóng, tựa như bị một khối đá đập ầm ầm đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta lúc ấy cũng không chú ý ở trên thân cô, không có nghiêm túc nhìn. Chuyện này, coi như cái gì đều không có phát sinh, được không? Khương Phàm cảm giác cần phải giải thích rõ ràng, tránh cho có cái gì khúc mắc. Thường Lăng khẽ mở môi đỏ, ôn nhu phun ra một chữ. Biến. Cô còn đang tức giận. Khương Phàm vội vàng nói. Ta đoán ra được cô còn tức giận, cho nên mới giải thích, lại nói lời xin lỗi. Biến. Ta chân thành nói xin lỗi, lại nói, ta chỉ là hài tử, vừa phát dục, không, chưa có phát dục. Biến ra ngoài. Thường Lăng đột nhiên thét to lên. Không có việc gì, không có việc gì. Khương Phàm vội vàng đi ra, xua tay với những nữ thị vệ ở bên ngoài đang muốn xông tới. Tiểu thư nhà các ngươi, tính tình không tốt lắm. Khương Phàm nói nhỏ. Các nữ thị vệ quái dị nhìn Khương Phàm, các nàng đã bồi tiểu thư mười mấy năm nay liền chỉ hai lần nghe tiểu thư nói chuyện lớn tiếng. Lần đầu tiên là ở suối nước nóng. Lần thứ hai, chính là bây giờ. Ai? Không đúng. Khương Phàm lại đẩy cửa ra, nhìn Thường Lăng má ngọc ngậm xương bên trong nói. Đây là, gian phòng của ta. Thường Lăng nhắm đôi mắt xinh đẹp, bình phục lại tâm tình. Ta không muốn được nghe lại chuyện kia, dù là một chữ cũng đều không được. Yên tâm, ta không truyền ra ngoài. Dù sao Khương Phàm vẫn phải nói xin lỗi, có chấp nhận hay không phải xem nàng. Không có lệnh của ta, không nên rời khỏi trang viên. Thường Lăng rời phòng, không muốn lại nhìn thấy hắn. Nữ hài xinh đẹp, hình như tính tình cũng không quá tốt. Vẫn là Uyển Nhi nhà chúng ta tốt nhất. Khương Phàm lắc đầu đóng cửa lại. Đêm khuya, thị vệ Vi gia thực sự kìm nén không được nên đã xông vào dinh thự Nạp Lan gia, gây nên hai bên kịch liệt xung đột. Tử thương vượt qua hơn 20 người. Hoàng thất võ viện ra mặt cưỡng ép điều tiết. Kết quả, Vi Thừa Long không ở trong dinh thự. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về hướng trang viên đại hội đan tông,
nhưng bọn hắn có gấp như thế nào đi nữa thì cũng không dám tới đó làm càn. Chúng ta muốn gặp Thường Lăng Tông Sư, điều kiện tùy các ngươi, chỉ cần chúng ta có thể gặp một lần. Sáng sớm hôm sau, bọn thị vệ Vi ra gom lại ở ngoài trang viên. Không thấy. Các hộ giả đan quốc lạnh lùng rằng co với bọn hắn. Trong này tất cả đều là luyện đan sư sắp đi đan quốc, đều đang tu dưỡng chuẩn bị, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bọn hắn càng sẽ không để phân tranh phía ngoài xuất hiện trong trang viên. Chúng ta muốn gặp thì sao? Sở Uyên đi đến phía trước. Không được. Các hộ giả đã sớm có chỉ thị, bất kỳ người nào cũng không được gặp. Người chúng ta muốn gặp, chưa từng không gặp được. Các ngươi đi thông báo Thường Lăng đi, liền nói chúng ta muốn gặp nàng. Lục Tử Ngâm cũng đi đến phía trước. Không được, ai cũng không được gặp. Thái độ của những thủ vệ đan quốc vô cùng cường ngạnh. Vậy liền mời Nạp Lan Thanh Diệu đi ra. Không mời nổi. Các ngươi chính là mấy tên giữ cửa, thật xem mình là một nhân vật rồi sao, nhanh đi thông báo cho ta. Sở Uyên tức giận, dựa vào thân phận bản thân, coi như cự tuyệt cũng hẳn là Thường Lăng đi ra. Đúng vào lúc này, từng tiếng gào thét rung động phố dài, tình cảnh hỗn loạn lập tức an tĩnh. Cuối trên phố dài xuất hiện hai đầu hùng sư thần tuấn khổng lồ. Trên lưng bọn chúng có chở một vị đại tướng kim giáp, khí thế như biển, mắt như kim dương, cường đại áp bách tràn ngập phố dài. Theo sát phía sau là số lượng cường giả áo bào đen lớn cưỡi lân mã, bảo vệ một xe vua xa hoa to bằng gian nhà. Đại hoàng tử. Bọn người Sở Uyên lập tức nhận ra thân phận chi đội ngũ này. Hai vị đại tướng kim giáp phía trước là Tâm Phúc mạnh nhất đại hoàng tử, cũng là cường giả danh chấn hoàng triều. Sao hắn lại tới đây? Ai nói tin tức cho hắn rồi sao? Lục Tử Ngâm biến sắc. Đại hoàng tử rõ ràng đã trở về hoàng thành, đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhất định là đã nhận được thông báo. Có thể để đại hoàng tử đích thân tới, chỉ sợ là sát lục chi hỏa. Hùng sư màu vàng to như dã tượng, bộ lông màu vàng óng cực tôn quý, bọn chúng nện móng vuốt bén nhọn bước đi đến trước mặt đại điện. Đám người không thể không tách ra hai bên nhường đường. Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung bái kiến đại điện hạ. Ba người Sở Uyên cúi đầu hành lễ, ở trước mặt hoàng thất, bọn hắn không thể không buông xuống kiêu ngạo, thể hiện sự tôn trọng. Nạp Lan Thanh Diệu, ở bên trong. Một nam tử cao lớn uy mãnh từ trong xe vua đi ra. Áo khoác màu vàng che hết cơ thể, khí tức cực kỳ tôn quý. Hai mắt hắn lớn mà rộng rãi, thần quang rạng rỡ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, thân thể khỏe mạnh phát ra khí tức cuồng dã, khí chất tôn quý nhiều hơn mấy phần bá khí. Đây chính là đương kim trưởng tử Nhân Hoàng. Bẩm điện hạ, ở bên trong. Sở Uyên lại cúi đầu. Sự kiện ở La Phù oanh động hoàng triều, uy danh đại hoàng tử đã hoàn toàn vượt trên tam hoàng tử cùng lục hoàng tử. Mọi người đều nói, quốc chủ tương lai vô cùng có khả năng chính là hắn. Trời phù hộ hoàng triều, lại thêm một thánh văn. Đại hoàng tử cởi mở cười to, đi đến trang viên. Các hộ giả đan quốc cường thế không nổi, một bên lui lại, một bên phái người đi bông báo Thường Lăng. Đám người Sở Uyên đang muốn đi theo vào, trên xe kéo bỗng lại có một nam một nữ khác đi xuống. Tuổi bọn họ không lớn nhưng khí chất lại đều bất phàm. Thiếu niên xóa tóc dài đen bóng, dáng người thẳng tắp thon dài. Ánh mắt mê hoặc, bờ môi gọt mỏng nhấp nhẹ, thịnh khí bức người. Vừa đứng ở nơi đó liền có thể để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn. Thiếu nữ dáng người thướt tha, thoát tục thanh nhã. Không một tì vết trên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, bờ mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo càng trội hơn, đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt mê người, mỹ lệ đến khiến người ta say mê. Một đôi mắt như giống như minh nguyệt trăng sáng phảng phất có thể kích thích vào trong nội tâm. Hình Luyện, Tịch Giao. Khuôn mặt bọn người Sở Uyên có chút rung động. Tử Dương Thánh Văn, Yêu Hoa Thánh Văn, không phải chính là hai trong ba vị Thánh Văn của La Phù à? Một người là Thiếu Tông Chủ Thượng Thanh Tông, một người là Thánh Nữ La Phù. Bọn hắn tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất trong trận hành động Tây Cương của Đại Hoàng Tử. Không nghĩ tới chính là... Bọn hắn vậy mà lại đi theo xuất hiện ở nơi này. Chẳng phải mang ý nghĩa, bọn hắn đã quy thuận đại hoàng tử rồi. Thần sắc Hình Luyện, Tịch Giao đạm mạc, không để ý đến ánh mắt mọi người, đi theo đại hoàng tử đến trang viên. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Uyên thấp giọng hỏi Lục Tử Ngâm. Không nghe thấy tin tức. Lục Tử Ngâm lắc đầu,
thần sắc nghiêm trọng. Nếu như đại hoàng tử có thể khống chế hai đại thánh văn này thì hoàn toàn có thể triệt tiêu hành động sai lầm tại La Phù. Cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phán đoán của hội tộc lão hoàng thất. Đại hoàng tử, cơ hồ đã trở chữ quân thái tử. Thế nhưng, Hình Luyện và Tịch Giao làm sao có thể tùy tiện quy thuận như thế? Cao ngạo của bọn hắn đâu? Sâu trong trang viên, Khương Phàm ăn vào thanh thần đan, tiếp tục áp chế khí tức sát lục trùng kích. Tốc độ kim viêm thánh hỏa thôn vệ sát lục chi hỏa so với những gì Khương Phàm mong muốn quá nhanh. Từ lúc bắt đầu ở Nạp Lan gia đến bây giờ, 8 ngày ngắn ngủi mà thôi, hai cánh của hỏa điểu trong khí hải liền khôi phục thành màu vàng. Ngoài rìa linh văn trên trán cũng bắt đầu hiện ra màu vàng. Người phải có cái chuẩn bị, linh nguyên vô cùng có khả năng trong vòng 3 đến 5 ngày sẽ hoàn toàn khôi phục. Linh hồn đan hoàng thận trọng nhắc nhở Khương Phàm. 3 đến 5 ngày. Khương Phàm giật mình, Khương Vương còn chưa tới, bây giờ lại tới thời điểm bại lộ. Ta một mực quan sát linh nguyên trong khí hải, trước 6 ngày, từ khí hải đến linh nguyên, lại đến linh văn đều hoàn toàn là màu đỏ như máu. Từ rạng sáng hôm qua, sau khi ngươi ăn vào viên cửu linh dưỡng nguyên đan kia, linh nguyên và hỏa dược cuối cùng cũng bắt đầu hiện ra màu vàng, ngay sau đó liền lan tràn ra toàn bộ hỏa dược. Ngươi không kịp thời chú ý, khả năng không có phát hiện, ta có thể cảm nhận được tốc độ thay đổi này. Ta nói 3 đến 5 ngày là phỏng đoán cẩn thận, làm không tốt, không chừng chỉ có 2 ngày. Đan hoàng trước đó dự tính Khương Phàm cần 10 ngày nửa tháng. Nhưng linh hồn sát lục và cỗ hồn niệm trong thân thể Khương Phàm kia đều mang đến biến cố mới. Khương Phàm định thần quan sát hỏa điểu trong khí hải, màu vàng lan tràn xác thực rất rõ ràng, từng chút thẩm thấu từng bộ phận trong thân thể, mà vòng xoáy bao quanh cũng bắt đầu dẫn dắt huyết khí tới khí hải. Sau khi huyết khí tinh hồng tiến vào vòng xoáy lại vẩy xuống linh khí màu vàng. Khí hải, đang khôi phục. Ban đầu sát lục chi hỏa chiếm cứ chủ đạo. Kim viêm thánh hỏa chỉ là đang phản kháng, nhưng bây giờ kim viêm thánh hỏa đã bắt đầu chiếm chủ động, sát lục chi hỏa bị áp chế lại. Thân thể của ngươi, ngươi chính là sân nhà. Một khi sát lục chi hỏa bị áp chế sẽ nhanh chóng tan tác, mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy ngày nay ngươi không cần tận lực phục dụng cửu linh dưỡng nguyên đan, lấy thanh thần đan làm chủ. Linh hồn đan hoàng có chút bận tâm, cũng có chút chờ mong. Tốc độ thôn phệ như vậy nói rõ linh văn của Khương Phàm so với mong muốn càng mạnh hơn nữa còn đang thay đổi mạnh. Nạp Lan Thanh Diệu. Cửa phòng bị đẩy ra, một tên nam tử khỏe mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cao lớn uy mãnh, dáng dấp hiên ngang, một cỗ khí tức tôn quý bá đạo đập vào mặt. Ngươi là... Khương Phàm giật mình, đoán được thân phận đối phương. Đây là Đại Hoàng tử Điện Hạ. Bọn thị vệ hoàng thất phía ngoài lập tức giới thiệu. Quả nhiên đến rồi. Khương Phàm đứng dậy. Gặp qua điện hạ. Tháo thắt lưng gấm xuống, biểu hiện cho ta xem. Đại hoàng tử đánh giá Khương Phàm, ngữ khí không thể nghi ngờ. Khương Phàm tháo tấm thắt lưng gấm xuống, lộ ra linh văn huyết sắc bắt mắt lại phức tạp. Bởi vì hai đại thánh văn ngoài viện kích thích, linh văn đã thức tỉnh, lóe ra hồng quang yêu dị. Khương Phàm mở hai tay ra, phóng xuất ra liệt diễm tinh hồng như máu. Mặc dù đang thiêu đốt hừng hực nhưng lại không phải lên cao, mà chìm xuống như nham tương. Hình Luyện. Đại hoàng tử hướng phía ngoài hô to một tiếng. Có. Hình Luyện đi tới, thi lễ với đại hoàng tử một cái. Lên. Đại hoàng tử thét lên một tiếng ra lệnh. Hình Luyện lập tức phóng tới Khương Phàm, tử dương thánh văn nở rộ cường quang, mênh mông liệt diễm hội tụ bên phải tay. So với thời điểm gặp nhau lúc ban đầu ở đại hội La Phù. Tử dương thánh hỏa của Hình Luyện rõ ràng đã mạnh hơn. Điện hạ, đây là ý gì? Ta chỉ là luyện đan sư. Khương Phàm dẫn dắt huyết viêm mãnh liệt, hướng chợt vỗ về phía trước. Bành! Song trưởng đối kích, thánh hỏa màu tím cùng thánh viêm huyết sắc đụng vào nhau. Khương Phàm từ từ lui lại hai bước, đâm vào trên bàn trà, Hình Luyện thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hai cỗ liệt diễm cường thịnh sau khi chống cự trùng kích lẫn nhau. Cũng liên tiếp tán loạn. Thế lực ngang nhau. Lui. Đại hoàng tử thét lên ra lệnh. Hình Luyện quả quyết tản ra liệt diễm, lui trở về sau lưng, đứng song song cùng Tịch Giao. Khương Phàm nhíu mày, đây thật là Hình Luyện. Đệ nhất thiên tài La Phù biến thành chó rồi. Có thể chống đỡ được tử dương thánh hỏa, không tệ. Sát lục chi hỏa, không tu võ pháp, lại luyện đan. Thật không hiểu suy nghĩ của Nạp Lan sóc hắn như thế nào.
Đại hoàng tử hài lòng gật đầu, còn chưa bắt đầu tu luyện võ pháp đã có thể chống đỡ Tử Dương Thánh Hỏa, không tệ không tệ. Ta muốn lúc thiếu niên trước tiên đem đan thuật cơ sở làm chắc, tương lai đan võ song tu, mới có thể phụ trợ lẫn nhau. Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt đại hoàng tử, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Thật đúng là đã dẫn cái tên hỗn đản này về Tây Cương rồi. Vương gia à, mau tới đi. Cá cắn câu, nên thu dây rồi. Đan võ song tu, ha ha, đừng lãng phí tinh lực. Ngươi một mực tu võ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi cùng ta. Đại hoàng tử không cần sát lục chi hỏa đến luyện đan, chỉ cần thánh hỏa này có thể trở thành vũ khí giết chóc chân chính, thay hắn dọn sạch tất cả chướng ngại trong hoàng triều. Hình luyện, tịch giao, nạp lan thanh diệu. Nếu như có thể đem ba thánh văn này một mực khống chế, bất luận là hoàng thất hay là hoàng triều đều phải nhìn lên hắn, kính sợ hắn. Tương lai lang gia hoàng triều sẽ do hắn hoàn toàn khống chế. Ta là người của nạp lan gia. Khương Phàm vừa muốn mở miệng, đại hoàng tử trực tiếp chặn ngang. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cùng nạp lan gia đoạn tuyệt quan hệ, không ràng buộc, gia nhập ta. Thứ hai, nạp lan gia diệt tộc, ngươi không ràng buộc, quy. Thuận ta. Đại hoàng tử dùng ngữ khí như đao tước búa bổ nhưng trên khuôn mặt lại mang theo nụ cười tàn khốc, trong lời nói đầy khí tức sát phạt, so với sát lục chi hỏa của Khương Phàm thì còn mãnh liệt hơn. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Điện hạ, ngài mặc dù là hoàng tử, nhưng muốn diệt toàn tộc nạp lan gia ta. Ta muốn quyết định của ngươi, quy thuận, nạp lan gia tiếp tục tồn tại, phản kháng, nạp lan gia hoàn toàn biến mất. Đại hoàng tử không cho Khương Phàm cơ hội từ chối. Ánh mắt bén nhọn đe dọa nhìn Khương Phàm, cỗ khí tức uy nghiêm đặc hữu của hoàng thất kia giống như đang ép trên người Khương Phàm. Hình luyện cùng tịch giao đều không thay đổi sắc mặt đứng ở phía sau, vẫn bình tĩnh lại đạm mạc, nhưng hai tay trong tay áo đã dùng sức nắm chặt. Bản thân bọn hắn đã cảm nhận được vị điện hạ này cường thế bá đạo như thế nào, còn có sự tàn nhẫn làm cho ngươi không thể không quy thuận kia. Bọn hắn, hoặc là quy thuận, vĩnh viễn phụng dưỡng, hoặc là Thượng Thanh Tông, Thánh Nữ Tông, triệt để biến mất khỏi La Phù. Đại Điện Hạ, người gấp sao? Một tiếng nói thanh lãnh truyền vào gian phòng. Thị vệ hoàng thất phía ngoài đều bị cưỡng ép tách ra. Thường Lăng một thân bạch bào, mỹ lệ thánh khiết, má ngọc trắng noãn giống như mặt trăng giữa bầu trời đêm, mỹ lệ đến mức để cho người ta ngạt thở. So với Tịch Giao, Thường Lăng nhiều hơn một loại khí chất linh hoạt kỳ ảo lại tôn quý. Nạp Lan Thanh Diệu còn đang tham gia đại hội Đan Tông. Ba ngày sau liền phải khởi hành đến Đan Quốc. Trước khi Thường Lăng được quốc quân đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Nạp Lan Thanh Diệu, cho dù đối diện là đại hoàng tử bá đạo từ trước đến nay. Đại hoàng tử nhìn cũng chưa từng nhìn Thường Lăng, ánh mắt sáng tỏ lại bén nhọn tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ta đang chờ ngươi quyết định. Trước khi hắn quyết định từ bỏ Đan Quốc đại tuyển, hắn bây giờ vẫn thuộc về Đan Quốc. Thường Lăng đi tới phía đại hoàng tử. Dừng lại. Bọn thị vệ hoàng thất vừa muốn ngăn cản, Tịch Giao lại đột nhiên ra tay. Một trường vỗ về phía Thường Lăng, yêu hoa linh văn trên trán giống như sống dậy, không thể tưởng tượng nổi, nó đang, nở rộ. Mảng lớn cánh hoa hiển hiện trong lòng bàn tay, diễm lệ, nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao đang gào thét. Lớn mật, thị vệ bên trái Thường Lăng lập tức ra tay, đánh bay sơ xác cánh hoa, một trường đánh vào trên tay Tịch Giao. Tịch Giao run rẩy toàn thân. Ngửa mặt bay ra ngoài, vừa ổn định thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng là thánh linh văn cường đại tôn quý, nhưng cảnh giới chỉ là linh nguyên sơ kỳ, thị vệ của Thường Lăng lại là linh hồn cảnh cao giai. Kém quá xa. Sắc mặt vị thị vệ kia hơi biến, nhưng lại không để lại dấu vết nắm chặt tay, thối lui đến bên cạnh Thường Lăng, quái dị nhìn Tịch Giao. Đại hoàng tử rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt từ trên thân Khương Phàm nhìn sang Tịch Giao. Nhếch miệng lên một vòng đường cong ý vị sâu xa. Không tệ. Đầu tiên là hình luyện, lại là Tịch Giao, hôm nay đều rất cho mặt mũi. Dưới trường hợp đặc thù này chẳng khác gì tuyên bố với Đan Quốc, hai đại thánh linh văn đã chân chính quy thuận hắn. Đại Điện Hạ, xin tôn trọng Đan Quốc, tôn trọng Đại hội Đan Tông. Thường Lăng tiếp tục rằng co với Đại Hoàng Tử, thái độ cường ngạnh. Tâm tình Đại Hoàng Tử đang rất tốt, hắn nói với Khương Phàm. Ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, ngày mai cho ta câu trả lời chắc chắn. Hình luyện, Tịch Giao, dù lông mày cúi đầu xuống, đi theo đại hoàng tử rời khỏi phòng.
Khương Phàm nhìn thấy mà nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hình Luyện cùng Tịch Giao cứ như vậy mà bị thuần phục sao? Kiêu ngạo từng có đâu? Tên đại hoàng tử này đến cùng đã làm cái gì với hai người bọn họ? Uy hiếp? Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Không cần quyết định vội vã, trước khi trời tối, chờ ta hồi phục. Thường Lăng chưa dám cho Nạp Lan Thanh Diệu cam đoan gì, chỉ có thể chờ đợi tin tức quốc quân. Tiểu thư, ngươi nhìn cái này. Các nàng vừa rời khỏi gian phòng, thị vệ giao thủ cùng Tịch Giao trước đó đột nhiên đưa cho Thường Lăng một mảnh vải vụn. Giống như vội vàng kéo xuống, phía trên có mấy chữ bằng máu nguệch ngoạc, giống như vụng trộm viết lấy. Tịch Giao đưa. Thường Lăng nhìn nàng, sắc mặt hơi đổi. Phía trên miếng vải rách viết rõ ràng là, ta có đan dược La Phù, cứu ta. Thị vệ thấp giọng nói. Nàng kỳ thật không có ra tay với ngươi, mà trực tiếp là chạy tới ta, lúc ấy thể hiện rất quái dị. Đan dược La Phù. Thường Lăng kỳ quái, đan dược La Phù hầu như đều đến từ Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông cũng xác thực rất mạnh, đan thuật của mấy lão già đều đạt đến cấp bậc đại tông sư. Nếu như không phải cân nhắc đến việc La Phù cùng Lang gia quốc đối địch, quốc quân đều đã nghĩ đến việc tới La Phù bái phỏng Ngọc Đỉnh Tông, luận bàn đan thuật. Thế nhưng, đan dược nơi đó cũng không quan hệ với Tịch Giao. Mà đan dược gì đáng giá để nàng từ đại hoàng tử nơi đó tới cướp người? Thường Lăng lắc đầu, đầu ngón tay dâng lên hỏa diễm, muốn đem vải thiêu hủy. Nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh của Tịch Giao. Lấy tính cách đại hoàng tử, không chỉ coi trọng thánh văn của nàng, càng coi trọng nhan sắc của nàng. Chờ bồi dưỡng 3-5 năm, nàng sẽ triệt để trở thành đồ chơi của đại hoàng tử. Một nữ nô thánh linh văn đối với đại hoàng tử mà nói tuyệt đối là chuyện đáng giá nhất kiêu ngạo. Cứu nàng. Đại hoàng tử không thể nào buông tay. Thường Lăng thay nàng đáng thương, lại không đến mức cầm vận mạng đan quốc nói đùa. Nhưng, Thường Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đan dược La Phù. Một thời gian trước, đan dược truyền kỳ của La Phù chấn động một thời. Nếu như không phải đại hoàng tử đột nhiên nhắc lên chiến tranh xâm lấn, sự kiện kia sẽ còn càng oanh động. Một viên đan dược có thể thăng hoa linh văn. Một viên đan dược có thể sáng lập thánh văn. Một viên đan dược đủ để cho luyện đan sư khắp thiên hạ điên cuồng. Chẳng lẽ, trong tay Tịch Giao có? Tịch Giao phải dùng đan dược đổi mạng, nàng thật sự có, hay là? Tâm tình Thường Lăng khó mà bình tĩnh. Loại đan dược này đối với võ giả mà nói là có dụ hoặc chí mạng, đối với luyện đan sư mà nói càng có ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể thông qua nghiên cứu đan dược luyện chế ra đan thuật, đan quốc sẽ có được địa vị trí cao vô thượng, triệt để thoát khỏi hoàng thất, thậm chí áp đảo phía trên Lang gia quốc, khiến cho quần hùng thiên hạ lấy lòng bọn hắn. Cái ý nghĩa này còn cao hơn cả sát lục chi hỏa. Thường Lăng lập tức có chút xúc động muốn ngay lập tức truyền tin tức về đan quốc, nhưng vẫn là nhịn được. Trước tiên phải tra rõ ràng trong tay Tịch Giao đến cùng có đan dược như thế hay không. Biểu hiện rất tốt. Đội xe hoàng thất rời khỏi trang viên, đại hoàng tử ngồi trong xe vua, ôm lấy chiếc cằm thon của Tịch Giao, tinh tế thưởng thức. Tịch Giao hất tay của hắn ra, lệch đầu qua bên cạnh. Đại hoàng tử nâng bàn tay lớn vồ một cái, chế trụ mặt của nàng, dùng sức đặt tới trước mặt hắn. Quên lời ta nói rồi. Lúc ta nhìn ngươi, ngươi cũng phải nhìn mắt ta. Ngươi bây giờ là người của ta, một câu của ta, một thái độ của ta có thể quyết định đãi ngộ của ngươi. Đừng. Không biết tốt xấu. Đại hoàng tử lạnh lùng cảnh cáo một câu, liền đẩy Tịch Giao ra. Nếu như không phải nha đầu này mới 14 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, hắn đã sớm hưởng dụng. Bất quá đợi thêm 2 năm cũng không quan trọng, sau khi phát dục, thuận tiện triệt để thuần phục nàng. Đến lúc đó, phối hợp lẫn nhau, mới là hưởng thụ. Tịch Giao nhìn xuống nỗi nhục này, nàng đứng dậy lạnh lùng đứng qua bên cạnh. Đại hoàng tử khoác hai tay lên trên giường êm, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ thu tên Nạp Lan Thanh Diệu này, chúng ta sẽ đến biên cảnh Bắc Cương nhìn. Đáy mắt Tịch Giao và Hình Luyện lập tức hiện lên tia sáng, về biên cảnh Bắc Cương. Có phải cảm giác cách rất gần La Phù hay không? Đại hoàng tử cười nhạt nói. Ha ha, các ngươi không trở về được. Trong lòng Tịch Giao vừa dâng lên chút hy vọng lại bị dập tắt. Trở về không được. Hình như thật, trở về không được. Nàng tiếp nhận không chỉ là tinh thần bị uy hiếp cùng khuất nhục, còn có thứ càng đáng sợ hơn. Độc dược. Ngày đầu tiên nàng bị bắt về Tây Cương,
đại hoàng tử đã mạnh bạo nhét độc dược vào trong miệng nàng. Không phải loại thuốc bạo thể mà chết, mà là dược vật kích phát ra dục nhiệt ác độc. Nàng vĩnh viễn không quên được đêm khuya ngày hôm đó, sau khi độc phát, dáng vẻ của bản thân mình đau đớn xé rách y phục trong phòng. Nếu như không phải đại hoàng tử cuối cùng cũng cho nàng thuốc giải, nàng không xác định mình có thể giữ vững lại một tia lý trí kia hay không. Một đêm kia, tôn nghiêm và tín niệm của nàng cơ hồ đều bị phá hủy. Nàng tuyệt đối không nguyện ý lại trải qua cảm giác này lần thứ hai. Hình luyện cúi đầu. So với Tịch Giao, độc dược của hắn cũng không kém chút nào. Một khi rời khỏi thuốc giải, kinh mạch toàn thân hắn sẽ vỡ vụn, triệt để biến thành phế văn. Từ thánh linh văn biến thành phế văn. Chuyện này với hắn mà nói là, so với chết càng tuyệt vọng hơn. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi mà thôi, bọn hắn đều bị đại hoàng tử một mực khống chế. Bọn hắn không sợ chết, chỉ sợ sống không bằng chết. Hoàng thất võ viện. Đại hoàng tử vừa ở lại, Sở Uyên, Đinh Linh Lung, Lục Tử Ngâm đến đây bái kiến. Điện hạ, ngài muốn thu phục Nạp Lan Thanh Diệu. Trước khi Sở Uyên nhìn thấy đại hoàng tử, còn có thể giữ vững mấy phần kiêu ngạo. Bây giờ, đại hoàng tử khống chế hai đại thánh văn, lại dựa vào việc công tích La Phù, hắn hoàn toàn có khả năng được xác định là thái tử. Tác dụng của hắn hình như đã không còn lớn như trước nữa. Nếu như đại hoàng tử lại chiêu thêm Nạp Lan Thanh Diệu, vậy thiên tài Kỳ Thiên Điện là hắn đây liền không còn chỗ đứng nữa. Đại hoàng tử nằm ngửa trên giường êm, con mắt chỉ mở ra một đường nhỏ, thưởng thức ba tiểu gia hỏa cung kính này. Trước đó không phải rất kiêu ngạo sao, bây giờ làm sao lại tươi cười như thế rồi. Xem ra bố cục La Phù tuyệt đối là một quyết định anh minh nhất của mình. Nhất là bắt sống hai vị thánh văn. Mặc dù bởi vì Bành Nguyên hóa chết, đưa tới việc bị thánh địa cảnh giác, cũng làm cho rất nhiều lão gia hỏa hoàng thất đối với hắn có lời oán giận. Nhưng, hội tộc lão hoàng thất trước mấy ngày đã đưa ra quyết định, bảo đảm hắn. Không tiếc đối kháng thánh địa. Tuyệt đối không thể để thánh địa đụng đến hoàng tử, nhất là hoàng trưởng tử. Đây là tôn nghiêm của hoàng triều. Có hoàng thất quyết định, hắn mới yên lòng. Nếu không cũng sẽ không nghênh ngang rời khỏi Hoàng Thành, trở lại Tây Cương. Nạp Lan Thanh Diệu hình như có tình cảm rất sâu đối với Nạp Lan gia. Hắn tới tham gia đại hội Đan Tông, không có tiếp điện hạ, cũng nói bọn hắn có mâu thuẫn đối với Hoàng Thất. Ta hy vọng ngài quan sát lại, cũng suy nghĩ lại một chút. Sở Uyên cũng không nguyện ý nhìn thấy Nạp Lan Thanh Diệu đến Kỳ Thiên Điện, huống chi là Hoàng Thất. Ghen ghét. Hừ. Đại Hoàng tử không để ý đến hắn. Ánh mắt vòng rồi lại vòng trên thân ba người, cuối cùng định trên người Đinh Linh Lung. Sinh mệnh thánh văn, mỹ nữ Bắc Cương. Ha ha, không tệ không tệ. Đinh Linh Lung bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm toàn thân phát nhiệt. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến ý nghĩ của đại hoàng tử vào thời khắc này. Trong nội tâm nàng vùng vẫy một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử lộ ra một vòng tươi cười. Nụ cười này, vũ mị mê người giống như là rượu được chôn lâu năm, thuần hương bốn phía. Ý cười trên mặt đại hoàng tử càng sâu sắc. Đều lui ra đi. Sở Uyên thấy điện hạ không muốn nhiều lời, đứng dậy cáo từ. Mình dù sao cũng là thánh linh văn, sẽ tôn trọng đại hoàng tử, không đến mức ăn nói quá khép nép. Nhưng, lúc hắn cùng Lục Tử Ngâm đang muốn đẩy cửa rời khỏi lại phát hiện Đinh Linh Lung đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đinh Linh Lung, đi thôi. Trong lòng Sở Uyên lập tức có một cảm giác hỏng bét. Lục Tử Ngâm nhìn bóng lưng Đinh Linh Lung, trong lòng thở dài, bắt lấy bả vai Sở Uyên. Chúng ta đi trước đi. Đinh Linh Lung. Sắc mặt Sở Uyên âm trầm. Nữ tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đầu nhập đại hoàng tử? Lui ra. Đại hoàng tử đứng dậy, xốc lên áo khoác phía sau, tươi cười đi về phía Đinh Linh Lung. Hai người các ngươi, cũng lui ra. Đại hoàng tử cũng phất phất tay với Tịch Giao và Hình Luyện ở hai bên. Đinh Linh Lung. Sở Uyên quay người muốn đi bắt Đinh Linh Lung, lại bị Lục Tử Ngâm gắt gao nắm chặt, thấp giọng nhắc nhở. Đi. Cảm xúc Sở Uyên chập trùng, một cơn tức giận dâng lên lồng ngực. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn Sở Uyên. Còn có việc gì sao? Điện hạ đường xá mệt nhọc, nghỉ ngơi trước, chúng ta chờ một lúc lại đến cầu kiến. Lục Tử Ngâm nắm lấy cánh tay hùng tráng của Sở Uyên, quả quyết đẩy hắn ra khỏi phòng. Ngươi làm gì vậy? Sở Uyên tức giận hất Lục Tử Ngâm ra, hắn đã sớm tham luyến Đinh Linh Lung, cũng coi là độc chiếm, tự
tương lai khẳng định muốn nàng đi cùng với mình. Ta đang cứu ngươi. Lục Tử Ngâm nhìn cửa phòng đóng chặt, lắc đầu nói. Nàng làm thế nào rời khỏi Cửu Tiêu Cung, ngươi không rõ ràng sao? Kỳ Thiên Điện cưỡng ép mang Đinh Linh Lung đi, Cửu Tiêu Cung kém chút đánh nhau cùng bọn hắn. Hai bên cuối cùng đều nháo đến hội tộc lão hoàng thất. Hội tộc lão không có cách nào đã để Đinh Linh Lung tự mình quyết định. Nàng, lựa chọn Kỳ Thiên Điện. Lục Tử Ngâm vẫn luôn biết Đinh Linh Lung có dã tâm. Lúc đó có thể lựa chọn Kỳ Thiên Điện, bây giờ có thể lựa chọn Đại Hoàng Tử. Trong phòng chỉ còn lại có Đại Hoàng Tử cùng Đinh Linh Lung, bầu không khí dần dần vì ánh mắt tiếp xúc như lửa nóng của hai người mà trở nên mập mờ. Để cho ta xem thánh linh văn của ngươi. Khóe miệng Đại Hoàng Tử hiện ra dáng tươi cười tà ác, đầu ngón tay xẹt qua cái cổ trắng tuyết như ngọc của Đinh Linh Lung, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt tươi trẻ, đưa tay tiến đến trên trán. Thắt lưng gấm bị đánh rơi, lộ ra một gốc thụ văn ấn nở rộ. Ánh sáng màu xanh nở rộ, tinh khiết lại linh động để gương mặt xinh đẹp động lòng người này đều nhiều hơn mấy phần khí tức thuần khiết. Trong lòng Đại Hoàng Tử cuồng loạn một trận, đầu ngón tay xẹt qua thánh văn, lại bưng lấy gương mặt Đinh Linh Lung. Nếu như mỗi ngày có thánh thụ làm bạn, phải chăng có thể kéo dài tuổi thọ? Chỉ là làm bạn, chỉ sợ, còn chưa đủ đâu. Đầu lưỡi Đinh Linh Lung hồng nhuận phơn phớt lè ra khỏi hai hàm răng, vô cùng thẹn thùng, khiến cho huyết mạch người ta căng phồng. Ha ha, xem ra còn phải dùng. Đại Hoàng Tử cởi mở cười to, ôm lấy Đinh Linh Lung. Trong phòng rất nhanh đã vang lên những thanh âm động lòng người, cũng như có như không vang ra bên ngoài. Lòng Sở Uyên tràn đầy tức giận, gắt gao nhìn cửa phòng, cuối cùng lại không tiếp tục xông về nữa. Là ngươi một mực tự mình đa tình. Đi thôi, từ nay Kỳ Thiên Điện là hai người chúng ta độc tôn. Lục Tử Ngâm rời khỏi sân nhỏ. Tịch Giao và Hình Luyện được đưa tới trong tiểu viện hai bên trái phải, bị hơn 10 vị thị vệ nghiêm mật trông coi. Mỗi khi Hình Luyện ở một chỗ đều sẽ không khống chế được cảm xúc, tức giận, nhưng cũng lại rất bất đắc dĩ. Hắn là thiên kiêu số một La Phù, trong tương lai nhất định sẽ tiếp quản Thượng Thanh Tông, trở thành tông chủ đệ nhất tông của La Phù. Cuộc sống của hắn, lúc đầu đã được sắp xếp rất tốt. Từng bước một đi xuống liền có thể được vạn người kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn lại biến thành tù nhân, thành thị vệ của hoàng tử. Càng buồn hơn chính là, Thượng Thanh Tông xong rồi, không có người nào đến cứu hắn nữa. Coi như thật may mắn thoát được, La Phù lại có thể tha thứ cho hắn sao? Trong phòng Tịch Giao, thời điểm trước đó nàng cũng rất bi thương và tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại rất gấp. Vốn cho rằng sẽ bị nhốt ở hoàng cung rất lâu, không nghĩ tới đại hoàng tử vậy mà lại mang theo nàng đi ra ngoài khoe khoang. Huyết thư đã đưa cho Thường Lăng. Nếu như Thường Lăng thật thông minh như vậy, hẳn sẽ tiếp nhận nàng. Nhưng để Thường Lăng trực tiếp tới đòi người, Thường Lăng khẳng định sẽ do dự, nếu như mình vụng trộm chuồn đi, trốn đến trang viên thì sao? Thường Lăng hẳn sẽ không tiếc gì mà bảo đảm cho nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này đây? Đây là cơ hội duy nhất có thể thoát thân, nhưng đợi rời khỏi nơi này, coi như nàng có thể trốn thoát thì cũng không có thuốc giải. Mà mỗi khi trời tối, độc trong người nàng sẽ bộc phát, nếu như vừa lúc ở bên ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích. Tịch Giao lập tức cảnh giác. Rất nhanh, mặt đất đã đổ sụp xuất hiện ra một cái động lớn. Chỉ sau chốc lát, một con đại mãng tráng kiện ở bên trong lồi ra, toàn thân đều là đất đá, hai mắt đỏ như máu, nó liên tục phun ra nuốt vào đầu lưỡi của mình. Chuẩn bị thay y phục. Một tiếng thanh lãnh từ nơi đó truyền tới, ngay sau đó có một thiếu nữ mảnh mai đi ra. Tịch Nhan. Tịch Giao khó có thể tin được mà nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt bây giờ. Muội muội. Ta đang nằm mơ sao? Thông đạo kéo đến bên ngoài võ viện, chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Tịch Giao gặp được tỷ tỷ nhưng mặt lại không có biểu tình gì. Động tĩnh gì vậy? Ngươi đang nói chuyện với ai? Thị vệ phía ngoài quát lên với nàng. Chuyện gì? Tắm rửa. Tịch Nhan nhỏ giọng nhắc nhở. Không có việc gì, cho ta chút nước nóng, ta muốn tắm rửa. Tịch Giao lập tức phân phó với bên ngoài. Thật phiền phức, chờ đấy. Một vị thị vệ hoàng thất rời khỏi. Tịch Nhan thu đại mãng vào nhẫn không gian, lại chắn cửa hang lại. Tịch Giao kích động trong lòng, đôi mắt cũng đều nóng lên. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện,
nàng tranh thủ thời gian kìm nén lại cảm xúc, giúp đỡ chuẩn bị cho tốt, lại kéo cái bàn đến che lại. Tịch Nhan lặng lẽ trốn đi. Chỉ sau chốc lát, bọn thị vệ mang tới một cái thùng gỗ cao cỡ một người, bỏ vào sau tấm bình phong. Ta cảnh cáo các ngươi, không được nghe lén, đừng nên suy nghĩ lung tung. Ta bây giờ là tù nhân, tương lai thì còn chưa chắc. Tịch Giao cảnh cáo bọn thị vệ. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, sau đó rời khỏi gian phòng, cũng đều chào hỏi những người khác cùng kéo lui đến bên ngoài viện. Tiểu cô nương này bây giờ còn chưa có trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ bị điện hạ độc chiếm, càng biết thiên phú thánh linh văn để nàng có được địa vị trí cao vô thượng. Bọn hắn thật không dám gây vào. Tịch Nhan đi ra, ném mãng xà vào trong thùng, mở cửa hang ra, mang theo Tịch Giao rời khỏi đó. Tịch Nhan, cảm ơn muội có thể tới cứu ta. Tịch Giao nhìn con phố nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Nàng đã trốn ra được thật, còn gặp được muội muội mà mình vẫn muốn gặp. Giống như nằm mơ vậy. Đừng nghĩ nhiều, đưa đan dược cho ta. 5 viên đan dược ở cổ thành dưới mặt đất, người mang đi 1 viên. Tịch Nhan lạnh lùng nhìn nàng. Tịch Giao lúc này mới phát hiện, khí tức linh văn của muội muội rất không tầm thường. Linh văn của muội đã thăng hoa. Ta đã cứu ngươi. Một cái mạng, đổi 1 viên đan dược, lấy ra. Tịch Nhan không nói nhảm với nàng. Linh văn của muội đã thăng hoa, muội còn muốn đan dược làm gì? Tịch Giao nhìn ánh mắt lạ lẫm lại lạnh lùng của muội muội, sự cảm động vừa rồi cũng biến mất hết. Nàng, vẫn không tha thứ cho mình. Lấy ra. Sắc mặt và ngữ khí của Tịch Nhan đều rất lạnh. Ta đã trúng độc, mỗi ngày đều nhất định phải có thuốc giải. Ta muốn đi tìm Thường Lăng. Chỉ có nàng mới có thể cứu ta. Viên đan dược kia ta đã lấy ra làm cam kết cùng Thường Lăng. Tịch Giao thật rất cần có thuốc giải, mà bên trong thành Hoàng Phủ, nơi có thể điều phối ra thuốc giải, chỉ có Thường Lăng. Lấy ra. Tịch Nhan đưa bàn tay đến trước mặt nàng. Tịch Giao cầu khẩn. Tỷ tỷ thật cần thuốc giải, ta. Cầu xin muội không được sao. Tịch Nhan thờ ơ. Lúc trước, ta cũng đã cầu xin ngươi. Nhưng ngươi, đã cự tuyệt. Lúc ấy tỷ tỷ là vì muốn tốt cho muội. Tịch Giao vô cùng đau lòng. Lấy ra, lập tức. Tịch Nhan, vấn đề là ta đã trúng độc. Nếu như ta không thể có được thuốc giải, ta sẽ mất lý trí, ta lại. Tịch Giao ánh mắt lắc lư, hai mắt mông lung. Mỗi sáng sớm đại hoàng tử sẽ nhét độc dược cho nàng, đêm khuya mỗi ngày lại cho nàng thuốc giải. Hôm nay đã ăn độc dược, đến đêm khuya nhất định phải có thuốc giải. Tịch Nhan lạnh lùng nhìn nàng. Bàn tay duỗi ra cuối cùng vẫn rơi xuống. Ta cứu mạng ngươi, ngươi không nợ ta mà là nợ Khương Phàm, ngươi đến trả cho hắn. Khương Phàm, cái tên thiên sư tông kia, tại sao ta lại nợ hắn? Tịch Giao không hiểu thấu. Ngươi thiếu hắn một cái mạng, ngươi không trả, ta tới lấy. Tịch Nhan yên lặng lui về trong bóng tối. Tịch Giao rất muốn gọi muội muội lại, thế nhưng nghĩ đến thân thể mình, nàng vẫn chạy tới đại hội đan tông. Thường Lăng đang lo lắng làm sao liên hệ với Tịch Giao, lại nên dùng biện pháp gì để cứu Tịch Giao ra. Lúc này thị vệ lại tới thông báo, Tịch Giao đến rồi. Ta vụng trộm trốn ra được. Cô có thể giấu ta đi, nghĩ cách đưa ta về La Phù, lại giải độc trên người ta. Ta sẽ đưa đan dược cho cô. Sau khi Tịch Giao đến liền đi thẳng vào vấn đề. Cô thật có loại đan dược kia, chứng minh cho ta xem đi. Thường Lăng ra hiệu thị vệ ở bên ngoài giám sát chặt chẽ. Tịch Giao nói, ta không thể nào đưa cho cô ngay bây giờ, nhưng ta dùng tính mạng Tịch Giao ta cam đoan. Cam đoan, cô biết là ta phải thay cô đối mặt với ai? Cô cam đoan nổi sao? Thường Lăng mặc dù cảm thấy đáng thương thay cho Tịch Giao, nhưng thân phận của nàng không cho phép nàng mạo hiểm ở vấn đề này. Chỉ cần cô giấu ở ta thì sẽ không có người nào biết ta đang ở trong tay các cô. Cô cũng không cần thiết trực tiếp đối kháng cùng đại hoàng tử. Trước khi ta trở lại La Phù, nhất định đem đan dược đưa cho ngươi. Đến lúc đó nếu như không có, cô hoàn toàn có thể ném ta về lại hoàng thành. Trước đó Tịch Giao đã định giao đan dược ra, để Thường Lăng trực tiếp đối kháng cùng đại hoàng tử. Bây giờ nếu mình vụng trộm đi ra, Thường Lăng sẽ không cần thiết bất chấp nguy hiểm, mình cũng không cần thiết lấy ra ngay bây giờ. Tịch Giao thấy Thường Lăng còn đang do dự, lại nói. Ta là Thánh Linh Văn, nếu như ở lại bên cạnh đại hoàng tử thì thực sự sẽ trở thành người của hắn, lại phối hợp với hình luyện, đại hoàng tử sẽ chân chính khống chế hoàng triều, sẽ
sẽ còn sinh sôi dã tâm cường đại hơn. Đối với Đan Quốc mà nói đó chính là uy hiếp cực lớn. Cầu cứu ta, tức là có thể có được đan dược, càng có thể giảm xuống uy hiếp của Đại Hoàng tử đối với Đan Quốc, nhất cử lưỡng tiện. Cô chúng phải độc gì? Thường Lăng đã ra quyết định, mạo hiểm một lần, đánh cược một lần. Ta cũng không biết, nhưng... Tịch Giao do dự một lát, cắn răng nói ra tình huống kia của mình. Tình dược. Thường Lăng mâu thuẫn một trận trong lòng, vị đại hoàng tử này quá ác độc, hắn lại có thể dùng dạng độc dược này để khống chế một thiếu nữ, lại còn là thánh văn tôn quý. Nhanh cứu ta, vào ban đêm sau 3 đến 5 tiếng, độc tính sẽ phát tác. Tịch Giao mong đợi nhìn Thường Lăng. Loại hình tình dược có rất nhiều, nhưng đại hoàng tử có thể dùng để khống chế cô, tuyệt sẽ không quá đơn giản. Chí ít sẽ không để cho cô tùy tiện mua được trong cửa hàng. Còn có một khả năng, nếu như cô tùy tiện uống thuốc, độc tính có thể sẽ tăng thêm. Thường Lăng trần chờ nói ra. Không sai. Tịch Giao gật đầu, đây cũng là những gì đại hoàng tử nói lúc cho nàng uống thuốc, nếu không nàng cũng sẽ không đi cầu xin Thường Lăng. Độc dược ở đâu, ta sẽ thử nghiên cứu. Thường Lăng rất ít đụng phải loại độc độc ác như thế này, tuy nhiên có thể thử một chút. Mỗi lần hắn đều tự mình đưa thuốc độc và thuốc giải đến, nhìn ta ăn xong mới rời khỏi. Cô không có, vậy thì không dễ làm. Nhưng cô là nữ nhi của quốc quân Đan Quốc mà, ngươi là luyện đan sư có thiên phú nhất Đan Quốc bây giờ mà. Tịch Giao sốt ruột, hy vọng của nàng đều đặt hết trên người Thường Lăng. Một khi độc phát, tình cảnh kia, cảm nhận kia, nàng tuyệt đối không hy vọng lại trải qua lần thứ hai. Đó chính là sống không bằng chết. Nếu như bị đưa về lại chỗ đại hoàng tử, kết quả đó, nàng không dám tưởng tượng. Cô miêu tả triệu chứng thời điểm phát độc cho ta. Nơi này không có người khác, cô và ta đều là thân nữ nhi, đừng có lo lắng. Cảm giác, thân thể, các vấn đề, miêu tả rõ ràng rành mạch cho ta biết. Ta có một bộ đan thư, ta sẽ tận lực giúp cô kiểm tra. Thường Lăng lấy ra một quyển thư nặng nề từ trong nhẫn không gian, bỏ lên trên bàn. Xin nhờ cô. Tịch Giao buông xuống lo lắng, bắt đầu kiên trì miêu tả. Trong hoàng thất võ viện, đại hoàng tử đang nhẹ nhàng vui vẻ hưởng thụ, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Biến ra ngoài. Đại hoàng tử giận đến tím mặt, hắn nắm lấy cái gối đầu ném tới. Đinh Linh Lung đều kinh hãi co người lại một chỗ, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Điện hạ, Tịch Giao chạy rồi. Thị vệ vội vàng quỳ xuống, trầm giọng bẩm báo. Sắc mặt đại hoàng tử lập tức âm trầm xuống, không lo được khoác lên y phục, trực tiếp đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Tịch Giao chạy rồi, nàng nói muốn tắm rửa, bảo chúng thuộc hạ đưa thùng gỗ vào, còn bảo chúng thuộc lui đến bên ngoài viện, không cho nghe lén. Thuộc ta, bên trong quả thực có tiếng nước ào ào, thuộc hạ không nghĩ nhiều, tiếng nước còn vang tới 2 canh giờ. Chúng thuộc hạ cảm thấy không đúng mới liền vọt vào. Kết quả, trong thùng gỗ lại là một con cự mãng. Dưới mặt đất có một cái động sâu, kéo dài đến bên ngoài võ viện. Thị vệ kiên trì, gian nan giải thích. Đại hoàng tử hít một hơi, đưa tay nói. Đưa kiếm của ngươi cho ta. Thị vệ run lên trong lòng, vật lộn một phen, từ từ giơ thanh kiếm lên. Ngươi đã bồi ta 10 năm, thanh kiếm này, hình như là 3 năm trước đây ta đã tặng cho ngươi. Đại hoàng tử nhẹ nhàng xẹt đầu ngón tay qua thanh kiếm sắc bén. Thuộc hạ làm việc. Thưởng phạt phân minh, xin điện hạ, trừng phạt. Thị vệ vừa muốn hô to, đại hoàng tử đã vung lợi kiếm lên, phù một tiếng, chém nứt đầu. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả thân thể của hắn. Thị vệ ngoài cửa cuống quýt quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Phong tỏa thành hoàng phủ cho ta, điều động tất cả người có thể điều động, toàn diện điều tra. Ngoài ra, điều chi đội phòng giữ thành hoàng phủ đến ngoài thành lùng bắt. Đại hoàng tử ném trường kiếm đi, chỉ vào người bên ngoài. Tìm không thấy Tịch Giao, tự các ngươi mang đầu trở về. Chớ nói đến cái đầu với ta, nếu không rời nổi bước chân. Kẻ nào đi không được, ta mời cả nhà ngươi đến đẩy đi. Toàn thân thị vệ ngoài cửa run lên, khom người rút đi, sau khi rời khỏi sân nhỏ, toàn bộ liền giống như điên mà xông ra ngoài. Chạy, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Đại hoàng tử máu me khắp người đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt âm trầm dọa người. Đinh Linh Lung mặc y phục tử tế vào, trong lòng ngược lại vô cùng cao hứng. Chạy thì tốt, tốt nhất là không về được. Tuy nhiên, coi như trở về,
đại điện hạ cũng sẽ triệt để đem cái kẻ gọi là thánh nữ La Phù kia xem như nữ nô, vĩnh viễn không còn tín nhiệm nữa. Điện hạ, vẫn yên tâm dùng người một nhà, người ngoài, chung quy vẫn là người ngoài. Đinh Linh Lung uyển chuyển gót sen, lắc lắc eo thon từ phía sau ôm lấy thân thể khỏe mạnh của đại hoàng tử. Toàn thân đại hoàng tử nổi lên sóng nhiệt, quay người liền muốn tái chiến mấy hiệp, nhưng nhớ tới Tịch Giao, trong lòng lại bực bội một hồi. Đây chính là thánh nữ La Phù, lại là thánh linh văn. Hai thân phận quan trọng chồng lên nhau, quá mê người, cũng càng có thể lộ rõ năng lực cùng địa vị của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép Tịch Giao chạy đi. Rất nhanh, toàn bộ thành hoàng phủ đều oanh động. Trong võ viện, bất luận là trưởng lão hay là đệ tử đều bị phát động tìm kiếm khắp nơi trong thành. 3 vạn nhân thủ trong thành hoàng phủ đã chuẩn bị, cũng bị điều động phong tỏa cửa thành, đi ra ngoài lùng bắt. Thánh nữ Tịch Giao La Phù chạy rồi. Tịch Giao và Hình Luyện là hai đại thánh văn, đều do đại hoàng tử thu hoạch được từ trong La Phù. Nếu đều mang ra ngoài, hẳn là đã nắm chắc khống chế, làm sao lại có thể chạy thế rồi. Nàng muốn chạy hẳn là điên rồi đi, coi như chạy được ra khỏi thành hoàng phủ, nhưng làm sao có thể chạy ra khỏi Tây Cương. Người ngoài chính là người ngoài, huống chi lại là thánh văn, muốn thuần phục bọn hắn, quá khó khăn. Tây Cương đại tuyển năm nay quá đặc sắc. Dân chúng toàn thành đều đang nghị luận, chờ đợi xem tình thế phát triển như thế nào. Sau đó không lâu có một tin tức truyền đến. Một người hình dáng vô cùng giống nữ hài, hơn một giờ trước đã rời khỏi từ cửa đông. Võ tướng thủ cửa thành vô cùng xác định, bởi vì lúc nữ hài đó rời khỏi đã xung đột với binh vệ nơi đó, suýt chút nữa đã đánh nhau. Đại hoàng tử nhận được tin tức đã lập tức điều động số lượng lớn cường giả từ cửa đông ra khỏi thành truy kích. Vì để tránh cho Tịch Giao cố ý để cho người ra hết ở cửa đông, đại hoàng tử cũng không buông lỏng tìm kiếm đối với trong thành. Nhưng, từ giữa trưa đến trạng vạng tối, trong thành cũng không hề có phát hiện được gì. Chỉ đội truy kích hướng đông cũng không có đưa tin tức về. Bắt lại toàn bộ nữ hài mười mấy tuổi lại cho ta, lần lượt. Đại hoàng tử giận dữ hạ lệnh. Hình Luyện lại đột nhiên gọi lại. Chờ một chút, ta nghĩ đến một khả năng. Nói. Đại hoàng tử đưa ánh mắt bén nhọn nhìn đến Hình Luyện. Bởi vì lo lắng Hình Luyện lại thừa dịp loạn chạy trốn nên hắn đã đặc biệt tăng thêm phong ấn ở trên người Hình Luyện. Hình Luyện nói ra một cái tên. Thường Lăng, Thường Lăng, Tịch Giao chạy đến chỗ nàng. Đại hoàng tử lấp lóe ánh mắt, thật có khả năng này. Tịch Giao trước đó vẫn rất mâu thuẫn với ngài, hôm nay trong trang viên lại đột nhiên ra tay với Thường Lăng. Lúc ấy ta cũng cảm giác rất khác thường. Nàng rất cao ngạo, cũng rất tự ái, muốn rời khỏi, đầu tiên sẽ cân nhắc nên giải trừ độc dược trên người như thế nào. Vậy ai có thể giải? Đương nhiên là Thường Lăng. Hình Luyện kỳ thật trước đó đã liền nghĩ đến. Chỉ là do dự mãi rốt cuộc có nên nói hay không. Sau khi dằn vặt một phen hắn vẫn đã ra quyết định. Cùng là tù binh, dựa vào cái gì ngươi có thể chạy, ta lại phải ở lại chịu nhục. Không thể nào. Đinh Linh Lung đưa ra ý kiến phản đối. Thường Lăng làm việc rất thận trọng, tuyệt đối không thể nào đối nghịch cùng đại điện hạ. Đây là gây tai họa cho nàng, càng là gây tai họa cho Đan Quốc. Hình Luyện lại nói. Điện hạ bây giờ có được hai đại thánh văn, lên vị trí thái tử dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể diệt trừ một người, lại có thể nhục nhã điện hạ, cớ sao không làm? Đại hoàng tử nhìn Hình Luyện thật sâu. Vì cái gì, tại sao ngươi muốn nói những lời này? Hình Luyện đã hiểu ý tứ của đại hoàng tử, hắn hít sâu một hơi. Thượng Thanh Tông không còn nữa, ta không trở về được. Ta nguyện ý ở lại, nhưng xin đừng nên lại xem ta như tù phạm. Ta có thể gia nhập Kỳ Thiên Điện, cũng có thể làm hộ giả hoàng thất, xin mời, cho ta tôn trọng. Tốt, rất tốt, ngươi muốn tôn trọng, ta có thể cho, nhưng ta muốn cái gì? Trung thành, ta cũng có thể cho. Hình Luyện nói xong, dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, chậm rãi quỳ xuống trước mặt đại hoàng tử. Điện hạ cho ta bao nhiêu tôn trọng, ta có thể cho bấy nhiêu trung thành. Mở phong ấn ra, tâm tình đại hoàng tử rốt cuộc cũng chuyển biến tốt đẹp. Người giống như Hình Luyện, chỉ cần công khai tỏ thái độ, cơ bản cũng là ý tưởng chân thật, mà cái quỷ này, càng là cam đoan. Đương nhiên, còn phải nhìn thật kỹ. Sau khi Hình Luyện được giải trừ phong ấn, lại nói. Điện hạ, ngài tốt nhất nhanh hành động. Đại hoàng tử nói. Thường Lăng không có độc dược, không phối ra được thuốc giải.
nếu như Thường Lăng có thể cứu Tịch Giao, đương nhiên tận hết sức lực, cũng nhanh chóng đưa tiễn. Nhưng nếu như cứu không được, rất có thể nàng sẽ diệt trừ Tịch Giao, sau đó vứt xác. Đối với Đan Quốc mà nói, hai lựa chọn này cũng không tệ. Hình Luyện đưa ra quyết định, suy nghĩ cũng sinh động. Ninh Linh Lung cũng nhìn không được mà nhìn Hình Luyện, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, không hổ là đệ nhất thiên tài La Phù. Trong trang viên đại hội Đan Tông, Thường Lăng kỹ càng tìm kiếm đan thuật, nhưng mãi vẫn không tìm thấy đan dược thích hợp. Có mấy loại rất thích hợp, nhưng lại có chút triệu chứng khác biệt. Ta hoài nghi, đây không phải độc dược thông thường mà là đại hoàng tử để Hoàng Phong Cốc điều phối riêng. Thường Lăng sợ nhất là kết quả này. Có thể khống chế lại độc tính cho ta trước hay không? Thân thể Tịch Giao dần dần có phản ứng. Có thể là do nàng đang tương đối khẩn trương, máu chảy quá nhanh, tạo thành độc tính sớm phát tác. Chỗ này ta có mấy viên đan dược định thần ngưng khí, cô ăn vào trước. Ta sẽ thử căn cứ tình huống của cô, luyện riêng một viên đan dược cho cô. Thường Lăng từ nhỏ xem chỉ đạo của đan thuật, mặc dù luyện chế đan dược hoàn toàn mới sẽ có tính khiêu chiến, nhưng phải buông tay thử một lần. Tạ ơn, nhưng, cô phải nhanh. Tịch Giao vừa muốn thúc giục, thị vệ bên ngoài đột nhiên xông tới bẩm báo. Đại hoàng tử đến trang viên. Hơn 10.000 binh tướng ở vây quanh bên ngoài, cường giả võ viện cũng đuổi tới nơi này. Người của chúng ta đang ngăn cản nhưng sẽ không ngăn được bao lâu. Thị vệ nhìn Tịch Giao, nếu như bị đại hoàng tử nhìn thấy thánh nữ này, hậu quả quá nghiêm trọng. Thường Lăng gỡ yêu quyển trên cổ xuống. Không gian trong này rất lớn, vào bạch ngọc tượng của ta. Người có thể đến bên trong ở tạm, ta đi ứng phó. Tịch Nhan vội vàng nói. Không được. Ninh Linh Lung đã hiến thân cho đại hoàng tử, linh văn của nàng là sinh mạng thụ, có thể dò xét sinh mạng. Nếu như đại hoàng tử lật khắp sân nhỏ cũng không tìm được khẳng định sẽ tra vũ khí không gian. Thị vệ cũng do dự, lấy tính cách táo bạo của đại hoàng tử, tuyệt đối sẽ không quan tâm mà lật khắp mỗi cái gian phòng, lại đem trang viên này đào sâu 3 thước. Tại trước mặt loại bá quyền này, cái gọi là tôn nghiêm đan quốc của bọn hắn vốn là không có lực uy hiếp bao nhiêu. Nạp Lan Thanh Diệu. Thường Lăng bỗng nhiên nghĩ đến một người. Người kia xuất thân từ Nạp Lan gia, rất có thể mang theo vật liệu không gian vô cùng đặc thù trong người. Mà đại hoàng tử muốn điều tra mà nói, điều lo lắng duy nhất khả năng chính là thánh hỏa giết chóc mà hắn gấp rút đón đỡ thu phục này. Nếu có cơ hội, Nạp Lan Thanh Diệu còn có thể chuyển Tịch Giao đến chỗ Nạp Lan Thanh Lạc. Chỉ là, hắn có nguyện ý phối hợp hay không? Thường Lăng vừa nhét Tịch Giao vào phòng Khương Phàm, đại hoàng tử đã cưỡng ép xông phá ngăn cản phía ngoài, tiến vào trang viên. Bảo vệ tốt cho nàng, nghĩ biện pháp chuyển nàng ra ngoài. Thường Lăng ta nợ ngươi một ân tình. Thường Lăng không kịp suy nghĩ liền nhanh chóng rời khỏi, mang theo thị vệ đi ra bên ngoài ngăn cản. Ngươi làm thế nào trốn được tới đây? Khương Phàm quái dị nhìn vị thánh nữ La Phù này. Ngươi có thể bảo vệ ta đêm nay không? Tương lai ta nhất định sẽ trả ân ngươi. Tịch Giao cảnh giác nhìn Khương Phàm, vị này chính là người được đại hoàng tử mời chào. Một khi động tâm tư đến gì khác rất có thể trực tiếp ném nàng cho đại hoàng tử. Mà, sát lục chi hỏa. Có được người có hỏa diễm này khẳng định vô cùng tàn nhẫn tà ác. Khương Phàm quái dị nhìn nàng. Thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, vậy mà lại có thể trốn thoát từ trong tay đại hoàng tử. Nàng đây là muốn tìm Thường Lăng làm nơi nương tựa sao? Người có chữ vật không gian đặc thù hay không? Mau đưa ta vào. Tịch Giao khẩn trương nhìn Khương Phàm, ánh mắt này để nàng cảm giác rất nguy hiểm. Không vội, đại hoàng tử một lát cũng không náo đến nơi này. Cô đã dùng điều kiện gì để Thường Lăng ra mặt cho cô? Đối với vị thánh nữ này Khương Phàm chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng không có ác ý gì. Mà... có thể mang vị thánh văn bên cạnh đại hoàng tử này đi, hắn vô cùng vui lòng. Mau đưa ta vào, nhanh đi. Tịch Giao không chỉ khẩn trương bên ngoài, cũng cảm giác độc dược đã bắt đầu phát tác, thân thể bắt đầu từ từ phát nhiệt, ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Loại cảm giác này để nàng vừa xấu hổ giận dữ, cũng vừa làm cho nàng sợ hãi. Nàng không nguyện ý bị tên xa lạ này nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Phải là chữ vật không gian rất đặc thù. Ninh Linh Lung bên cạnh đại hoàng tử có thể dò xét sinh mạng bên trong chữ vật không gian. Tịch Giao lo lắng thúc giục. Khương Phàm không cần phải nhiều lời nữa, hắn lấy ra thanh đồng tiểu tháp. Không nên phản kháng, ta sẽ thu cô vào.
Tịch Dao bỗng nhiên cảm giác thứ này có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra được. Thanh đồng tiểu tháp lóe lên tia sáng, thu Tịch Dao vào, đặt ở trong tầng đầu tiên. Tịch Dao ngạc nhiên nhìn xung quanh, một mảnh trắng xóa, tầm nhìn không đủ 10 mét, nhưng vẫn có thể cảm giác được phạm vi nơi này lớn vô cùng. Nhưng nàng không lo được đi dạo bốn chỗ, nàng lấy ra đan dược thường lăng cho, bắt đầu điều trị. Sau khi uống hai viên đan dược, khí tức mát mẻ nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân, để nàng thoáng thở phào. Nhưng, vừa mới nhẹ thở ra, một cỗ sóng nhiệt kinh người lại mãnh liệt quét sạch toàn thân nàng. Hai viên đan dược kia như dầu tưới trên lửa, trợ tăng độc tính. Tịch Dao phát ra một tiếng than nhẹ, ngay cả mình đều xấu hổ, cố gắng chống chọi, toàn thân trở nên vô cùng khô nóng. Một loại cảm giác vừa ngứa lại tê dại, bắt đầu lan tràn từ xương cốt, kích thích đến huyết nhục để nàng đau đớn khó nhịn. Khương Phàm phát giác được vấn đề bên trong liền mang Tịch Dao ra. Đem ta vào, nhanh nhanh nhanh. Tịch Dao tuyệt đối không hy vọng sẽ để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hỏng bét này của mình. Cô không cần coi ta là kẻ địch, ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải tên hỗn đản gì. Khương Phàm đưa tay, lui ra sau hai bước, ra hiệu mình vô hại. Bỏ ta vào trong, nhanh đi. Tịch Dao cảm giác thân thể càng ngày càng ngứa, một cỗ sóng nhiệt ngẫu nhiên trùng kích, để nàng toàn thân rã rời, ý thức đều có chút hoảng hốt. Cô trúng độc. Khương Phàm tranh thủ thời gian muốn đến dìu nàng. Đừng tới đây. Tịch Dao nghẹn ngào gào lên, nhưng lại tranh thủ thời gian che miệng lại, khẩn trương nhìn bên ngoài. Ta thật không có ác ý. Khương Phàm thử tới gần lần nữa. Đừng tới đây, cầu xin ngươi, đừng tới đây. Toàn thân Tịch Dao khô nóng lại khó chịu, con mắt cũng dần dần ẩm ướt. Đau đớn, tủi nhục để nàng một mực kiên cường như vậy lại gần như sụp đổ. Ta đến cùng đã gây nên nghiệt gì, tại sao phải để cho ta tiếp nhận những chuyện này? Ta tuyệt đối sẽ không giao cô cho đại hoàng tử, ta có thể tin cô cũng có thể tin ta. Khương Phàm khống chế mặt nạ trên mặt, sau một trận đau nhức kịch liệt đã trở về dáng vẻ ban đầu. Tịch Dao khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Còn quen biết hay không? Khương Phàm sợ người khác đến, lại chịu đựng đau nhức kịch liệt thay đổi bộ dáng trở về. Khương Phàm. Tịch Dao khẽ nhếch môi. Khương Phàm đưa lưng về phía nàng, cởi áo xuống, lộ ra rực văn rõ ràng phía sau lưng. Đã từng là màu vàng, bây giờ là màu đỏ như máu. Hỏa rực. Tịch Dao không biết là vì cái gì, giờ khắc này vậy mà cảm giác được cảm giác thân thiết trước nay chưa có. Tại sao ngươi lại ở đây? Tịch Dao thật bất ngờ cũng có chút hoài nghi, là muội muội, lại là Khương Phàm, ta thật không phải ta đang nằm mơ đấy chứ. Tin tưởng ta có thể mang cô về La Phù. Ta và cô không có giao tình gì, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng Hoàng Thất Lang ra lại thêm một thánh linh văn. Khương Phàm ngay thẳng nói. Ta trúng độc, cái tên xúc sinh đáng chết kia, hạ độc ta, tình dược. Tịch Dao không lo được mặt mũi nữa. So với Thường Lăng, nàng thậm chí càng tin tưởng Khương Phàm hơn. Mà, muội muội đã nói, nàng thiếu Khương Phàm một cái mạng. Chẳng lẽ, quan hệ giữa muội muội và Khương Phàm? N oán chàng. Chẳng lẽ là Khương Phàm cứu muội muội nàng từ trong N oán chàng ra? Đúng, hẳn là vậy. Đan dược Khương Phàm muốn có từ Ngọc Đỉnh Tông hình như chính là một viên tạo hóa đan chữa trị kinh mạch. Tình dược dạng gì? Dù sao tuổi Khương Phàm vẫn còn trẻ, đối với vấn đề này hắn hoàn toàn không hiểu. Ta không thể nói tên, hẳn là đại hoàng tử tìm người của Hoàng Phong Cốc luyện riêng. Giờ phút này Tịch Dao lại bị độc dược trùng kích, lại đột nhiên sinh ra hảo cảm với Khương Phàm, kết quả. Một tiếng khẽ ngâm từ trong cổ họng xông ra suýt chút nữa để nàng chui vào trong kẽ đất. Thân thể đều kém chút tê liệt trên mặt đất. Có triệu chứng gì? Khương Phàm quái dị nhìn nàng. Ngươi cứu không được ta, mau đưa ta về. Tịch Dao cố nén cảm giác khổ sở, bây giờ tối thiểu không cần lo lắng bị ném cho đại hoàng tử. Mà nếu Khương Phàm đã dám mạo hiểm đến nơi đây, khẳng định còn có trợ thủ khác. Nàng, hình như đã có thể trở lại La Phù. Hy vọng lại tới đột nhiên như vậy. Đột nhiên nàng đều cảm giác đã xuất hiện ảo giác, có phải là do mình bị độc dược kích thích hay không? Ta có thể luyện đan, chỉ cần cô miêu tả kỹ càng triệu chứng, ta có thể luyện ra thuốc giải. Khương Phàm không thể điều phối thuốc giải, nhưng trong đầu có một lão tổ tông luyện đan đây. Ta,
Tịch Giao do dự. Cô có thể tin tưởng ta. Ta nói không nên lời. Tịch Giao có thể kỹ càng nói với Thường Lăng, nhưng sao có thể nói với hài tử được. Đừng làm khó tiểu cô nương. Mờ thanh của linh hồn đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Vậy làm sao cứu được nàng? Khương Phàm hỏi. Ngươi nếm thử chút dịch thể, ta có thể cảm giác thành phần dược liệu. Tuy nhiên, ngươi phải tạm thời buông lỏng linh hồn, cho phép hồn niệm ta tiếp xúc cùng hồn thể ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta sẽ không thừa cơ ăn mòn linh hồn của ngươi. Linh hồn đan hoàng nói với Khương Phàm. Được. Khương Phàm ngồi xổm ở trước mặt Tịch Giao. Ta có thể giải độc. Đừng nói đùa nữa, mau đưa ta trở về. Tịch Giao dùng sức lắc đầu, thân thể sao động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ nàng thậm chí cảm giác không thể nhìn Khương Phàm nhiều, nếu không trong lòng liền sẽ xông ra một cảm giác muốn bổ nhào vào trong ngực hắn. Cô hẳn nghe nói chuyện ở Đại hội Đan Tông rồi, ta có bí mật, ta có thể cứu CPP. Khương Phàm không tiện nhiều lời, trên dưới quan sát Tịch Giao một lát. Dịch thể. Từ chỗ nào lấy dịch thể? Đúng, nước bọt. Khương Phàm không đợi Tịch Giao kịp phản ứng, một đầu ngón tay chụp tiến trong miệng nàng. Ngươi! Tịch Giao xấu hổ. Đắc tội, ta không có ác ý. Khương Phàm giải thích xong, muốn đem đầu ngón tay nhét tới trong miệng nàng, nhưng có hơi nhướng mày. Có phải quá ác hay không? Được rồi, nhịn. Tịch Giao trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, nhìn Khương Phàm đem đầu ngón tay bỏ vào trong miệng mình. Còn lộ ra một bộ dáng khó mà chịu được. Ý thức của nàng vốn đã suy yếu, suýt chút nữa đã hôn mê. Được không? Khương Phàm hỏi linh hồn đan hoàng. Đương nhiên không được. Linh hồn đan hoàng im lặng. Thiếu ư. Khương Phàm nhìn xuống buồn nôn, lại tiến đến trước mặt Tịch Giao. Há mồm, lại đến nếm. Ngươi đang nhục nhã ta sao? Tịch Giao xấu hổ, suýt chút nữa thì thét lên. Nàng đã rất chật vật. Cũng không nhìn được muốn hỏng mất, hỗn đản này lại còn có tâm tư đùa bỡn nàng. Ta thực sự là... Khương Phàm đưa tay liền muốn đánh choáng nàng, cưỡng ép tới. Không phải vậy thì hai bên sẽ đều xấu rất hổ. Đủ rồi. Linh hồn đan hoàng tranh thủ thời gian gọi lại. Tiểu gia hỏa ngươi đây, có phải quá trình trưởng thành cái gì cũng thiếu hụt hay không, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến nước bọt. Huyết dịch không được sao? Khương Phàm cứng đờ. Lập tức lúng túng thẳng nhếch miệng. Ngươi không nói sớm. Còn trách ta sao? Linh hồn đan hoàng lại im lặng. Thật có lỗi, tính sai rồi, ta không nghĩ tới máu. Khương Phàm xấu hổ cười một tiếng, tay phải kích thích quyền sáo, duỗi ra gai nhọn, đâm trên ngón tay Tịch Giao. Nhanh lên, hình như nàng sắp không kiên trì được nữa. Linh hồn đan hoàng thúc giục Khương Phàm. Khương Phàm bắt được ngón tay Tịch Giao, đưa tới trong miệng khẽ nhấp. Hắn ngược lại không quan tâm Tịch Giao là đang trúng độc. Cái phương thức đặc biệt này, để toàn thân nàng đều bủn rủn một trận, đôi mắt cũng đều mê ly. Nhưng ý chí vẫn kiên cường, giữ vững phần thanh minh kia. Nếu không, chính nàng cũng không biết mình sẽ làm ra cử động gì để nàng sụp đổ nữa. Ta điều tra thêm trong này đều có cái gì? Thiên thanh hoa, xích tinh chi, mộng lộ quả, còn có xà tiên dịch, băng hỏa dung hồn quả, hỏa tinh quỳ, ha ha. Điên rồi, còn có, tình độc hỏa liên. Linh hồn đan hoàng rất dễ dàng từ bên trong tra được thành phần thuốc độc. Loại phối hợp này, xác thực quá ác độc. Nếu như tùy tiện dùng đan dược thường tịnh thần, chẳng những không có hiệu quả mà còn có thể kích thích độc tính. À, chờ đã, còn có kim thân dịch. Thứ này hẳn là dẫn dắt thuốc độc thẩm thấu linh hồn, huyết nhục. Dùng thuốc độc thời gian dài có thể dần dần thay đổi tính tình. Đây là nuôi dưỡng nàng như nữ nô mà. Sau khi linh hồn đan hoàng dò xét rõ ràng đã tản khống chế linh hồn Khương Phàm ra. Còn có thể thay đổi tính tình. Xác thực là như vậy. Có thể giải độc không? Khương Phàm nhìn Tịch Giao có chút cầm giữ không được. Linh hồn đan hoàng đạo lại nói. Hỏi nàng đã dùng bao lâu rồi? Khương Phàm lập tức hỏi. Cô dùng bao lâu rồi? Mỗi ngày một viên thuốc độc, một viên thuốc giải, đã liên tiếp 23 ngày. Tịch Giao cố gắng khống chế không để cho mình mất ý thức, dùng sức kéo căng thân thể. Thứ nàng dùng không phải là thuốc giải, là thứ giúp hòa tan thuốc độc, dẫn dắt đến trong máu thịt, lắng đọng lại. 23 viên thuốc độc, 23 ngày lắng đọng. Nàng trúng độc quá sâu. Linh hồn đan hoàng trầm mặc rất một trận, mới nói.
muốn trực tiếp giải độc là không thể nào. Rốt cuộc là phải làm sao bây giờ? Khương Phàm nghe xong thì nhíu chặt mày lên, những người hoàng thất này làm việc đều tà ác như vậy sao? Quả thực là vì để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào. Muốn giải độc, đầu tiên phải thả độc, nhưng đối với cô nương này khả năng rất tàn khốc. Linh hồn đan hoàng có chút lo lắng. Làm sao thả, ngài nói thẳng xem. Giam nàng lại, cho dù độc tính phóng thích, mỗi ngày dùng một viên đan dược chữa thương, tiếp tục một tháng. Đan dược gì? Cái này ngươi phải luyện, lúc đầu có khả năng sẽ không có hiệu quả rõ rệt, cần liên phục 10 ngày nửa tháng mới dần dần áp chế được. Chỉ là như vậy đối với cô nương có chút tàn nhẫn. Khương Phàm mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu rõ ý tứ của linh hồn đan hoàng. Ta dùng sát lục chi hỏa luyện thuốc, có thể kích thích đến nàng hay không? Khí tức sát lục kích thích đi ra điên cuồng, trước mặt loại thuốc độc này không đáng giá nhắc tới. Linh hồn đan hoàng để Khương Phàm đau đầu. Tịch Giao, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm, những lời ta nói sau đó cũng là có thể cứu cô. Khương Phàm vội vàng nói. Lời gì, ngươi nói đi. Tịch Giao cố nén đau đớn. Thuốc giải đại hoàng tử đưa cho cô, không phải để giải độc mà là dung độc, đem thuốc độc từng chút thẩm thấu đến thân thể và linh hồn của cô, để cho cô dần dần thay đổi tính cách. 23 ngày, ngươi trúng độc quá sâu, muốn giải độc, trước phải thả độc. Biện pháp của ta là, mặc cho thuốc độc phát tác, mỗi ngày ta cho cô một viên thuốc giải, điều trị một tháng. Khương Phàm nói xong cũng lộ ra chút lúng túng. Phát tác. Sắc mặt Tịch Giao lập tức trắng bệch, loại cảm giác này, loại khuất nhục kia, nàng tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa, vậy mà Khương Phàm lại nói để nàng phát tác một tháng. Ngươi xác định hữu hiệu. Tịch Giao cắn chặt răng, chịu đựng tiếng rên nhẹ nhấp nhô trong cổ họng. Thánh văn ta thề, tuyệt đối có tác dụng, chỉ có cách này mới có thể triệt để phóng thích độc tính của cô. Không gian chỗ ta rất bí mật, ta cũng cam đoan sẽ không dò xét bên trong. Chuyện này, cũng chỉ có cô ta biết, tuyệt đối sẽ không có thêm bất cứ kẻ nào biết. Ta cam đoan, ta thề. Khương Phàm nói rất xấu hổ. Ta tin ngươi lần này. Tịch Giao gian nan nhẹ gật đầu. Vào Thanh Đồng tiểu tháp, sau đó, mỗi ngày ta đưa cho cô một viên đan dược, tiếp tục sau nửa tháng sẽ bắt đầu có tác dụng, sau một tháng sẽ triệt để thanh trừ. Khương Phàm thu Tịch Giao vào Thanh Đồng tiểu tháp. Cho đến giờ phút này, Tịch Giao đau khổ kiên trì ý thức cũng đã triệt để sụp đổ, quỳ gối trong không gian mê vụ bao phủ, phát ra từng thét khuất nhục. Khương Phàm lập tức rời khỏi, chạy tới hiệu thuốc trong trang viên. Nơi đó vì đại hội đan tông nên đã chuẩn bị rất nhiều dược liệu, vừa vặn có thể dùng để luyện đan. Đại điện hạ, xin hỏi vì sao lại xông vào trang viên của ta? Thường Lăng mang theo các hộ giả đan quốc ngăn cản đại hoàng tử khí thế hung hăng lại. Trong ngoài ngoài vây lại hết cho ta, tìm kiếm. Đại hoàng tử bỗng nhiên phất tay, đe dọa nhìn Thường Lăng. Đừng nói nhảm, cũng đừng cản ta. Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều phải tìm được Tịch Giao. Nơi này không có Tịch Giao của ngươi, ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi mạo phạm trang viên đan tông. Ngăn lại cho ta. Thường Lăng thét lên ra lệnh, mặc dù thánh linh như tiên tử, nhưng khí thế cũng không bị đại hoàng tử ngăn chặn nửa phần. Ta là quốc chủ tương lai của Hoàng Triều, ngươi là quốc quân đan quốc tương lai. Ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, bây giờ xung đột sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Bây giờ ta chỉ điều tra, cha không ra, ta xin lỗi ngươi. Cha được, ta muốn mạng của ngươi. Đại hoàng tử khí thế ép người, đến gần Thường Lăng. Các hộ giả đan quốc lập tức đứng trước mặt Thường Lăng, rằng co với đại hoàng tử. Ta lặp lại lần nữa, ta chỗ này không có Tịch Giao. Ngươi, tìm nhầm nơi rồi. Thường Lăng tuyệt đối không lùi bước, càng không sợ đại hoàng tử hắn. Lên! Đại hoàng tử la to một tiếng như lôi đình để cho các binh tướng vây trang viên quanh đột nhiên phá tan tường cao, nắm lấy chiến đao tiến về phía trước, những nơi đi qua đều khiến mặt đất băng liệt, phòng ốc đổ sụp. Liệt diễm và lôi chiều đem tất cả đều hóa thành bụi. Toàn bộ cung tiễn hạng nặng phía sau đều bị kéo căng, chuẩn bị xạ kích. Ầm ầm bạo động truyền đến sâu trong trang viên, các thiếu niên luyện đan sư đang điều dưỡng toàn bộ đều kinh hãi vọt ra. Đại hoàng tử, người đây là đang mạo phạm đan quốc, càng là đang mạo phạm di chiếu tổ tiên của ngươi để lại. Thường Lăng giận dữ mắng to. Cái tên đại hoàng tử này cũng quá dã man rồi, làm lên chuyện gì cũng đều không quan tâm.
người như vậy nếu quả như thật trở thành quốc chủ hoàng triều, đối với hoàng triều cũng không phải chuyện tốt. Nếu như cha gia có quan hệ với ngươi, ta sẽ bắt ngươi về hoàng thành. Mạo phạm, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thật sự mạo phạm. Đại hoàng tử lạnh lùng một câu, đột nhiên quát lớn với Thường Lăng. Lui ra. Thường Lăng tức giận, lại bị bọn thủ vệ đan quốc cưỡng ép ngăn chặn. Tìm kiếm cho ta, bất kỳ nơi nào cũng đều không cần buông tha. Đào sâu ba thước, đều phải móc được tịch giao ra cho ta. Đại hoàng tử lườm Thường Lăng một chút, thét lên ra lệnh các đệ tử và trưởng lão hoàng thất phó viện chạy đang đến. Trang viên an tĩnh nhanh chóng náo nhiệt lên. Người của hoàng thất phó viện đối với trang viên này cũng không có chút thương tiếc nào, thô lỗ phá hủy hết tất cả sân nhỏ, ngay cả núi giả hay hồ nước đều không hề buông tha. Khương Phàm vừa tới hiệu thuốc tìm dược liệu cũng bị đánh đi ra, đuổi tới tiền viện tập hợp. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn lại làm bộ tò mò hỏi. Tịch giao chạy. Thường Lăng cũng làm bộ không biết rõ tình hình. Vì sao lại đều tới đây tìm? Đại hoàng tử hoài nghi tịch giao chạy đến nơi đây cầu cứu. Tới rồi sao? Đương nhiên không có. Khương Phàm nhìn tình cảnh náo nhiệt xung quanh, âm thầm rung động vị đại hoàng tử cường thế này. Thậm chí là, quá dã man. Hoàng thất mặc dù đã bắt đầu kiềm chế đan quốc, nhưng tối thiểu ở ngoài mặt vẫn duy trì tôn trọng. Vị đại hoàng tử này lại hoàn toàn không để ý đến mặt mũi, làm việc đều không quan tâm gì cả. Nếu quả thật để hắn tiếp quản hoàng triều thì sẽ còn đến mức nào nữa đây? Lại có thêm các thánh văn như Hình Luyện, Sở Uyên, hắn khẳng định sẽ còn sinh sôi dã tâm càng lớn. Đại hoàng tử âm trầm sắc mặt đứng ở nơi đó, không nhìn lấy ánh mắt đám người đan quốc đang tức giận. Tịch giao trúng độc, người có thể cứu nàng chỉ có Thường Lăng. Tịch giao, khẳng định sẽ tới đây. Cũng nhất định sẽ ở chỗ này. Chỉ là, tra xét lại tra xét, lật khắp các nơi trong trang viên nhưng vẫn không có tìm được tin tức tịch giao. Ninh Linh Lung, cảm nhận chữ vật không gian của bọn hắn. Đại hoàng tử phân phó Đinh Linh Lung. Các vị, đắc tội. Đinh Linh Lung đầu tiên đi tới trước mặt Thường Lăng, đầu ngón tay câu lên từng chút ánh sáng màu xanh quấn lấy yêu quyển của Thường Lăng. Yêu quyển nở rộ lên ánh sáng nhỏ yếu, truyền ra âm thanh tượng minh. Đinh Linh Lung nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận một lát, sau đó tản ra ánh sáng, lắc đầu nhìn đại hoàng tử. Bên trong mặc dù có mênh mông khí thức sinh mạng, nhưng hẳn là bạch ngọc tượng, không có khí thức sinh mạng thứ hai. Nếu như tịch giao thật ở bên trong, mình cũng có thể dò xét được thánh văn dao động. Nhưng, không có. Tiếp tục tra. Đại hoàng tử thét lên ra lệnh. Hai tay Đinh Linh Lung giống như nhảy lên rất nhẹ nhàng, giơ lên ánh sáng màu xanh tinh khiết đầy trời. Một bóng cây mỹ diệu xuất hiện ở phía trên nàng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chấn động rớt xuống vô số lá xanh, bao phủ tất cả mọi người. Không có người nào chống cự lại lá xanh, mặc cho nó rơi vào trên người. Trên vũ khí, trong nhẫn không gian. Thường Lăng lặng lẽ nhìn Khương Phàm, trong lòng khẩn trương. Khương Phàm ngược lại là không quan tâm, thanh đồng tiểu tháp của hắn không phải chữ vật không gian bình thường, chút uy lực sinh mạng ấy còn không thẩm thấu được đến bên trong. Đinh Linh Lung cẩn thận tra lại tra nhưng đều không tra được bất cứ manh mối nào. Không có. Đại hoàng tử cau mày, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Không có. Đinh Linh Lung ăn vào viên thuốc. Bổ sung linh lực bị tiêu hao. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Lăng. Tịch giao rất rõ ràng uy lực của thuốc độc, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình lại lang thang dưới tình huống hoang dã đó. Toàn bộ thành hoàng phủ, lựa chọn duy nhất chính là nữ nhi quốc quân đan quốc này. Các ngươi có thể rời khỏi rồi. Thường Lăng nhẹ nhàng thở ra trong lòng, càng không e ngại đại hoàng tử. Đại hoàng tử thờ ơ, suy nghĩ tỉ mỉ các khả năng. Nếu như mình là Thường Lăng, sẽ giấu tịch giao đến chỗ nào? Hình Luyện một mực tại quan sát đến biểu hiện của Thường Lăng, phát hiện nàng vậy mà liên tục nhìn về phía Nạp Lan Thanh Diệu. Trên người hắn có cái gì? Cho người soát hắn. Hình Luyện đột nhiên chỉ vào Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên lạnh lại, tên hỗn đản này có ý gì? Sao? Ánh mắt đại hoàng tử mà mọi người đều chuyển tới trên người Khương Phàm. Đầu ngón tay Đinh Linh Lung giơ lên mảng lớn ánh sáng xanh bao phủ Khương Phàm. Khương Phàm thản nhiên để nàng dò xét, cũng lặng lẽ khống chế thanh đồng tiểu tháp. Nhưng, chết không chết,
Cô ở bên trong tầng thứ hai lại nghe được trong tầng một tiếng vang kỳ quái, kinh tâm động phách, nàng như bão nổi đâm vào tầng một và tầng hai trên cửa thanh đồng. Một tiếng ầm vang vang lên, thân thể tiểu xảo lại giống như man thú, đâm đến mức thanh đồng tiểu tháp đều đang ù ù lắc lư. Một tia sáng lưu chuyển, rõ rõ ràng ràng từ trong cổ áo Khương Phàm chiếu ra. Cô, ngươi muốn hại chết ta sao? Ý thức Khương Phàm đang gầm thét tại tầng thứ hai. Tiểu hỗn đản, thế nào? Bị dọa liệt rồi sao? Ngươi đang làm gì? Coi cô ngươi là đồ bài trí sao? Ngươi đang gieo họa cô nương nhà ai? Phụ mẫu nó, ngươi mới 13 tuổi, ngươi là tên tiểu lưu manh, tiểu vô lại, tiểu hỗn đản. Bây giờ đã như vậy, tương lai ngươi còn chịu nổi sao? Khương Tuyền tại tầng thứ hai tức giận mắng mỏ. Thành thật một chút, ta đang làm việc. Khương Phàm im lặng, cảnh cáo nàng. Ta còn không biết ngươi đang làm việc. Nói nhỏ chút, cô ngươi còn sống đây. Còn đang kêu, ngươi kiềm chế một chút. A, ngươi muốn chọc giận chết ta rồi sao? Còn đang kêu, không xong rồi. Khương Tuyền phát điên, nhấc lên liệt hỏa kinh khủng, đụng phải cửa đồng lớn. Một tiếng ầm vang quanh quần thanh đồng tiểu tháp, cũng kích thích bên ngoài nổi lên từng tia sáng xanh. Đó là cái gì? Đinh Linh Lung đi đến chỗ Khương Phàm. Bảo bối của ta. Khương Phàm cố gắng chấn định. Ánh mắt ngươi đang trốn tránh, vội cái gì? Hình Luyện nhìn chằm chằm ánh mắt Khương Phàm. Ngươi cố ý tìm chuyện với ta. Yên tâm, ta sẽ không tranh sủng với ngươi. Ta, không có tiện như vậy. Khương Phàm tức giận, hỗn đản này thật tìm đại hoàng tử làm nơi nương tựa rồi. Thường Lăng âm thầm khẩn trương, nhưng lại cố gắng chấn định bản thân, không dám lộ ra chút vấn đề nào. Đinh Linh Lung đưa tay chụp vào cổ áo Khương Phàm. Khương Phàm lui lại tránh khỏi, mình từ trong cổ áo móc ra thanh đồng tiểu tháp. Nghĩa phụ tặng cho ta bảo bối, bên trong để rất nhiều dược liệu, còn có. Còn có cái gì? Nô lệ ta vừa bắt, Phi Thừa Hồng. Còn gì nữa không? Hình Luyện ép hỏi. Còn có tịch giao. Khương Phàm vừa nói ra lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đột biến, ngay cả đại hoàng tử cũng đều lập tức nhìn chằm chằm hắn. Thường Lăng suýt chút nữa quát tháo hắn chớ nói nhảm. Nàng khóc lóc hô hào cầu xin ta cứu nàng. Ta thấy nàng xinh đẹp, nhìn nàng đáng thương, đánh cược tương lai của ta, đánh cược vận mạng toàn bộ Nạp Lan gia tộc ta, không muốn chút nhưng vẫn phải đem nữ hài này giấu đi rồi. Khương Phàm nhìn Hình Luyện. Hài lòng chưa? Hình Luyện có chút há mồm, lại á khẩu không trả lời được. Ánh mắt sắc bén của đại hoàng tử cũng thoáng hỏa hoãn. Vẫn là nên điều tra thêm chút. Đinh Linh Lung rất kỳ quái, nó có thể tránh thoát dò xét của mình. Cái thanh đồng tiểu tháp này cũng không đơn giản. Ngươi là cha người, hay là cha bảo bối của ta? Điều tra. Nằm mơ đi, đừng xem ta coi là chó không có tôn nghiêm, để hắn gọi hắn liền gọi, để hắn liền cắn. Dính đến đồ bí mật của ta, ta tuyệt sẽ không để người khác loạn đụng. Khương Phàm nói xong còn quét mắt Hình Luyện. Sắc mặt Hình Luyện bỗng nhiên phát lạnh, nắm chặt nắm đấm. Điện hạ, Đinh Linh Lung quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử. Cha đơn giản một chút, sẽ không đụng phải bí mật của ngươi. Chờ ngươi đến hoàng thành, ta sẽ cho ngươi khen thưởng tốt hơn. Đại hoàng tử rất cẩn thận, bất kỳ vật gì cũng không thể buông tha. Đúng vào lúc này, một người thị vệ vội vã chạy đến nơi đây. Điện hạ, có phát hiện. Ở đâu? Đại hoàng tử và mọi người bỗng nhiên quay đầu, mắt lộ ra tinh quang. Bên ngoài thành đông, trăm dặm ngoài rừng cây. Vừa rồi Sở Uyên dùng lôi cưu đưa tin tức về, bọn hắn đang trên đường trở về, rất nhanh sẽ đến đây. Thị vệ hoàng thất cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật tìm không thấy tịch giao, bọn hắn đều sẽ chết rất thảm. Đi! Đại hoàng tử lập tức bảo mọi người rút đi, ngay cả câu xin lỗi cũng đều không có. Bọn người Thường Lăng rất tức giận. Không có chút cấp bậc lễ nghĩa hoàng thất nào cả, càng không có bất luận tôn trọng gì. Người như vậy nếu như tiếp quản hoàng triều, sẽ đem hoàng triều giày vò thành cái dạng gì? Tìm được. Khương Phàm lại kỳ quái, tịch giao rõ ràng đang trong thanh đồng tiểu tháp của hắn. Chẳng lẽ trước khi tịch giao đến trang viên đã đặc biệt sắp xếp người ngụy trang thành nàng, ra ngoài hấp dẫn sự chú ý? Hay là, Khương Phàm nhìn về phía Thường Lăng? Người an bài. Thường Lăng lắc đầu, tình huống khẩn cấp, đều không có nghĩ đến vấn đề này. Nạp Lan Thanh Diệu, người đi đâu? Thường Lăng vừa muốn sắp xếp người chỉnh lý lại trang viên,
lại nhìn thấy Khương Phàm đang muốn đi ra ngoài. Nơi này quá loạn, về dinh thự Nạp Lan ra ta. Khương Phàm phải nắm chặt thời gian luyện chế đan dược. Thường Lăng bước nhanh theo thấp giọng nói. Đem Tịch Giao ra đây, nàng ở chỗ ta an toàn hơn. Khương Phàm không giải thích với nàng, bước nhanh rời khỏi trang viên. Ngươi trở lại cho ta, ngươi nếu dám đụng nàng, đan quốc ta tuyệt đối không tiếp nhận tên hỗn đản ngươi. Thường Lăng tức giận, tiểu gia hỏa này đang muốn làm gì? Tịch Giao đang trong giai đoạn độc phát, hắn cũng không phải là muốn thừa lúc vắng mà vào đấy chứ. Tiểu thư, người không thể đuổi theo. Bọn thị vệ ngăn Thường Lăng lại, mặc dù không biết đại hoàng tử bắt được người nào, chỉ khi nào phát hiện không hợp lý, khẳng định sẽ còn trở lại. Hoàng thất võ viện. Đại hoàng tử đợi đến trời tối, rốt cuộc cũng đã đợi được bọn người Sử Uyên. Điện hạ, không phụ kỳ vọng, người đã mang về rồi. Lục Tử Ngâm là người đầu tiên đi tới, tươi cười hành lễ. Sở Uyên tự mình mang theo một thiếu nữ gầy gò, đi đến gian phòng. Chỉ là, liếc mắt nhìn đến Đinh Linh Lung bên cạnh đại hoàng tử, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, cũng không hành lễ với đại hoàng tử. Ta đã nói với ngươi cái gì, quên rồi. Đêm nay, ngươi không có thuốc giải. Đại hoàng tử ngồi trên ghế mây, mặt lạnh nhìn chằm chằm thiếu nữ. Không cho chút đau khổ. Thánh nữ La Phù này xem bộ dáng là sẽ không khuất phục. Vậy tối nay liền hầu hạ nàng thật tốt vậy. Triệt để phá vỡ cái phần tự tôn và cao ngạo kia của nàng. Thiếu nữ buông thõng tầm mắt, hờ hững đứng đấy. Ngươi không chỉ không có thuốc giải. Đại hoàng tử đi đến trước mặt thiếu nữ, một tay bóp lấy cái cằm như bạch ngọc của nàng, giơ lên. Từ hôm nay trở đi, tất cả tông môn, tán tu Tây Cương đều nhận được một chỉ thị. Giết một nữ tử thánh nữ tông, thưởng. Bắt sống một nữ tử thánh nữ tông, trọng thưởng. Tiền thưởng theo cảnh giới, thân phận mà định ra. Tiền thưởng thấp nhất, 10 khỏa tinh thạch thượng phẩm. Chết đưa tới, ta để cho ngươi uống máu của nàng. Sống đưa tới, ta để cho ngươi tự tay giết nàng. Chỉ lệnh này, sẽ tiếp tục kéo dài. Tiếp tục đến, ngươi quỳ gối trước mặt ta, gọi ta một tiếng. Chủ tử. Đại hoàng tử hung ác cảnh cáo liền đẩy thiếu nữ ra. Thiếu nữ lảo đảo hai bước, nhưng vẫn buông thõng tầm mắt, im lặng lại im lặng. Trong lòng Hình Luyện run lên, thật ác độc. Đây là muốn ép thánh nữ tông đến con đường chết. Lên giá 10 khỏa tinh thạch thượng phẩm. Không chỉ có người Tây Cương sẽ đánh lén thánh nữ tông, rất nhiều ác đồ bên trong La Phù Sơn Mạch đều sẽ bắt sống đệ tử thánh nữ tông đến lĩnh thưởng. Nếu như liệp sát lệnh tiếp tục một năm, thậm chí càng lâu, khả năng đều sẽ không có người nào lại nguyện ý thêm vào thánh nữ tông. Đại hoàng tử phất tay thét lên ra lệnh. Mang về, giam lại. Đi thôi. Sở Uyên kéo lấy cổ áo thiếu nữ, dùng sức phun ra phía trước. Đúng vào lúc này, Hình Luyện chợt chú ý tới một thứ bất thường. Chờ một chút. Ngươi có việc gì? Sở Uyên lạnh lùng liếc nhìn hắn. Hình Luyện bước nhanh đến trước mặt thiếu nữ, đưa tay chống lên mí mắt của nàng. Sắc mặt hắn hơi biến, lại kéo thắt lưng gấm trên trán nàng xuống. Ngươi đang làm gì, chúng ta đã kiểm tra qua, nàng chính là Tịch Giao. Sở Uyên rất bất mãn hành động của Hình Luyện. Điện hạ, bắt lộn người rồi. Hình Luyện quay người, bẩm báo với đại hoàng tử. Nàng không phải Tịch Giao, nàng là muội muội sinh đôi của Tịch Giao, Tịch Nhan. Sở Uyên lập tức nói. Ngươi cho rằng chúng ta đồ đần sao, muội muội Tịch Giao sớm đã chết. Tịch Giao là phệ hồn hoa, linh văn màu đỏ như máu. Con mắt cũng là màu đỏ như máu. Tịch Nhan là táng hồn hoa, linh văn màu tím, con mắt màu tím. Nàng là Tịch Nhan. Hình Luyện cũng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn là thiếu tông chủ Thượng Thanh Tông, thánh nữ tông lại phụ thuộc Thượng Thanh Tông, hắn hiểu rất rõ đối với đôi tỉ muội này. Nhấc mặt nàng lên. Đại hoàng tử đi tới. Sở Uyên chau mày, dùng sức nâng đầu thiếu nữ lên. Thiếu nữ chậm rãi giơ tầm mắt lên, lộ ra một đôi mắt màu tím sẫm. Ngươi là Tịch Nhan. Đại hoàng tử nhìn kỹ lại, ngoại trừ màu sắc của đôi mắt và linh văn ra thì nàng và Tịch Giao giống nhau như đúc. Tịch Nhan không quan tâm, nàng lại rủ tầm mắt xuống. Đùng. Đại hoàng tử đưa tay quất mạnh vào trên khuôn mặt nàng, giấu một bàn tay hiện lên rõ rõ ràng ràng. Khóe miệng Tịch Nhan chảy máu nhưng nàng vấp cứ thở ơ. Ta đang hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Đại hoàng tử bóp lấy cằm Tịch Nhan thô lỗ kéo tới trước mặt mình. Hắn muốn là Tịch Giao,
là Thánh Linh Văn, không phải một tên phế phẩm. Không đúng, lúc ta tìm được nàng Linh Văn của ta rõ ràng có phản ứng. Lúc ấy sở dĩ Sở Uyên xác định đó là Tịch Giao không chỉ là vì ngoại hình giống mà quan trọng hơn là Thánh Linh Văn có phản ứng. Hình Luyện cũng cảm nhận được lay động yếu ớt. Thánh Văn. Hình Luyện nhìn kỹ Linh Văn Tịch Nhan. Hình như không giống với lúc trước. Đúng rồi, lúc trước sau khi La Phù xuất hiện đan dược truyền kỳ, chúng ta đã nghi ngờ Thánh Nữ Tông có được một viên. Chẳng lẽ, bọn họ giao đan dược cho Tịch Nhan? Sắc mặt Hình Luyện thay đổi. Táng hồn hoa nếu như biến thành Thánh Linh Văn, chẳng phải là... Luân hồi hoa. Ngươi đang nói cái gì? Nàng ăn loại đan dược La Phù kia của các ngươi sao? Bọn người Lục Tử Ngâm đều kinh ngạc, đan dược La Phù huyên náo xôn xao khắp nơi, nếu như không phải đại hoàng tử đưa Tây Cương đến xâm lấn để La Phù đề phòng toàn diện, bây giờ người tràn vào La Phù điều tra đan dược khẳng định đã càng nhiều. Thật là có đan dược có thể thăng hoa linh văn. Bọn thị vệ cũng không tin được mà nhìn đến Tịch Nhan. Hình Luyện càng nhìn thì càng sợ hãi. Đây cũng không phải là táng hồn hoa. Không chỉ là đã trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa còn để Tử Dương Thánh Hỏa của hắn có phản ứng. Phệ hồn hoa, có thể phá hủy linh hồn, thôi hủy linh văn. Chờ sau khi đến linh hồn cảnh, còn có thể thôn phệ linh hồn, tăng cường thực lực. Luân hồi hoa càng đáng sợ hơn, nó có thể khống chế linh hồn, thậm chí có thể dung hợp linh hồn. Tương đương với, mượn thể hoàn hồn. Năm đó, thời điểm tỉ muội Tịch Giao, Tịch Nhan thức tỉnh linh văn thật ra là Tịch Nhan càng có hy vọng tiến vào Thánh Linh Văn hơn. Kết quả, có thể là luân hồi hoa quá quỷ dị, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân khác, Tịch Nhan thất bại, Tịch Giao lại tiến vào Thánh Linh Văn. Hình Luyện nhìn không được mà giới thiệu hai loại yêu hoa đáng sợ. Điện hạ, ngài nhặt được bảo bối rồi. A, à, lửa giận trong lòng đại hoàng tử lập tức không còn nữa. Luân hồi hoa, lại là một thánh văn. Lục Tử Ngâm vừa khiếp sợ, vừa nhếch miệng. Thiên hạ này là thế nào? Thời đại này là thế nào? Làm sao sinh ra thêm một thánh văn nữa? Những lục phẩm linh văn như bọn hắn làm sao còn có thể dám xưng thiên tài? Đinh Linh Lung đi đến phía trước. Nàng cứu Tịch Giao, lại để bản thân ở lại. Nàng muốn làm gì? Ta cảm giác việc này không đơn giản. Sở Uyên cũng nói. Có phải là người của Thánh Nữ Tông đến hay không? Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tịch Nhan. Có dũng khí nhưng quá ngu, đến trên tay của ta. Chẳng lẽ ngươi còn lại muốn trốn nữa? Đinh Linh Lung tiếp tục nhắc nhở. Điện hạ chớ khinh thường, nếu nàng không có sự giúp đỡ khác chắc chắn sẽ không trở về chịu chết. Hình Luyện lắc đầu. Thánh Nữ Tông sẽ không tới. Bọn họ đều đã bị thương nặng, tất cả cũng chỉ là nữ tử, không dám tới đây cứu Tịch Giao. Huống chi, các nàng đã có thánh văn mới là Tịch Nhan này, càng không nhất định phải lại mạo hiểm, càng không có khả năng đem Tịch Giao trở về để chịu chết. Ta đoán, rất có thể là Tịch Nhan đã tự mình chạy đến. Tỷ muội tình thâm, nàng hấp dẫn lực chú ý, cho tỷ tỷ một con đường sống. Đại hoàng tử để ý tới thái độ của Hình Luyện. Tỷ tỷ nàng, còn ở đây. Hình Luyện nói. Không sai, các nàng có thời gian hơn một giờ, hoàn toàn có thể chạy thoát. Để lại một người chịu chết, cho một người khác tranh thủ thời gian và cơ hội. Nói cách khác, Tịch Giao còn ở chỗ Thường Lăng. Đáy mắt đại hoàng tử sáng lên, một tay bóp lấy Tịch Nhan. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tỉ muội các ngươi, ta phải có hết. Tịch Nhan vẫn yên lặng không nói gì, giống như cũng không quan tâm sống chết của mình. Mang nàng đến, theo ta đi chiếu cố Thường Lăng. Đại hoàng tử vả mặt phấn chấn, một đôi tỉ muội thánh văn hoa. Trên đời này còn có thể tìm tới kẻ thứ hai không? Ha ha, gần như không tồn tại, chân bảo hiếm thấy. Thuộc về ta, Hình Luyện, Đinh Linh Lung, Tịch Giao, Tịch Nhan. Tứ đại thánh văn, nếu như có thể khống chế toàn bộ, bọn hắn cho mượn lực lượng triệt để khống chế Lang gia hoàng triều. Nếu như cha ra được là Thường Lăng chứa chấp Tịch Giao, hắn còn có thể dùng chuyện này khiến cho Đan Quốc cúi đầu. Nếu như có thể ép Đan Quốc chủ động thông gia với hắn, gả Thường Lăng tới. Hắn thậm chí có thể liên hợp tộc lão hoàng thất, bức phụ hoàng hoàn toàn thoái vị. Đại hoàng tử phấn chấn lại kích động, chuyến đi tới thành hoàng phủ này quá đáng giá. Đúng rồi, còn có một tên sát lục chi hỏa. Ha ha, đại hoàng tử nhịn không được phấn chấn mà cười to.
Loại cảm giác phấn chấn lại như có thể sáng tạo ra la phù thật quá thoải mái. Để phòng có chuyện gì ngoài ý muốn, điện hạ, ngài vẫn phải cẩn thận. Hình Luyện rất tỉnh táo, mặc dù tin tưởng Thánh Nữ Tông sẽ không tới, nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Thẩm Đông Sơn, Quan Hoa Vinh đến đây hầu hạ, không được rời khỏi ta nửa bước. Đại hoàng tử thét lên ra lệnh hai đại tướng kim giáp, lại phân phó, nói. Mời viện trưởng hoàng thất võ viện, còn có mấy lão gia hỏa kia xuất quan. Khương Phàm vào tới dinh thự Nạp Lan gia, chạy thẳng đến phòng Nạp Lan Thanh Lạc. Ta muốn luyện đan, bảo vệ cẩn thận trạch viện cho ta. Phụ thân, sắc mặt Khương Phàm hơi kinh ngạc, trong căn phòng lớn này có rất nhiều nam tử hùng tráng vĩ ngạn đứng đấy, người cầm đầu chính là Khương Hồng Võ. Tiểu công tử, chơi có vui không? Yến Tranh nhìn Khương Phàm lắc đầu. Quá điên, lại có thể nháo đến nơi này, còn trực tiếp đối mặt với đám người đại hoàng tử. Chơi mới kích thích, mọi người đã tới thì khẳng định càng kích thích hơn. Khương Phàm đã hoàn toàn yên tâm, vương gia cuối cùng cũng chạy đến. Cô ngươi đâu? Sắc mặt Khương Hồng Võ trầm xuống, mặc dù tiểu tử này đã thành công xúi dục Nạp Lan gia tộc, nhưng vẫn quá mạo hiểm. Chuyện này hoàn toàn là đang cược mạng. Càng là hoàn toàn không để ý cảnh cáo của hắn. Khi còn bé đã như vậy, lúc trưởng thành còn chịu sao nổi. Người bị giam giữ ở trong này. Khương Phàm lấy thanh đồng tiểu tháp ra. Đừng trách nàng, là ta lừa gạt nàng vào trong. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày. Người đem người cô. Được rồi, thả ra đi. Qua mấy ngày nữa đi, cô bây giờ có chút táo bạo. Khương Phàm lúng túng gãi gãi đầu, lúc này nàng vẫn còn ở bên trong mắng hắn đây. Khương Hồng Võ gật đầu, đúng thế, tính tình lão nhà đầu này quá kém, nếu thật thả ra. Không những ngược Khương Phàm, ngay cả hắn cũng còn có thể bị vạ lây. Phụ thân, mọi người đã tới bao nhiêu người? Khương Phàm kích động, tới thật là kịp thời. Chúng ta tới tra tình huống, không mang quá nhiều. Ngoại trừ 4 người của các gia tộc chúng ta, còn lại chính là huyết ngục. Khương Hồng Võ chỉ mang theo bộ phận tộc nhân của Khương gia, Yến gia, Hùng gia, Côn gia, còn có huyết ngục. Mặc dù người không nhiều, nhưng tất cả đều là cường giả linh hồn cảnh. Nếu đã tới, đêm nay liền chuẩn bị động thủ bắt đại hoàng tử, còn có mấy tên thánh văn kia. Đáy mắt Khương Phàm sáng lên. Nếu như có thể đem đám người này một mẻ hốt gọn, tuyệt đối có thể làm cho hoàng thất sụp đổ toàn bộ. Khương Vương, các vị, bắt đại hoàng tử không thể xúc động, nhất định có kế hoạch tốt. Nạp Lan Thanh Lạc tranh thủ thời gian ngăn lại, nàng giải thích, nói. Kỳ Thiên Điện tới 5 vị trưởng lão, đều là cao giai linh hồn cảnh. Hoàng thất võ viện có hơn 50 vị trưởng lão, còn có mấy lão quái vật. Kim vệ bên cạnh đại hoàng tử một người là Thẩm Đông Sơn, một người là Quan Hoa Vinh. Thẩm Đông Sơn, hẳn là các ngươi đều biết, hắn là võ tướng trấn thủ cứ điểm kiếm môn của Bắc Cương, tốc độ cực nhanh, am hiểu ám sát. Quan Hoa Vinh là lục phẩm thú linh văn, am hiểu phòng ngự. Hai người bọn họ đều là linh hồn cảnh đỉnh phong, còn có được thánh khí của hoàng thất. Nạp Lan Thanh Lạc phân tích rõ ràng qua tình huống tại thành Hoàng Phủ. Nếu như đại hoàng tử và võ viện người tách ra thì bọn người Khương Vương có thể đánh lén, hẳn là có hy vọng bắt lấy đại hoàng tử. Nhưng nếu như không thể lập tức bắt được thì sẽ kinh động đến toàn thành, cường giả đến từ võ viện cùng chi đội trấn thủ thành Hoàng Phủ sẽ đem vây bắt đám người Khương Vương lại. Thẩm Đông Sơn, gia hỏa này có chút khó giải quyết đây. Yến Tranh, Côn Bác xuất thân từ quân doanh Bắc Cương. Đối với Thẩm Đông Sơn cùng thuộc Bắc Cương đều hiểu rất rõ. Là lôi văn, nhưng không phải lôi văn bình thường. Lôi văn của Thẩm Đông Sơn là đầu lôi tuyến, nhìn thì rất đơn giản nhưng lại bị hắn khai phát đến cực hạn. Giống như là lôi điện, gần như có thể xé rách không gian, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn sẽ một mực bảo vệ xung quanh xe vua của đại hoàng tử, ai đánh lén thì tất nhiên sẽ mất mạng. Nạp Lan Thanh Lạc lại nói. Xe vua của đại hoàng tử cũng không hề đơn giản, đó mới là vũ khí phòng ngự quan trọng nhất. Xe vua không quan trọng, quan trọng là dẫn dắt Thẩm Đông Sơn rời khỏi đó. Khương Hồng Võ trầm tư. Xe vua rất quan trọng. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc lặp lại. Đó là nhân hoàng tự mình ban thưởng cho đại hoàng tử, tuyệt đối không đơn giản. Mọi người lập mưu trước, nhưng phải nhanh chóng động thủ. Ta luyện đan trước. Khương Phàm cảm giác Tịch Giao trong thanh đồng tiểu tháp sắp không kiên trì được nữa, bộ dáng tê tâm liệt phế kia để hắn đều âm thầm kinh hãi,
hình ảnh bên trong cũng để cho hắn không dám nhìn loạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Phàm ngồi trong phòng Triệu Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh ra, sau khi cố gắng ngăn chặn khí thế hùng hậu của nó thì bắt đầu dựa theo lời linh hồn đan hoàng mà luyện chế đan dược giải độc. Nếu Khương Vương đã đến sẽ liền muốn săn giết đại hoàng tử, hắn cũng không cần thiết lại che giấu linh văn làm gì.